Dương Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, còn bất giác giơ tay lau mồ hôi lạnh, lá gan nhỏ suýt chút nữa là vỡ ra, nếu như cường giả thiên võ nổi giận lên thì mọi chuyện sẽ trở nên rất đáng sợ. Linh Lung, nữ soái và các trưởng lão cũng đều ho khan. Nhóm đại lão hiếm khi tụ họp đông đủ, nhưng vừa gặp nhau là đã nghĩ đến chuyện xông vào đánh nhau. Về phần đại tế ti hoàng tộc, lão ta chỉ mỉm cười vuốt râu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được tận sâu trong đôi mắt già nua của lão ta lộ ra một tia gian xảo, Triệu công tử có thể nhìn thấy sự âm hiểm giả dối nằm tận sâu trong linh hồn của lão ta. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khó giải quyết nhất vẫn chính là những kẻ gian xảo núp trong bóng tối. Bên cửa sổ lầu các lộ ra hai cái đầu. Đó là Triệu Bân cùng Long Phi đang đứng bên cửa sổ, âm thầm nhìn ra ngoài. Tại sao lão tổ Hồng Tước lại mặc hắc bào, Triệu Bân hỏi. Ta không biết, Long Phi nhẹ lắc đầu, trong trí nhớ của ta thì lão tổ Hồng Tước trước giờ vẫn luôn như vậy. Ta cứ có cảm giác đã từng gặp qua người đó rồi, Triệu Bân thì thào nói. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao, Long Phi liếc mắt nhìn hắn hỏi. Sao, cô cũng vậy à, Triệu Bân nhướng mày. Ừ, Long Phi nhẹ gật đầu. Chuyện này thật thú vị. Triệu Bân sờ cằm, hai con người di chuyển nhanh. Chẳng lẽ do đã lập thành khế ước cho nên cảm giác của hắn và Long Phi cũng trở nên giống nhau? Lúc lập khế ước ngươi đã nhìn thấy cái gì, thật lâu sau mới nghe được tiếng Long Phi khẽ nói. Ta nhìn thấy cô khi còn bé. Rất nghịch ngợm, Triệu Bân nói ngắn gọn. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Long Phi liền bùng lên ngọn lửa. Còn cô thì sao, cô đã nhìn thấy cái gì, Triệu Bân nghiêm túc nói. Ngươi không cần biết. Long Phi chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi. Triệu Bân cũng không quan trọng chuyện đó, hắn quay lại quan sát mọi chuyện qua cửa sổ, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Tước, chắc chắn là đã từng gặp qua người này, nhưng đối phương mặc hắc bào che giấu dung mạo cho nên hắn không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Hồng Tước chớp mắt ngoái đầu, liếc nhìn hắn. Triệu Bân ngay lập tức cảm thấy tinh thần run lên rồi ngã xuống ngủ gật tại chỗ, quả nhiên là cường giả thiên võ, không cần phải ra tay. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta không chịu nổi. Triệu Bân đã ngủ một giấc rất dài. Hơn nữa, hắn còn gặp ác mộng, một ác mộng vô cùng hỗn loạn, trong cơn ác mộng có một gương mặt quỷ vặn vẹo đáng sợ, một con cửu vĩ tiên hồ đang gầm giống, một con kỳ lân nhỏ đang nhảy qua nhảy lại. Một thứ ánh sáng vĩnh hằng khiến cho hắn bị chói mắt. Gương mặt quỷ liên quan đến ác niệm, cửu vĩ tiên hồ liên quan đến khế ước, ánh sáng vĩnh hằng liên quan đến chúc phúc của thần. Còn kỳ lân thì liên quan đến hắn, chính là do đêm đó quả trứng vàng đã hút một giọt máu của hắn cho nên không có gì ngạc nhiên khi hắn nằm mơ thấy một con kỳ lân. Ngoài ra, hắn còn đang nói mê. Điều mà hắn tâm niệm nhất vẫn chính là mẹ của mình. Long Phi đã tới xem xét hắn mấy lần, cô ta rất tò mò, chẳng lẽ do hắn bị cải lão hoàn đồng cho nên cũng cần có mẹ bên cạnh hơn bình thường hay sao? Nhưng tại sao trong trí nhớ của cơ ngân cô ta lại không nhìn thấy hình ảnh của mẹ hắn? Điều này rất kỳ lạ. Ba ngày sau hắn mới tỉnh dậy. Đêm nay không sao, ngay cả vầng trăng tròn treo trên cao cũng mờ mịt, thông thường một đêm tối tăm như vậy chính là thời điểm tốt nhất để làm chuyện xấu. Trên núi, trận văn trên hai tòa tế đàn đã được khắc xong. Ngũ đại thiên võ đứng nghiễm nhiên, khí thế trầm ổn mang theo áp lực vô hình lấn át những người xung quanh. Mấy người Dương Huyền Tông đều cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí là khó thở. Ta có thể tự đi. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Linh Lung đã bước lên lầu các, một tay xách Triệu Bân ra ngoài. Tay chân bé nhỏ của Triệu công tử khua khoáng qua lại, khuôn mặt nhỏ đã đen lại như đít nồi. Ngồi yên đó. Khi đi tới tế đàn, Linh Lung liền ném hắn lên đó. Long Phi cũng đang ngồi xếp bằng ở tế đàn đối diện, một âm một dương, bên dưới tế đàn có chạm trổ bát quái trận đồ, từng đường nét đều mang theo năng lượng huyền dị. Triệu Bân cảm thấy cơ thể bị một cỗ khí tức cường đại bao phủ, cả người như rơi vào trong một đại dương mênh mông. Không khí tại hiện trường rất trang nghiêm. Chia tách sức mạnh cửu vĩ là một vấn đề lớn. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Bân cũng vội vàng khoanh chân. Cố thủ tâm mạch, Đại Hạ Hồng Uyên thản nhiên nói một tiếng. Không cần ông ta nói thì Triệu Bân và Long Phi cũng đã nhắm mắt lại mặc niệm tính tâm quyết. Trong quá trình chia tách sức mạnh cửu vĩ thì không được để lại trong lòng chút tạp niệm nào, Linh Lung và Dương Huyền Tông đã giải thích chuyện này không biết bao nhiêu lần. Vào trận, Hồng Uyên nói xong liền bước vào đứng ở trung tâm của hai tế đàn.
Lão Tổ U Tuyền và Vô Mi Đạo Nhân cũng bước lên phía trước, đứng ở hai bên trái phải tế đàn của Long Phi. Hồng Tước cùng Quỷ Minh thì đứng ở hai bên tế đàn của Triệu Vân. Sau khi năm người đã vào vị trí thì bọn họ đều đồng loạt nâng tay kết thủ ấn. Đột nhiên cả hai tế đàn đều run lên rồi phát ra hào quang chói lọi bắn thẳng lên trời tạo thành dị tượng, diễn hóa ra sông núi Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên còn có thể thấy được một con cửu vĩ hồ đang lao vút tự do giữa đất trời, tiếng gầm vang vọng như tiếng sấm làm chấn động lòng người. Bắt đầu rồi. Các trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông đều nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn. Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ. Đêm nay cũng liên quan đến vận mệnh của đại hạ. Hự. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Bân cùng Long Phi đều đang kêu rên. Việc chia tách sức mạnh cửu vĩ đã bắt đầu, Hồng Uyên đứng ở trung tâm của hai tế đàn, một tay hướng về phía Long Phi một tay hướng về phía Triệu Bân để tác động lên khế ước cộng sinh giữa hai người và độ truyền cửu vĩ hồ. Một nguồn năng lượng khổng lồ chảy ra từ bên trong cơ thể của Long Phi rồi dung nhập vào trong cơ thể của Triệu Bân. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ của bốn cường giả thiên võ còn lại là duy trì đại trận. Chậc chậc, Dương Huyền Tông thổn thức tặc lưỡi, các vị trưởng lão còn lại cũng như vậy, đêm nay bọn họ thực sự đã được mở rộng tầm mắt, ngũ đại thiên võ có uy lực đáng sợ đến nhường nào, nếu như không có đại trận của ngũ đại thiên võ trấn giữ thì cũng không thể chia tách được sức mạnh cửu vĩ. Giống, sức mạnh rót vào đan hải của Triệu Bân đã biến thành một con cửu vĩ hồ hư hư ảo ảo, kích thước cũng không quá lớn bởi vì quá trình chia tách chỉ vừa mới bắt đầu. Theo thời gian thì kích thước sẽ dần dần tăng lên cho đến khi sức mạnh được chia tách hoàn toàn, đến lúc đó mới có thể nói là công đức viên mãn. Quá trình này không chỉ kéo dài mà còn rất đau đớn. Mà đau đớn nhất vẫn là Long Phi. Quá trình chia tách sức mạnh cũng gây ra đau đớn tương tự như bị rút gân khoét cốt. Triệu Bân cũng không khá hơn là bao nhiêu năng lượng dồn vào trong cơ thể hắn, liên tục tác động cực mạnh vào khí lực, tứ chi xương cốt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Giống như giáng từng búa vào cơ thể hắn. Sự đau đớn này còn kinh khủng hơn lúc luyện thể. Cũng chính vì như vậy mà xương cốt kinh mạch của hắn mới có thể rèn luyện, trở nên càng cứng rắn càng dẻo dai. Đan hải của hắn khi nhận được sức mạnh cửu vĩ lại trở nên mênh mông hơn, cho phép hắn tích trữ nhiều cơ duyên hơn. Nhận một nửa sức mạnh cửu vĩ đúng là một cơ duyên không tầm thường. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, một khi quá trình chia tách hoàn thành thì mới là nghịch thiên tạo hóa. Hửm. Trong chốc lát, Triệu Bân đột nhiên mở mắt ra thoáng liếc nhìn Hồng Tước. Hắn vẫn chưa thể nhìn rõ dung mạo của Hồng Tước, nhưng hắn có thể nhận ra năng lượng của Hồng Tước. Chính vì nhận ra cho nên hắn mới giật mình. Quả nhiên lúc trước hắn đoán không sai, hắn chắc chắn đã từng gặp Hồng Tước. Hoặc là nói, tất cả mọi người ở đây đều đã từng gặp qua. Làm sao có thể là cô ta? Không thể nào. Triệu Bân nghĩ thầm. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Chuyện này khiến cho hắn trở tay không kịp, tinh thần chấn động làm tế đàn rung chuyển. Vứt bỏ tạp niệm, cố thủ tâm mạch. Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là ông ta đang nói với Triệu Bân, thời khắc mấu chốt đừng có mà làm hỏng việc. Triệu Bân vội vàng nhắm mắt mặc niệm tĩnh tâm quyết. Mấy người Dương Huyền Tông trấn giữ bên ngoài đều im lặng không dám quấy rầy. Vẫn là đại tế ti bình tĩnh nhất. Lão ta đã tìm được một đình nghỉ mát để ngồi xuống, lẳng lặng uống trà. Cái tên đó sắp một bước lên trời rồi. Trên đỉnh Thanh Vũ, Kiếm Nam đang cầm kính viễn vọng nhìn dị tượng trên đỉnh Ngọc Linh, sau đó đặt nó sang một bên và dụi mắt. Trên đỉnh Ngọc Linh có cấm chế không cho người khác nhìn lén, hắn ta không để ý liền bị cấm chế làm cho đau mắt. Không chỉ có hắn ta, Tô Vũ và những người khác cũng như thế. Khi hắn trở về thì còn oách tới mức nào? Tô Vũ tặc lưỡi, mọi người bên cạnh đều ho khan. Giữa bọn họ và Cơ Ngân có sự chênh lệch rất lớn, kiếp này cũng không thể thay đổi được nữa. Từ nay nên lo việc nịnh bợ hắn đi là vừa. Lăng Phi xách bầu rượu lên uống một hơi. Vừa nói, Lăng Phi vừa liếc nhìn Mục Thanh Hàn, Xích Hiên, Thanh Giao và U Lan. Mấy nữ nhân này không có thời gian để ý đến Lăng Phi, bọn họ đều đang bận dán mắt lên bầu trời xem dị tượng, khung cảnh này quả thực quá huyền diệu. Thân ảnh của con cửu vĩ hồ đang càng lúc càng khổng lồ tựa như một ngọn núi. Sư muội, về sau muội nhất định phải cẩn thận, trên đỉnh Tử Trúc, lão Chư Cát khoanh tay nói, ông ta đang nói với Vân Yên, cô ta cũng chưa đi nghỉ, đang đứng trên đỉnh núi xem dị tượng. Lời khuyên của ông ta là sự thật.
Với tính tình nhỏ nhen của Triệu Bân, nếu như hắn có cơ duyên một bước lên trời thì nói không chừng hắn sẽ ngay lập tức đi tìm Vân Yên tán gẫu. Về phần tán gẫu như thế nào, là tán gẫu trên giường hay trên cây thì đều tùy thuộc vào tâm trạng của Triệu Bân. Thành thật mà nói thì hắn cũng đã từng nghĩ đến ngày đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích. Hắn dám. Vân Yên tuy không đáp lời nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Chuyện đó cũng khó nói, dù sao ai đó cũng thường hay ghi thù. Không tồi. Trên một đỉnh núi của nội môn, Huyễn Mộng đang nở nụ cười. Chờ xem, dưới sự dẫn dắt của Ma Tử và Triệu Bân, Ma gia chắc chắn sẽ viết nên một trang sử huy hoàng mới. Có người vui thì cũng có người buồn. Chẳng hạn đám người Ngô Khởi, ai nấy đều đang nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều đang mong việc chia tách cửu vĩ sẽ gặp phải biến cố, nếu Cơ Ngân chết bất đắc kỳ tử thì càng tốt. Xảy ra biến cố đi. Nội gián của các thế lực thù địch bên trong Thiên Tông cũng đều đang cầu nguyện. Cấp trên đã có mệnh lệnh, khi thời cơ đến, có thể quấy rối thì phải ngay lập tức đi quấy rối. Tuy nhiên, đại trận của Thiên Tông thì ai dám quấy rối? Bên ngoài đỉnh Ngọc Linh có hoàng ảnh vệ trấn thủ chặt chẽ, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể nào vào được. Cho dù có thể tiến vào thì cũng không ai có thể tạo nên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, trên đỉnh Ngọc Linh không chỉ có mấy chục vị cường giả chuẩn thiên mà còn có 5 vị cường giả thiên võ, một đội hình đáng sợ như vậy thì đừng nói tới bọn họ, ngay cả có một cường giả thiên võ khác xuất hiện ở đó mà không có sự cho phép thì cũng sẽ bị đánh thành cát bụi. Cho nên mới nói, lúc nào nên an phận thì phải an phận. Gầm. Tiếng gầm của cửu vĩ hồ vang vọng khắp Thiên Tông. Bóng người mênh mông bên ngoài Thiên Tông. Sức mạnh cửu vĩ thực sự đã chia tách rồi sao? Còn có thể giả được sao, ngũ đại thiên võ cũng đều đã tới cả rồi. Cơ Ngân lần này có thể phát triển vượt bậc, hắn đã nhận một nửa sức mạnh của cửu vĩ, nhất định là tiền đồ vô lượng. Chờ xem, chẳng những hắn có thể trở thành phò mã đại hạ mà tương lai còn có thể trở thành trưởng giáo Thiên Tông. Những tiếng bàn tán xôn xao liên tục vang lên. Tuy nhiên, không ai có thể lên núi xem náo nhiệt, không phải là bọn họ không muốn vào mà là không được vào, hoàng ảnh vệ trấn thủ hết sức nghiêm ngặt. Thậm chí còn có cả quân của Trấn Ma Ti và Ngự Lâm quân đang đi tuần tra xung quanh. Vòng vây chặt chẽ như vậy, làm gì có ai dám xông vào tìm kích thích. Bên trong tiếng bàn tán cũng có rất nhiều tiếng tặc lưỡi thổn thức, lúc trước bọn họ đều cho rằng Cơ Ngân chỉ là tên nhóc đi cửa sau vào Thiên Tông cho nên không tiếc lời chào phúng hắn. Nhưng sự thật đã vả vào mặt của bọn họ một cú thật đau, tỉ thí Tân Tông một trận thành danh, đến nay lại có cơ hội một bước lên trời. Mệnh, đây chính là mệnh của hắn. Không phục không được. Cho nên mới nói, kể từ lúc này không ai có thể khiêu khích Cơ Ngân được nữa. Hự, trên đỉnh Ngọc Linh, những tiếng kêu rên vẫn không ngừng vang lên. Thần sắc Long Phi tràn đầy thống khổ, mà Triệu Bân cũng không hề khá hơn. Phải biết rằng, thứ được đệ truyền không chi là si ức mạnh mà còn có cả tạp niệm cùng ác niệm, bát xê lúc nào cũng có thể quấy rối thần trí của cả hai. Nếu như một trong hai không chịu nể thì đều có thể khiến cho quá trình chia tách thất bại. May mắn thay, tâm trí của hai người vẫn đi kiên định. Đặc biệt là Triệu Bân, ý chí của hắn cứng như sắt thép. Tất nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào từng tình huống. Chẳng hạn như khi đối diện với gương mặt quỷ ở trong linh hồn thì hắn sẽ ngay lập tức sẽ bị thâu tóm thần trí, cho dù hắn có ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Chỉ có điều, đêm nay gương mặt quỷ thật sự rất an phận. Hoặc là nói, mặc dù nó phấn khích nhưng nó không dám tác loạn bởi vì ở xung quanh đây có quá nhiều cường giả. Sức mạnh cửu vĩ khiến cho nó phát cuồng, nhưng cho dù chủ nhân của nó có thực lực vượt qua cảnh giới thiên võ thì nó chẳng qua cũng chỉ là một tàn niệm, nếu như nó bị phát hiện thì chắn chắn sẽ bị đánh tan thành mây khói. Đúng là một sức mạnh khủng khiếp. Lời này Triệu Bân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Cảm giác bên ngoài và cảm giác ở bên trong cơ thể là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ sau khi chân chính tiếp thu sức mạnh của cửu vĩ thì người ta mới có thể nhận ra nguồn sức mạnh đó khủng khiếp đến cỡ nào. Nguồn sức mạnh này bao la như biển, nặng nề như núi, tràn ngập khắp các huyệt vị và kinh mạch để tẩy luyện thân thể hắn. Mỗi một lần tẩy luyện là một lần lột xác khiến cho chân nguyên bên trong đan hải của hắn dâng trào. Hự! Lúc này không chỉ có Triệu Bân cùng Long Phi kêu rên mà còn có cả Hồng Uyên. Hồng Uyên ở đây là để chống đỡ nguồn năng lượng được độ truyền. Sức mạnh cửu vĩ đi qua khế ước cộng sinh cũng chính là đi qua cơ thể của ông ta. Khế ước cộng sinh là thông đạo,
cơ thể của ông ta cũng là thông đạo. Cơ thể ông ta phải nhận một áp lực hết sức khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Cho dù ông ta là cường giả thiên võ thì cũng không thể nào chịu nổi trong một thời gian dài. Phương pháp chia tách sức mạnh cửu vĩ này là do chính ông ta đề xuất. Chính vì như thế cho nên ông ta mới phải là người hao phí nhiều tinh lực nhất. Đây cũng là một nhân tài. Nguyệt thần trong chớp mắt quay đầu lại quan sát Hồng Nguyên. Một phàm nhân mà có thể nghĩ ra phương pháp này để chia tách sức mạnh cửu vĩ khiến cho cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Đáng tiếc Hồng Nguyên không thể gặp được nhiều cơ duyên tốt cho nên mặc dù nội tình đủ mạnh nhưng vẫn không thể tu thành tiên. Hoặc là nói, phàm giới càn khôn đại biến, cắt đứt con đường thành tiên. Gian nan đến vậy sao? Nhìn thấy Hồng Nguyên đã kiệt sức, Linh Lung cũng kinh hãi không thôi. Ngay cả cô ta còn cảm thấy kinh hãi thì đừng nói tới mấy người Dương Huyền Tông. Cũng chỉ có Hồng Nguyên lão tổ mới có thể chịu đựng được. Nữ soái hít sâu một hơi, nếu như đổi lại là bốn vị cường giả thiên võ kia thì chắc chắn còn chật vật hơn nữa. Cường giả thiên võ cũng có phân chia cao thấp, phân chia lai lịch mạnh yếu. Sự thật đã chứng minh rằng Hồng Nguyên là mạnh nhất, công việc hệ trọng này cũng chỉ có ông ta mới có thể hoàn thành, bốn người còn lại chắc chắn không thể theo tới cùng. Hừ, trong lúc mọi người đang quan sát thì Long Phi lại kêu rên một tiếng. Vừa dứt tiếng kêu rên thì liền thấy trên gương mặt của cô ta hiện lên nét bạo ngược âm trầm, sát ý ùn ùn kéo tới. So với Triệu Bân thì năng lực cùng ý chí của cô ta vẫn còn kém xa. Cố thủ tâm mạch, Hồng Tước khẽ nói rồi phóng ra một luồng sáng chảy vào trong cơ thể Long Phi. Lúc này, Long Phi sắp sửa nổi lên cơn thịnh nộ mới có thể bình tĩnh lại một chút, cố gắng bài trừ tạp niệm. Quá trình chia tách sức mạnh cửu vĩ diễn ra cực kỳ lâu. Đến tận nửa đêm mà quá trình độ truyền vẫn chưa kết thúc. Cả thể xác và tinh thần của Hồng Nguyên đều đã hết sức mỏi mệt, khóe miệng còn chảy ra chút máu tươi. Hồng Tước thấy vậy thì khẽ cau mày, không khó để nhận ra Hồng Nguyên đã bị tổn hại căn cơ. Sử dụng thân thể độ truyền sức mạnh khiến cho căn cơ của ông ta bị phản phệ mãnh liệt. Đối với một cường giả thiên võ mà nói thì đây chẳng phải là một chuyện gì tốt, tổn hại căn cơ thì ngày sau rất khó để tu thành tiên. Có người buồn thì cũng có người vui. Hồng Uyên bị tổn hại căn cơ đối với đám người Quỷ Minh là một chuyện rất tốt. Bấy lâu nay bọn họ bị Hồng Uyên đè đầu cưỡi cổ nhưng kể từ bây giờ thì khác, ông ta đã nắm giữ danh hiệu đệ nhất thiên hạ rất lâu rồi, cũng nên thoái vị cho người khác lên làm. Nhanh! Dương Huyền Tông nắm chặt tay. Quá trình độ truyền đã đi tới thời khắc mấu chốt. Sức mạnh cửu vĩ bên trong cơ thể của Long Phi cùng với sức mạnh cửu vĩ bên trong cơ thể của Triệu Bân gần như đã ngang bằng nhau. Một khi sức mạnh giữa hai bên ngang bằng chính xác thì quá trình chia tách cửu vĩ cũng xem như là công đức viên mãn. Linh Lung bước lên một bước, một tay đặt sau lưng Hồng Nguyên. Giống như cô ta, nữ soái cùng các cường giả chuẩn thiên có mặt, cũng đều làm như thế. Bọn họ đang cố gắng rót chân nguyên vào trong cơ thể của Hồng Nguyên. Nguyên nhân là bởi vì Hồng Nguyên đã tiêu hao một số lượng quá lớn chân nguyên cộng thêm căn cơ còn bị tổn thương, sợ là rất khó để có thể chống đỡ tiếp. Quá trình độ truyền đã đến thời khắc mấu chốt, không thể để cho đại sự thất bại. Hôm nay là một ngày tốt. Đại tế ti hoàng tộc vẫn rất nhàn nhã, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên xem sắc trời, tay không ngừng bấm đột. Lão ta tinh thông thuật tướng số, có thể mơ hồ tính ra diễn biến của số mệnh. Hôm nay đúng là một ngày tốt. Lão ta vừa nói vừa cười, thần sắc trông hết sức gian xảo. Không có ai chú ý tới lão ta, cũng không có ai biết lão ta đang cân nhắc điều gì. Dù lão ta đang cân nhắc điều gì thì chắc chắn đó cũng không phải là một điều tốt. Phong! Trong lúc lão ta còn đang cười gian xảo thì đã nghe thấy Hồng Nguyên hô lên một tiếng mạnh mẽ. Ngay sau đó, từ hai lòng bàn tay của ông ta liền bay ra hai đạo cổ tự, chính xác mà nói thì đó chính là ký hiệu phong ấn. Một bên khắc vào cơ thể của Long Phi, một bên khắc vào cơ thể của Triệu Bân. Chỉ trong chớp mắt, dị tượng trên bầu trời đã tiêu tán. Cũng chính vào lúc này, quá trình chia tách sức mạnh cửu vĩ đã hoàn thành. Phụt! Hồng Nguyên hộc máu, từng bước lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Hồng Tước lướt đến như gió, truyền vào trong cơ thể của Hồng Nguyên một luồng chân nguyên thiên võ. Sắc mặt của Hồng Tước lúc này đang hết sức tồi tệ. Căn cơ của Hồng Nguyên đã bị tổn hại rất nhiều, không chỉ mất đi cơ duyên thành tiên mà còn có thể bị hạ cấp. Chuyện này đối với hoàng tộc không phải là chuyện gì tốt. Ba cường giả thiên võ còn lại lúc nào cũng đều muốn đoạt quyền.
Nếu sức chiến đấu của Hồng Uyên giảm mạnh, không thể kiềm giữ được ba người bọn họ thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, vì Hồng Uyên ngã ngựa, hoàng tộc đại hạ chắc chắn sẽ mất đi uy quyền vốn có. Không tệ, khóe miệng của ba người Quỷ Minh nhếch lên. Đây chính là một cơ hội tốt cho bọn họ, đại hạ đã tới thời thay đổi. Không sao. Hồng Uyên ôn hòa cười, khí huyết trầm xuống. Tất cả mọi chuyện đều xứng đáng. Nhìn sang Long Phi, cô ta đang ngồi khoanh chân nhắm mắt thiền định như một bức tượng, khí huyết cửu vĩ mãnh liệt quay cuồng đã được chia tách, trở thành nguồn sức mạnh mà cô ta có thể chống đỡ được. Biến dị xảy ra do sức mạnh khổng lồ của cửu vĩ hồ cũng đã được tiêu trừ, sau này Long Phi không cần cố gắng chân áp nữa mà đã có thể tùy ý khống chế. Nhìn sang Triệu Bân, khí huyết của hắn còn dồi dào hơn cả Long Phi. Sức mạnh cửu vĩ còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhìn toàn thân hắn, khí huyết cửu vĩ đã diễn hóa thành một con tiên hồ hư ảo, cửu vĩ hóa của hắn không hoàn chỉnh cho nên cũng không mạnh mẽ như trước, nhưng đối với hắn cũng đã đủ. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể lúc này đã tràn đầy sinh mệnh lực, không có một cảm giác nào trước đây có thể so sánh được. Cuối cùng cũng hoàn thành. Dương Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên ngực ông ta cuối cùng cũng đã rơi xuống. Hồng Uyên mỉm cười mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm. Cho dù căn cơ của ông ta đã bị tổn hại, chiến lực giảm mạnh, nhưng hai hậu bối này một ngày nào đó chắc chắn có thể nghịch thiên quật khởi. Bất kể là ai trong số hai người này đều có thể vượt qua ông ta, đặc biệt là Cơ Ngân, tiền đồ vô lượng. Nhưng lời nói của ông ta còn chưa dứt thì đã nghe thấy Triệu Bân kêu rên một tiếng, gương mặt trở nên hết sức thống khổ, cơ thể nhỏ bé run rẩy không thôi. Dường như là do sức mạnh cửu vĩ hết sức bạo ngược mới khiến cho hắn chịu không nổi. Chuyện này, nữ soái thấy vậy thì chợt biến sắc. Sư tôn, Linh Lung nhìn Hồng Uyên. Làm sao có thể, chuyện này... Hồng Uyên lảo đảo. Ông ta nhận thấy trong quá trình chia tách không hề xảy ra biến cố nào. Nhưng bây giờ có vẻ như đã có điều gì đó không ổn xảy ra trong quá trình đó. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà ông ta làm việc này. Phụt! Trong lúc mọi người còn đang quan sát thì Triệu Bân đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Long Phi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù sức mạnh cửu vĩ đã được chia tách nhưng sự liên kết với cơ thể của cô ta thì vẫn còn đó, chủ yếu là bởi vì khế ước cộng sinh đã liên lụy cả hai người, nếu như Triệu Bân xảy ra biến cố thì Long Phi cũng không thoát khỏi biến cố đó. Nhưng nói Triệu Bân xảy ra biến cố thì cũng không đúng. Chính xác mà nói thì có người đang hại hắn. Cửu vĩ, xuất hiện đi. Ân chú đang nở nụ cười gian ác, thi triển ác pháp triệu hồi cửu vĩ. Mục tiêu mà lão ta chọn chính là cửu vĩ hồ bên trong cơ thể của Triệu Bân. Nếu như lão ta chọn cửu vĩ hồ bên trong cơ thể của Long Phi thì ảnh hưởng cũng sẽ như nhau, Triệu Bân cũng sẽ bị liên lụy, nhưng so với Long Phi thì lão ta muốn xử lý Cơ Ngân hơn. Tiềm năng phát triển của Cơ Ngân rất lớn, nếu như cho tên nhóc này đủ thời gian thì hắn rất có thể sẽ trở thành đại hạ Hồng Uyên thứ hai. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Đại tế thì thầm nói trong lòng. Tiếp tục thi triển ác pháp triệu hồi. Lão ta nói không sai, Hồng Uyên đã cố gắng hết sức để chia tách sức mạnh cửu vĩ, cuối cùng vẫn để bị lão ta phỏng tay trên. Lão ta phải đợi Hồng Uyên chia tách sức mạnh cửu vĩ ra trước thì ác pháp triệu hồi của lão ta mới có thể thực hiện được. Mặc dù lão ta không có khế ước cộng sinh nhưng lão ta vẫn có thể tìm cho cửu vĩ hồ một ký chủ mới. Ví dụ như cháu trai của lão ta, Ân Minh. Làm sao chuyện này có thể? Xem đi. Hoàng tộc Đại Tế Ti cũng là một lão già diễn xuất như thần, lão ta rõ ràng đang âm thầm làm việc ác nhưng ngoài mặt vẫn có thể lộ ra vẻ nghi hoặc không biết do ai làm, Triệu Bân quả nhiên nhìn không sai, lão già này hết sức âm hiểm xảo trá. Đáng chết, là ai đang triệu hồi? Triệu Bân nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Cửu vĩ hồ đang ở trong cơ thể của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quá trình chia tách sức mạnh không xảy ra vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là có kẻ đang âm thầm gây rối trong bóng tối, kẻ đó đang triệu hồi cửu vĩ hồ bằng một bí pháp kỳ lạ khiến cho hắn khó có thể áp chế. Phong. Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng rồi lại phóng ra một phong ấn. Phong ấn của Hồng Uyên quả nhiên không tầm thường, có thể khiến cho cả Triệu Bân cùng Long Phi bình tĩnh trở lại. Trong chớp mắt này, dường như cả thế giới cũng đã đứng yên. Gầm. Sau đó mọi người liền nghe thấy một tiếng gầm vang dội. Đó là tiếng gầm của cửu vĩ hồ. Phong ấn mà Hồng Uyên đặt trên cơ thể của Triệu Bân đột nhiên bị phá vỡ. Một con thú khổng lồ lao ra khỏi cơ thể của Triệu Bân,
đó chính là một nửa cửu vĩ hồ. Không có sự khống chế của ký chủ, uy lực của nó trở nên vô cùng cường đại. Đừng nói là cảnh giới chuẩn thiên, ngay cả năm vị cường giả cảnh giới thiên võ cũng đều bị chấn lui. Người đang bị thương nặng như Hồng Uyên còn phun ra một ngụm máu tươi giàn giụa, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt không còn một chút máu. Gầm! Cửu vĩ hồ rít gào, phi nước đại trên bầu trời khiến cho hư không chấn động. Mọi người ở Thiên Tông đều ngẩng đầu lên nhìn, không phải bọn họ đã chia tách cửu vĩ xong rồi sao? Hai ký chủ, mỗi một người mang một nửa sức mạnh cửu vĩ, tại sao lại còn có con cửu vĩ nào chạy ra ngoài thế kia? Rõ ràng là đã có biến cố lớn xảy ra, khi cửu vĩ hồ vẫn ở trong cơ thể ký chủ thì sẽ bị ký chủ trói buộc, nhưng nếu như nó đã thoát được ra ngoài thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ rất khó để có thể trấn áp được nó. Nếu như nó cố tình tác loạn thì Thiên Tông nhất định sẽ bị nó san bằng. Bắt lấy nó! Đại hạ Hồng Uyên quát lên một tiếng. Ông ta cũng là người đầu tiên bay lên trời, tung ra một trưởng hướng về phía cửu vĩ hồ. Trên trưởng ấn của ông ta có khắc một chữ triệt, đó chính là một loại phong ấn hết sức bá đạo. Điều quan trọng nhất lúc này là phải bắt cho bằng được cửu vĩ hồ, nếu như tiếp tục để cho nó tác loạn thì Thiên Tông chắc chắc sẽ không xong. Gầm! Phong ấn của Hồng Uyên đã chọc giận cửu vĩ hồ. Chín cái đuôi của nó run lên, kích thước của nó ngay lập tức trở nên khổng lồ, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Hồng Uyên vì thế cũng bị chấn động đến mức nôn ra máu, lui từng bước về phía sau. Đây chính là cửu vĩ hồ. Cho dù hiện tại nó chỉ có một nửa sức mạnh nhưng cũng đã đủ đáng sợ. Bởi vì hiện tại nó đang được tự do, không có sự trói buộc của ký chủ, cho nên nó có thể phát huy ra uy lực đỉnh phong để đối kháng với cường giả thiên võ. Cộng với việc căn cơ của Hồng Uyên đã bị tổn hại nặng nề, nếu như phải đấu với cửu vĩ hồ thì chắc chắn ông ta sẽ rơi xuống thế hạ phong. Lần này phong ấn bị phá, ông ta lại gặp phải một lần phản phệ. Nội thương lại chồng chất nội thương. Phong, nữ soái Xích Diễm, Linh Lung và các cường giả cảnh giới chuẩn thiên đều đã ra tay. Bọn họ đồng loạt tung trưởng về phía cửu vĩ hồ. Bên trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một ký hiệu đặc biệt bắn ra khóa chặt tứ chi của tiên hồ. Mỗi một ký hiệu đều mạnh mẽ tóm lấy tiên hồ, bọn họ nhất định phải phong ấn được nó. Gầm, con cửu vĩ hồ lại càng nổi giận. Khí huyết bốc lên càng lúc càng cuồng bạo đến mức từng sợi lông trên người nó như đều trở thành những mũi kim thép dựng đứng, phát ra hào quang chói mắt. Các tia sáng tập hợp lại biến thành một màn hào quang bành trướng cực nhanh, tới một điểm giới hạn thì ầm ầm nổ tung thành từng mảnh, phá vỡ tất cả phong ấn. Hự! Mấy người Dương Huyền Tông đều bị chấn động kêu rên, lui từng bước về phía sau. Ngay cả bọn họ cũng như thế thì đừng nói đến những người còn lại bên trong tông môn. Màn hào quang vừa mới phát nổ của cửu vĩ hồ hết sức mạnh mẽ đã khiến cho không ít ngọn núi bị phá hủy, không ít người bị thương nghiêm trọng. Những người có nội tình yếu ớt đều bị nghiền nát thành cho bụi. Gầm! Thoát được ra ngoài, cửu vĩ hồ liên tục gầm lên, tung hoành ngang dọc. Hiện giờ ý thức của nó không hề thanh tĩnh, nó đã bị tà niệm cùng ác niệm bao phủ thần trí, lục thân không nhận. Đây đều là công của Đại Tế Ti, không biết lão ta đã dùng ác pháp gì để triệu hồi nó, khiến cho tinh thần của nó trở nên hết sức hỗn loạn. Giờ phút này không ra, còn đợi đến khi nào? Hồng Uyên mạnh mẽ lưu chuyển khí huyết truy đuổi cửu vĩ hồ. Lời của ông ta tất nhiên là dành cho Quỷ Minh, Phô Mi đạo nhân cùng với lão tổ U Huyền, cửu vĩ hồ đã được tự do, cảnh giới chuẩn thiên hoàn toàn không có tác dụng, cỡ như ông ta cũng không thể một mình bắt lấy cửu vĩ hồ. Thế thì cảnh giới thiên võ phải hợp tác với nhau mới được. Vội vàng làm gì? Nghe thấy thế, ba người Quỷ Minh cười khẽ. Ba người đó thật sự không hề gấp gáp một chút nào, thong thả đi theo. Hồng Tước vẫn chưa đi, một tay đặt sau lưng Long Phi, chân nguyên cuồn cuộn nhanh chóng chảy vào, mạnh mẽ áp chế, vì một nửa cửu vĩ đã bùng nổ trốn đi nên cửu vĩ trong cơ thể Long Phi cũng cực kỳ sao động, đang làm ầm làm ý trong đan điền cô ta, có xu hướng lao ra ngoài. Nhìn lại Triệu Bân, cũng khá là thê thảm. Hắn đã ngất xỉu. Hóa thành người đẫm máu ngất mất rồi. Cửu vĩ đột đột rời cơ thể, hút đi tất cả chân nguyên của hắn, cũng lấy đi bao năm tuổi thọ của hắn, suy yếu đến mức không thể suy yếu hơn, cả thở cũng là một vấn đề, trên gương mặt nhỏ nhắn đó là vẻ đau khổ. Cũng may hắn vẫn không có gì đáng lo ngại về tính mạng. Đều là túc chủ như nhau, nhưng hắn với Long Phi lại có sự khác biệt, Long Phi là túc chủ bản mệnh, nếu cửu vĩ hồ rời khỏi cơ thể thì cô ta chết là chuyện chẳng có gì để nghi ngờ. Còn hắn chỉ là túc chủ khế ước,
dù cửu vĩ hồ chạy ra khỏi cơ thể hắn thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, còn việc tổn hại căn cơ thì phải xem tư chất của bản thân hắn rồi. Trông chừng hắn. Linh Lung để lại một câu như thế rồi cùng Dương Huyền Tông và nhóm cảnh giới chuẩn thiên chạy về một hướng. Nữ soái Xích Diễm vẫn chưa đi, đang tập trung chân nguyên để bảo vệ tâm mạch Triệu Bân. Đau, cả người đều đau. Đây là cảm giác rõ rệt nhất của Triệu Bân sau khi ngất. Thế cũng tốt. Nguyệt Thần liếc sang nhìn, một nửa cửu vĩ, may mắn quá nhiều thì khó khăn cũng sẽ tương xứng. Lần này còn sống là đã may mắn trong may mắn rồi. Nếu thật sự gặp phải tai vạ nào đó thì cũng rất khó để nói trước. Thiên Tông dưới ánh trăng hỗn loạn không sao tả nổi. Cửu vĩ không cần biết ai là ai, cơ thể khổng lồ như ngọn núi chạy như điên trên dãy núi của Thiên Tông, không biết có bao nhiêu ngọn núi bị đạp nát, không biết có bao nhiêu đệ tử bị đạp chết, đến tòa nhà nào, tòa đó lại sụp đổ, đình nghỉ mát, mái ngói, đá vụn, đệ tử, trưởng lão. Bay tứ lung tung. Bồng lai tiên cảnh đang tươi đẹp thì đột nhiên nhuộm một màu máu. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu rên, la hét. Kéo dài không dứt. Hợp lực, bắt nó, đại tế ti hét to. Lão già đó đúng là một diễn viên giỏi, rõ ràng là lão ta dở trò quỷ, lại cố tình bày ra cái vẻ hiên ngang lẫm liệt. Như một tướng quân, ngoài cảnh giới thiên võ thì lão ta chính là người đi trước để làm gương. Đừng thấy lão ta hô hào thế mà lầm, thật ra chỉ là làm ra vẻ vậy thôi. Khỏi cần hắn phải nói, các trưởng lão Thiên Tông cũng lao lên ùn ùn. Điều kiện tiên quyết là có bốn cảnh giới thiên võ đứng trước. Trên thực tế, phần lớn thời gian đều là Hồng Uyên liều mạng. Còn Quỷ Minh, Phô Mi đạo nhân hay lão tổ U Tuyền thì đều đứng bên ngoài ra vẻ, không đau cũng chẳng ngứa. Mục đích rất rõ ràng, đó là dùng cửu vĩ hồ làm tiêu hao năng lực của Hồng Uyên. Vết thương của ông ta càng nặng thì bọn họ càng có lợi, sau này đoạt quyền thì phần trăm thắng cũng cao hơn. Đồng đội ấy à, phải tìm người đáng tin mới được. Như ba tên này, thời khắc quan trọng thế này vẫn còn chơi bể, đừng nói là hỗ trợ, chưa đâm sau lưng là may mắn lắm rồi ấy chứ. Mẹ ơi, sao cửu vĩ lại thoát ra thế này? Có trời mới biết được. Chẳng lẽ tách rời xảy ra biến cố? Bên ngoài Thiên Tông là những âm thanh giật mình hoảng hốt, có thể lờ mờ trông thấy cửu vĩ tiên hồ, hình dạng to như cả ngọn núi, muốn không thấy cũng khó, từ xa nhìn lại. Linh Sơn của Thiên Tông đang lần lượt sụp đổ, không biết bao nhiêu người gặp tai bay vạ gió, đẫm máu, mùi máu đã bắt đầu lan ra bên ngoài. Không sao đâu, có năm cảnh giới thiên võ ở đó, chắc chắn sẽ đủ sức dẹp yên sóng gió. Ta bảo chứ, hình như nó đang đi về hướng này ấy. Biết còn đứng đó hỏi, chạy mau. Tiếng hô to gọi nhỏ nhanh chóng vang đầy trời. Bóng người nườm nượp như thủy triều. Họ điên cuồng chạy lùi về sau bởi vì cửu vĩ hồ nổi điên đã đánh giết ra khỏi Thiên Tông, khiến cả cổng Thiên Tông bị dẫm nát, mặt đất cũng rung chuyển, lại có vầng sáng lan ra, người không kịp trốn bị hất văng lên trời, có người tư chất không cao mấy lập tức vỡ tan thành cho bụi. Đó, chính là uy thế của cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ có túc chủ, không đáng sợ. Cửu vĩ hồ đã được tự do sẽ rất mạnh, đại hạ Hồng Uyên chính là một minh chứng sống, đừng nói là lúc ông ta đang bị thương nặng. Dù đang ở trạng thái tốt nhất thì ông ta cũng không thể đánh lại cửu vĩ hồ, nó có chữ tiên đó không phải là vật trang trí. Cửu vĩ hồ trốn thoát ra ngoài, dẫm cho cả mặt đất rung chuyển. Trong tiếng ầm ầm vang vọng đó, có những tiếng kêu thảm thiết, người đến để xem trò hay bị hất bay có, bị đạp chết có, bị cắn nuốt cũng có, hiện trường không chỉ hỗn loạn mà nó còn máu me, có trời mới biết đi hóng hớt lại đụng phải cảnh tượng máu tanh thế này. Nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết chính là như vậy đấy. Không biết có phải là vô tình hay sao đó mà họ lại vướng phải tình huống này. Giam! Hồng Uyên hét to, cố gắng nâng cao lực chiến, hai tay tạo thành hình chữ thập, thực hiện bí pháp phong ấn. Ông ta vừa mới dứt lời, tháp Linh Lung huyền ảo đã từ trên trời giáng xuống, cũng khổng lồ như một ngọn núi, bí pháp thế này sẽ hao tốn rất nhiều sức lực, dù là Hồng Uyên thì cũng suýt chút nữa hết sạch chân nguyên. Tháp Linh Lung hạ xuống, giam cửu vĩ hồ bên trong. Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tháp Linh Lung đã nổ tung. Phụt! Hồng Uyên lại phun máu, bị hất văng, va vỡ một ngọn núi. Người ngoài thấy thế lập tức hoảng sợ, đó là đại hạ Hồng Uyên đấy. Người được công nhận là đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ tiên nhân ra thì không ai có thể đánh lại, nay lại bị thương nặng như thế, phải nói đây là lần đầu tiên họ thấy Hồng Uyên bị thương nặng đến thế.
vẫn còn muốn giấu sức mạnh của mình ư, Hồng Uyên lạnh lùng nói. Vẫn còn muốn giấu sư xê mạnh của mình ư, Hồng Uyên lạnh lùng nói. Những lời đó dù ba người Quỳ Minh nghe xong có hơi khó chịu nhưng vẫn dồn hết lực chiến của mình. Hồng Uyên bị thương thế là đủ nặng rồi, cứ đánh thế này thật sự sẽ bị Siêu Vĩ giết mất, Hồng Uyên mà chết thì muốn phong ấn Cao Vĩ là. Một chuyện hết sức khó khăn, dù sao thì bây giờ. Hồng Tước không thể phân thân, với sức của ba. Người họ thì rất khó bắt được Cu Vi Tiên Hồ. Giam! Tiếng hét lớn, cả bốn người chăm miệng một lời. Cảnh giới thiên võ cùng phối hợp với nhau vẫn cực kỳ ăn ý, bốn người chia bốn hướng đông tây nam bắc, hai tay tạo thành chữ thập, kết cùng một loại ấn quyết, trên mỗi người đều có một cột sáng bắn lên tận trời, cả bốn cột sáng đều liên kết với nhau tạo thành lồng giam chọc trời, giam cửu vĩ hồ trong đó. Đó là, khốn tiên trận, có người khiếp sợ nói. Khốn tiên trận là gì, có tiểu bối tò mò. Khốn tiên trận là phong ấn cần ít nhất ba cảnh giới thiên võ để thực hiện. Cộng thêm một cảnh giới thiên võ thì nó sẽ mạnh hơn một phần, tương truyền, từ thời xa xưa đã có mấy cảnh giới thiên võ dùng trận này để giam giữ một tiên đến chết, bất diệt ma quân trong truyền thuyết cũng suýt bị trận này giam đến nỗi diệt thân. Hít. Sau lời giải thích, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Ầm, ầm. Một hướng khác, cửu vĩ không cam lòng bị bắt giam nên liều mạng lao vào cái lồng. Va chạm của nó không phải là thứ để đùa. Mỗi lần va chạm đều khiến khốn tiên trận lắc lư, có thử uy lan ra nghiền nát mặt đất khiến nó run lên mãnh liệt, ngọn núi xa xa cũng chấn động đến nỗi đổ sụp xuống. Phụt! Hồng Uyên lại phun máu, khốn tiên trận có yêu cầu rất cao với tu vi và tư chất, hôm nay ông ta cùng với ba cảnh giới thiên võ khác không ngang hàng nhau, căn cơ của ông ta bị tổn hại, bị thương quá nặng, khí huyết thiếu thốn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Lần này thì xấu hổ rồi. Sự xấu hổ đó thuộc về ba người Quỷ Minh, trước đó không chịu ra sức, thậm chí còn khoanh tay đứng nhìn, khiến chân nguyên của Hồng Uyên khô cạn, lần này dù có gọi ra khốn tiên trận nhưng Hồng Uyên cũng không thể chống đỡ nổi. Khốn tiên trận mất một góc thì không thể giam được Cửu Vĩ Hồ. Sự thật cũng đúng như những gì họ đoán. Cửu Vĩ Hồ thoát ra ngoài, nó đột phá từ chỗ Hồng Uyên. Khốn tiên trận, phá, phụt, Hồng Uyên đẫm máu, một cánh tay đã bị nổ tung. Ba người Quỷ Minh cũng không tốt hơn là bao, bị khốn tiên trận cắn trả, cũng há miệng ho ra máu, đúng là con mẹ nó mất mặt, tiêu hao sức lực của đồng đội cho cố vào, đến khi muốn hỗ trợ thì không đủ sức chèn ép Cửu Vĩ Hồ. Câu môi hở răng lạnh lại được chứng minh thêm một lần nữa. Nhiệt xúc này được lắm. Mặt Quỷ Minh lạnh như băng, bị mất mặt nên đang cực kỳ tức giận. Phô Mi đạo nhân cùng lão tổ U Tuyền cũng thế, họ đều đứng thẳng dậy, khí huyết bùng lên ngập trời. Ai cũng dồn hết sức bình sinh, không còn ý định phong ấn nữa, phải giết luôn cả Cửu Vĩ Hồ, so với giữ mạng thì giết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một hơi giết chết nó. Quỷ Minh hừ lạnh, một kiếm chém ra kiếm quang mấy chục trượng. Cửu Vĩ Hồ khí huyết mênh mông, nhưng cũng bị một kiếm của Quỷ Minh tạo thành một vết thương đẫm máu. Sau đó, Quỷ Minh nhanh chóng bị Cửu Vĩ Hồ đá một cái văng xa. Còn chưa kịp thở hắt ra một hơi thì Vô Mi đạo nhân đã đánh tới, tay vung lên, bùa chú bay đầy trời, bùa chú hư ảo với những năng lực quỷ dị, cơ thể khổng lồ như Cửu Vĩ Hồ cũng bị diệt hóa một lượng lớn khí huyết, bùa chú che trời còn khiến nó phải lảo đảo. Diệt! Lão tổ U Minh cầm kiếm chém tới. Sau đó chính là một màu máu đỏ tươi chói mắt, mi tâm Cửu Vĩ nhanh chóng bị chọc thành một lỗ máu, cùng với tiếng kêu rên chính là máu tươi dâng lên, nhưng Cửu Vĩ có tư chất cực kỳ mạnh mẽ. Vết thương nhanh chóng khép miệng. Lên! Ba cảnh giới thiên võ cùng tấn công, liên tục tung chiêu, trưởng ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm quang. Tung bay đầy trời, liên tục đánh về phía Cửu Vĩ Hồ, mỗi một đòn tấn công đều có sức sát thương cực mạnh. Gào! Cửu Vĩ Hồ không sợ chút nào, nó vụt chạy, chẳng cần biết ai là ai, chịu đòn tốt lại có sức mạnh lớn, sức mạnh của nó cứ như cuồn cuộn không ngừng dâng lên, đánh thế nào cũng không thể làm gì được nó. Ngược lại là ba cảnh giới thiên võ liên tục mất máu, không có Hồng Uyên ở trạng thái tốt nhất, ba người kia không thể làm được gì. Nói đến Hồng Uyên thì cả người ông ta cứ lảo đảo. Ông là đệ nhất thiên hạ nhưng chân nguyên đã khô cạn, tạm thời mất đi lực chiến, là do đồng đội cố gắng quá, thời khắc quan trọng không xuất hiện, ông ta ngã quỵ mới bắt đầu lao lên, hao tổn lực chiến của phe mình thế này, ông ta cũng chẳng thể giúp được gì. Phụt, ầm, ầm.
Cửu Vĩ Hồ nổi trận lôi đình, giơ vuốt lên hất Quỷ Minh bay xa, miệng phun máu, đánh bay Vô Mi đạo nhân, sau đó ánh mắt nó xuất hiện tia sét, lão tổ U Tuyền vừa mới đâm nó bị sét đánh bay. Nó, mạnh quá chứ, mọi người hoảng hốt. Ba cảnh giới thiên võ đấy, lại bị một nửa cửu vĩ đánh thế này đây. Hay cho ngươi đồ nghiệt xúc. Ba cảnh giới thiên võ nổi giận, lại chia thành ba hướng đánh giết. Bấy giờ, cả ba người đều dùng cấm pháp, lực chiến cũng tăng lên rõ rệt. Khỏi phải nói, đúng là lấy lại được mặt mũi, cửu vĩ bị đánh tả tơi. Sức mạnh của nó đang suy yếu. Hồng Uyên thì thào, nhìn thẳng vào cửu vĩ. Không phải là ba cảnh giới thiên võ quá mạnh mẽ mà là sức mạnh của cửu vĩ hồ đang suy yếu, nếu không thì kẻ bị đánh tơi bởi chính là ba người Quỷ Minh, nhưng ông ta không rõ tại sao sức mạnh của cửu vĩ hồ lại suy yếu. Gào! Ông ta ngước lên nhìn, cửu vĩ hồ đã thoát khỏi vòng vây và lao về thiên tông. Ngăn lại! Dương Huyền Tông rút kiếm xông lên tấn công. Các trưởng lão cũng ùn ùn kéo đến, không thể để cửu vĩ vào lại thiên tông, nếu không sẽ có nhiều người bị tai vạ. Cửu vĩ hồ quá mạnh mẽ, bất kỳ một hành động nào của nó đều có thể dẫm nát đệ tử thiên tông. Gào! Cửu vĩ hồ hung hãn, chẳng cần nhìn đã lao thẳng về phía đó. Hình ảnh có chút nghịch thiên, cả nhóm cảnh giới chuẩn thiên bị nó dẫm tứ tung, bóng người bay đầy trời, lại là màu máu đỏ tươi phủ khắp bầu trời vốn đã u ám không sao tả nổi. Quỷ dị là vào đến thiên tông thì không còn nhìn thấy bóng dáng cửu vĩ nữa. Nói chính xác hơn thì nó như một luồng sáng chui vào trong cơ thể một người. Nhìn lại người đó, chính là Ân Minh. Hắn ta đã đến thiên tông chờ đợi từ rất sớm, và điều hắn ta chờ chính là khoảnh khắc này. Còn việc tại sao cửu vĩ hồ lại chạy vào trong người hắn ta thì phải đi hỏi đại tế ti, lão ta không chỉ âm hiểm giả dối mà bản lĩnh cũng không nhỏ, có thể triệu hồi cửu vĩ hồ ra thì cũng có thể tìm cho cửu vĩ hồ một túc chủ khác. Hoàn thành tốt đẹp. Ân chú làm ra vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Có thể làm đại tế ti của hoàng tộc thì làm gì có chuyện lão ta không có chút bản lĩnh nào. Tính toán là thứ ăn sâu vào máu, cả năm cảnh giới thiên võ cũng nằm trong kế hoạch của lão ta, tất cả những gì xảy ra đêm nay đều nằm trong sự kiểm soát, còn việc lão ta triệu hồi cửu vĩ hồ thế nào, làm sao chuyển nó vào cơ thể Ân Minh thì chắc chỉ có một mình lão ta biết. Đi đâu mất rồi, tất cả mọi người đều vò đầu. Sao lại như thế? Hồng Uyên nhíu mày, chân nguyên khô cạn là thật, bị thương nặng cũng không phải giả nhưng nhãn giới thì vẫn còn, ông ta tận mắt nhìn thấy cửu vĩ hồ chui vào trong cơ thể Ân Minh, hơn nữa còn không hề kháng cự. Dường như, tất cả đã được sắp xếp sẵn. Đám Quỷ Minh cũng híp mắt lại. Cửu vĩ hồ tự tìm túc chủ, đúng là mẹ nó thú vị. Cả nhóm cảnh giới thiên võ cũng không hiểu nữa là bọn Dương Huyền Tông. Chuyện này... bên trong có điều gì đó quỷ dị. Ân Minh rên lên một tiếng, ôm đầu gầm khẽ. Sức mạnh khổng lồ như thế chui vào trong cơ thể, dễ chịu được mới là lạ. Minh à! Đại tế ti vội vàng tiến lên, bắt đầu diễn xuất. Với vừa đuổi tới thì Ân Minh đã gục xuống, ngất xỉu, cả người tràn ngập khí cửu vĩ, sức mạnh khổng lồ cứ chạy tán loạn, dường như còn có thể nghe thấy tiếng cửu vĩ gào thét từ người hắn ta. Nhìn vào đan hải hắn ta, cửu vĩ hồ thật sự đã nằm yên trong đó. Đó cũng là công lao của đại tế ti, lão ta đã sớm đặt cấm chú trong người Ân Minh, cấm chú đó chỉ nhắm vào cửu vĩ hồ, vì nó, lão ta đã hao phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết. Cơ ngân, ngươi cứ chờ đó cho ta. Khoảnh khắc trước khi ngất, Ân Minh nở nụ cười tàn nhẫn. Ghê thật, Ân Minh thành túc chủ rồi. Mọi người thấy đều sững sờ, mới nãy còn đánh khí thế ngất trời mà giờ đã xong rồi á. Dương Huyền Tông không nói, Linh Lung cũng chẳng lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt, không kịp trở tay, chuyện gì thế này, cửu vĩ lại chọn Ân Minh, nhưng sau khi vào cơ thể hắn ta thì trở nên yên tĩnh. Nói thẳng ra thì đó cũng không phải là một tin tức tốt. Bản tính của Ân Minh thì họ đều biết, là kẻ có thù tất báo, lòng dạ độc ác, để hắn ta làm thúc chủ, không gây ra chuyện lớn mới là lạ, cho hắn ta đủ thời gian, có lẽ sẽ chẳng còn người nào đủ sức ngăn chặn hắn ta nữa. Hồng Uyên cũng không nói gì, hai mắt cứ lóe sáng lập lòe mãi không thôi. Người đến cấp bậc như ông ta luôn có linh cảm rất chuẩn, đêm nay chắc chắn có chuyện gì đó không thể cho người khác biết, có một bàn tay trong bóng tối đang âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ. Nói trắng ra, là ông ta bị người tính kế. Sắc mặt ba người Quỷ Minh cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
bận rộn đến hơn nửa đêm, còn bị cửu vĩ đánh tơi bời, lại con mẹ nó để ân minh hưởng lợi. Sao lại thế này? Đại tế ti vẫn còn diễn, đang ôm ân minh ngất xỉu đến chỗ Hồng Uyên. Ý là, khám cho cháu trai ta đi. Hồng Uyên vẫn im lặng, chỉ híp đôi mắt già nua nhìn ân minh, dường như cửu vĩ hồ mới nãy vẫn còn tung hoành ngang dọc đang ngủ say trong đang điền hắn ta, trông có vẻ đang mệt, cũng có thể là do bị làm cho uể oải, ngủ như vừa nãy chẳng có gì xảy ra vậy. Kỳ lạ như thế, không có gì bí mật mới là lạ. Ông ta liếc nhìn ân minh, ánh mắt chất chứa rất nhiều ẩn ý. Cứu tôn nhi của ta đi. Đại tế ti vẫn còn diễn, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Nếu đã chọn hắn thì cứ để cho hắn làm túc chủ đi. Hồng Uyên hít một hơi thật sâu, chứ không thì còn làm sao được nữa, lôi đầu cửu vĩ ra à. Túc chủ, vẻ mặt đại tế ti đầy ngạc nhiên. Dẫn hắn về, chăm sóc điều dưỡng. Hồng Uyên giơ tay khắc lạc ấn lên ngực ân minh, à không đúng, nói chính xác hơn là phong ấn, loại phong ấn này cũng có trên người Long Phi, đều là túc chủ, nên đều có cùng một loại phong ấn. Đã hiểu, ân chú cũng không nhiều lời vô nghĩa, cũng lời nói tiếp nên vội vàng đứng dậy, kéo ân minh đi về phía đế đô. Dưới ánh trăng, khóe môi lão ta nhếch lên thành một độ cong tà ác. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Có vẻ lão ta mới là người cười cuối cùng. Muốn làm người thắng thì phải dùng đến cái đầu. Cửu vĩ yên tĩnh, thế giới này cũng yên tĩnh. Dù là thiên tông hay bên ngoài dãy núi thì cũng đầy bóng người, đa số đều khá là chật vật, rất nhiều người vò đầu bứt tai, cứ thấy sai sai thế nào ấy, cả trong lẫn ngoài đều có gì đó quỷ dị. Túc chỉ thành ân minh, thú vị. Không biết cơ ngân thế nào rồi. Nếu hắn biết được thì sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Những lời xì xào bàn tán liên tục vang lên. Những người lớn tuổi thì đứng vuốt râu. Nói thật, so với ân minh thì họ muốn cơ ngân làm túc chủ hơn, bởi vì ân minh quá độc ác, một khi để hắn ta đắc thế, một khi để hắn ta cầm quyền, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Mẹ nói chứ. Trên đỉnh Thanh Vũ, Tô Vũ đỡ gốc cây ho ra máu. Bọn kiếm nam cũng xoa mi tâm, một cơ may thật tốt. Cuối cùng lại thành như thế. Chờ xem. Ân minh mà xuất quan thì hẳn sẽ tác oai tác oái. Có người phát sầu, thì cũng có người vui mừng. Chẳng hạn như bọn Ngô Khởi, cười có thể nói là cực kỳ vui sướng, cười đầy tàn nhẫn, ngao diệt thua không quan trọng, có thêm ân minh vùng lên, trở thành túc chủ của cửu vĩ, có thể đánh cơ ngân thành cho bụi. Những kẻ cùng cười với họ chính là nội gián được gài vào thiên tông. Bạn họ chi sự thiên hạ này không loạn, ân minh làm túc chủ có thể kiểm chế cơ ngân. Hắn có thể phát triển thêm nữa hay không vẫn còn chưa chắc. Đại hạ có nội chiến đúng là không còn gì tốt hơn. Đình Ngọc Linh bị tàn phá không sao tàn nổi. Siêu vĩ yên tĩnh, Long Phi cũng bị hồng tước đóng băng. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Bắt đầu từ đêm hôm nay, Triệu Bân đã bắt đầu thay đổi. Cái gọi là biến hóa đó chính là khí huyết đã sa sút dần khôi phục, trong cơ thể lại có tiếng răng rắc vang vọng, là xương cốt kinh mạch được nối liền. Tiện thể rèn luyện cơ thể, mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Thức tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Hoàng Phi có đến vài lần, dùng đến tiên lực của mình. Người ngoài không nhận ra, cô ta lại thấy rất rõ, căn cơ của lão tổ Hồng Uyên bị hao tổn, cơ ngân cũng thế, thân là mẫu hậu của Long Phi, bà ấy có sự áy náy, nếu không phải tách rời cửu vĩ tiên hồ thì cơ ngân cũng sẽ không bị kéo vào chuyện này, lại càng không gặp phải tai vạ như thế. Vốn là một yêu nghiệt nghịch thiên, một người có tương lai sáng lạn, lại vì chuyện này mà mất đi tư chất đáng có. Nay, bà ấy dùng tiên lực cho cơ ngân tất nhiên là để đền bù. Dù Triệu Bân đang ngủ say nhưng vẫn không làm chậm trễ quá trình mầm tạo hóa cắn nuốt tiên lực. Sau đó lại cung cấp ngược chất dinh dưỡng lại cho Triệu Bân. Lão đại, trứng của ngươi lại vỡ rồi kìa. Trong đầu Triệu Bân đột nhiên vang lên tiếng gào to. Triệu Bân mở mắt. Cũng lập tức ngồi dậy. Hành động đầu tiên của hắn chính là kéo quần, cúi đầu quan sát. Hoàng Phi thấy thế thì khóe miệng giật giật. Nhóc con này buồn cười thật. Không vỡ mà. Triệu Bân thì thào, trứng vẫn không vỡ. Cái trứng bị bảo là vỡ đó chính là trứng kỳ lân vàng, lại vỡ một mảnh nữa, lại có tinh khí dâng lên, lại có linh lực được hấp thu, còn có dị tượng, nhưng vẫn không thấy kỳ lân phá trứng thoát ra. Nhìn đủ chưa? Hoàng Phi hờ hững nói, liếc xéo Triệu Bân. Xem một cái là được rồi, còn định quan sát thưởng thức một phen nữa hả? Triệu Bân chợt giật mình,
lực chú ý của hắn dồn ở Thành Thiên Thu rồi nên giờ mới thấy bên cạnh giường có một người, thấy đó là Hoàng Phi thì trong đầu hắn lại chợt xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng. Tiêu rồi, lỗ mũi đầy máu. Ánh mắt của Hoàng Phi lại càng sai trái. Kính chào Hoàng Phi. Triệu Bân lau máu mũi, vội vàng hành lễ. Trên núi có một lôi chỉ dành riêng cho ngươi, có thể đến đó tu luyện bất kỳ lúc nào, Hoàng Phi cười nói xong lại lấy ra một hộp ngọc, tuy hộp rất dày nhưng vẫn không thể ngăn chặn đan hương, có thể thấy là đan dược, Triệu Bân thấy rất rõ đó là một viên tứ văn đan, dù là tứ văn đan nhưng lại là loại đan trung phẩm có phẩm chất khá cao. Cảm ơn Hoàng Phi. Triệu Bân cười ha hả, nhanh chóng nhận lấy. Hoàng hậu đại hạ vung tay thoải mái thật. Nghỉ ngơi cho khỏe. Hoàng Phi cười, xoay người rời đi, trong lòng áy náy khó nén. Sau này bà ấy sẽ tìm thêm linh dược, cố gắng hết sức để tái tạo căn cơ cho cơ ngân. Hắn là một mầm non tốt, không thể để bị phế thế này được. Dù không phải là túc chủ của cửu vĩ, bà ấy cũng muốn cơ ngân là con rể của mình. Thật ra, căn cơ của Triệu Bân đã hồi phục rồi. Chuyện này, Nguyệt Thần là người rõ nhất. Công pháp cô ta truyền cho Triệu Bân có thể chữa trị được căn cơ. Chẳng qua, Hoàng Phi cũng không biết nên vẫn còn áy náy thế thôi. Nhớ ra rồi. Trong phòng, Triệu Bân vỗ đầu mình. Có lẽ là do ngủ quá lâu, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi tỉnh táo lại mới nhớ tới chuyện trước đó, Ngũ Đại Thiên Võ tách rời cửu vĩ, sau đó không biết người nào đâm cho một đao. Nghĩ thế, hắn vội vàng ra khỏi phòng. Sau đó chợt đụng phải Sở Vô Xương đi tới. Tỉnh rồi, Sở Vô Xương nhìn Triệu Bân. Cửu Vĩ Hồ, Triệu Bân ôm đầu nhe răng trợn mắt. Ân Minh làm túc chủ rồi. Ân, Minh, Triệu Bân nghe xong bèn nhíu mày. Xem ra đêm đó sau khi hắn ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ngờ Cửu Vĩ lại chọn Ân Minh, đó không phải là một tin tức tốt lành gì. Lão Tổ Hồng Uyên bế quan. Long Phi bị đóng băng. Sở Vô Xương hiểu chuyện, biết Triệu Bân muốn hỏi gì nên đã tự đáp. Dưới ánh trăng, Triệu Bân ra khỏi phòng. Đỉnh Ngọc Linh có trưởng lão bảo vệ, dù là nữ trưởng lão nhưng cũng là cảnh giới chuẩn thiên, bảo vệ công chúa đại hạ, xét thấy địa thế Đỉnh Ngọc Linh có thể hỗ trợ đóng băng, Long Phi mới không bị mang về cung. Ra mắt trưởng lão, Triệu Bân chắp tay cúi người. Hai trưởng lão cùng thở dài, ẩn ý trong đó khá rõ ràng. Làm thúc chủ của cửu vĩ là một chuyện tốt, lại xảy ra biến cố, kết quả lại hóa thành một tai họa, so với Ân Minh, họ thấy cơ ngân thuận mắt hơn nhiều, tiểu tử này mặt dày thật đấy, nhưng về bản tính thì vẫn hơn Ân Minh. Vấn đề là trời không chiều lòng người. Với chuyện này, Triệu Bân nghĩ khá thoáng. Sau khi hành lễ, hắn đẩy cửa phòng Long Phi ra. Trong phòng có tế đàn, khắc những trận văn cổ xưa. Trên tế đàn là một quan tài băng. Mà Long Phi đang nằm lên đó, cơ thể mềm mại phủ đầy băng xương, hệt như một tượng băng được điêu khắc đầy sinh động, thi thoảng có thể thấy trên mặt cô ta có vẻ đau đớn lướt qua. Triệu Bân dừng lại, thiên nhãn cũng híp lại. Hắn có thể nhìn xuyên qua cơ thể để nhìn vào đan điền Long Phi, vì bị đóng băng nên đan điền của cô ta cũng đóng băng, cả khí thái của chân nguyên cũng bị kết thành băng, cửu vĩ hồ bên trong cũng đang ngủ say sưa, bị tách sức mạnh ra, khí thế của nó đã giảm sút nhiều. Dù thế, tính tình của nó vẫn không hề dễ thương hơn một chút nào. Triệu Bân đang nhìn thì nó nhướng mày lên, ngươi xem cái gì? Triệu Bân không cho là đúng, chuyển tầm mắt. Trạng thái của Long Phi không ổn, bị đóng băng cũng tốt, để cửu vĩ hồ cũng chìm vào giấc ngủ say. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại xảy ra biến cố. Sở Vô Xương cũng có ở đó, giọng nói đầy tiếc nuối, Hồng Uyên tổn hại căn cơ, cơ ngân cũng tổn hại căn cơ. Long Phi nằm đó, cũng tổn hại căn cơ, không có gì bất ngờ thì Long Phi không thể tu luyện vượt qua được cảnh giới chuẩn thiên. Tất nhiên, cơ ngân cũng thế. Về phần Lão Tổ Hồng Uyên thì e là cả đời cũng không có duyên thành tiên được nữa. Thế nên mới nói, lần này tách rời cửu vĩ hồ phải trả một cái giá rất đắt. Lời Sở Vô Xương nói, Triệu Bân chỉ im lặng chấp nhận, có một số chuyện không thích hợp để nói với Sở Vô Xương, đêm đó. Có một bàn tay không thấy rõ đang âm thầm thao túng tất cả, Hồng Uyên cũng bị gài một phen, có thể thấy thủ đoạn của đối phương đáng sợ đến mức nào, Sở Vô Xương không biết sẽ tốt hơn. Đan dược này có hiệu quả với căn cơ. Sở Vô Xương hất tay áo, cho Triệu Bân một viên tam vân đan. Con người ấy à, đúng là hết sức kỳ quái, rõ ràng là hận không thể giết chết cơ ngân, lại muốn lo lắng cho sức khỏe hắn,
người như cô ta, với tên đáng ghét đó đúng là vừa yêu vừa hận, cảm giác đó thật sự rất quái dị. Cái này, sao ta có thể mặt dày như thế được? Câu nói đó đã thành câu cửa miệng của Triệu công tử mất rồi. Mỗi lần nghe thấy câu này, ánh mắt Sở Vô Xương cực kỳ quái lạ. Có qua có lại, ta cho cô chút bảo bối. Triệu Bân cất đan dược đi, tiện tay lấy ra một khối linh thạch. Đó là tử lệ binh tinh, đó là một món khá hay ho, hắn sẽ không dễ dàng mang tặng cho người ngoài. Cảm ơn. Sở Vô Xương không hề khách sáo, tiện tay cầm. Cơ ngân. Họ đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, nghe giọng có vẻ là Linh Lung. Hai người lẳng lặng ra ngoài, Sở Vô Xương cung kính cúi người thi lễ rồi im lặng rời khỏi đó. Cảm giác thế nào? Linh Lung ngồi ở đỉnh hóng mát. Cũng ổn, Triệu Bân ngồi lên ghế đá. Đêm hôm đó, cửu vĩ lao ra khỏi cơ thể mình, người có cảm nhận được gì khác lạ không? Linh Lung nhìn hắn không chớp mắt. Có người đang âm thầm, triệu hồi cửu vĩ, Triệu Bân không hề giấu giếm. Đúng là như thế, Linh Lung hít một hơi thật sâu. Đã bảo mà, cửu vĩ không thể vô duyên vô cớ thoát ra được, chắc chắn phải có bí mật không muốn người biết. Theo ý ngươi thì ai là kẻ đáng nghi nhất? Linh Lung lại hỏi. Chuyện đã sờ sờ ra đó, cần gì phải hỏi ta? Triệu Bân bắn một ngụm linh quả. Linh Lung không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu. Trong chuyện này, cô ta với Triệu Bân khá là ăn ý. Có thể thấy rõ đêm tách rời cửu vĩ đó ai mới là người hưởng lợi nhiều nhất, ai là người có khả năng ra tay nhất, chẳng qua bọn họ không có bằng chứng, nhưng thỉnh thoảng, linh cảm còn chính xác hơn cả bằng chứng nhiều. Thái sư tổ thế nào? Triệu Bân hỏi. Tình hình không tốt lắm, đang bế quan điều dưỡng, Linh Lung thở dài. Hỏi ngươi chuyện này chút. Nói. Tại sao Hồng Tước luôn mặc một bộ hắc bào? Triệu Bân vờ lơ đãng hỏi. Linh Lung không trả lời, chỉ liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt đó cũng đã nói lên một điều, câu hỏi của ngươi có ý nghĩa gì? Sư thúc mặc quần áo gì thì liên quan quái gì tới ngươi? Ta chỉ hỏi một chút thôi. Triệu Bân vùi đầu cắn linh quả, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, hắn không nhàm chán như thế, sở dĩ hắn hỏi là vì thân phận của Hồng Tước khiến hắn rất bất ngờ, mặc hắc bào, có lẽ là để che giấu gì đó, có thể thấy là không muốn cho ai biết, từ vẻ mặt của Linh Lung thì có vẻ cô ta không hề hay biết gì, biết được bí mật, e là không chỉ có mình Hồng Uyên hay Tử Y Hầu. Mà hắn, lại dựa vào sức mạnh của Hồng Tước. Đó được xem là một loại thiên phú. Hắn tự nhận rằng linh cảm của mình vẫn rất chuẩn. Linh Lung cũng không ở lại, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cô ta tiếp tục đi điều tra, vết thương của sư tôn nặng như thế, cơ ngân và Long Phi cũng tổn hại căn cơ, sức mạnh của cửu vĩ hồ lại bị phân chia, bị gài bẫy thế này, không ấm ức mới là lạ, một khi tìm ra bằng chứng, cô ta không ngại cho hoàng tộc được thanh tẩy. Trước khi đi, cô ta cũng để lại linh dược của Triệu Bân, linh dược dùng để tẩm bổ cho căn cơ. Thật là tốt. Triệu Bân cười hì hì, cất linh dược bỏ đi. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã đứng ở sâu trong lôi trì mà Hoàng Phi đúc riêng cho một mình hắn. Đến đây tu luyện không cần phải lén lút. Triệu Bân không hề khách sáo, nhảy xuống. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, tẩy tủy dịch cân kinh và tẩy phách dịch hồn kinh đang xoay vòng. Hai bí pháp này không chỉ tăng cường thân thể và luyện hồn, căn cơ bị hao tổn, có thể tái tạo lại được bằng phương pháp này. Đêm đó Tử Y Hầu bắt đi mẫu thân hắn đã tổn hại căn cơ của toàn bộ Triệu gia, hắn đã dùng nó để phục hồi. Tiếng răng rắc của xương cốt vang lên. Hắn ngồi xuống một lần, kéo dài suốt vài ngày. Trong lúc đó, nhóm bạn bè cũng có tới vài lần, thấy hắn tu luyện nên không quấy rầy. Dương Huyền Tông cũng có tới, chỉ đứng từ xa nhìn lướt qua rồi lại thở dài thườn thượt. Màn trời sâu thẳm, những vì sao như ở ngay trước mắt. Vân Yên đến, đứng bên thành hồ. Chợt trông thấy khóe miệng Triệu Bân chảy đầy máu tươi, trong mắt Vân Yên thì đó là hậu quả của việc hao tổn căn cơ, cũng vì thế nên mới càng lo lắng, một mầm non tốt, e là đã tàn phế. Thật ra, căn cơ của Triệu Bân đang được tái tạo lại. Bấy giờ, ngoài việc đầu óc không được bình thường thì những thứ khác không có gì đáng lo ngại. Cái gọi là đầu óc không bình thường đó chính là mặt quỷ, thường xuyên quấy phá vào những lúc Triệu Bân tìm vào tiềm thức. Phá hoại tinh thần của hắn, cũng muốn khống chế hắn, nhưng Triệu Bân đang niệm tính tâm quyết nên có thể loại bỏ được tạp niệm, trong khoảng thời gian ngắn, gương mặt quỷ đó không thể làm gì được hắn. Gió nhẹ thổi qua, hắn chậm rãi mở mắt,
đập vào mắt hắn chính là Vân Yên. Sư phụ dưới ánh trăng có một dáng người uyển chuyển, đứng dưới ánh trăng mang theo sư huyền ảo xinh đẹp, hắn nhìn rồi lại chợt thấy hoảng hốt, cô nương này. Rất xinh đẹp, đúng là rất đẹp. Tỉnh. Vân Yên khẽ nói, mới trước đó trong mắt vẫn còn đầy lo lắng, một giây sau đã trợn trắng mắt. Muội tử này vẫn còn ghi thù, vẫn nhớ mình bị tiểu đầy mặt. Một hồi tạo hóa, một đợt tai kiếp. Triệu Bân duỗi người, bước ra khỏi lôi trì, cái gọi là tạo hóa đó chính là có được cửu vĩ, cái gọi là tai kiếp, đó chính là cửu vĩ rời khỏi cơ thể, cảm giác đó không tốt một chút nào, suýt chút nữa đánh mất tính mạng. Có thể sống, đã là tốt lắm rồi, Vân Yên nói xong bèn tiện tay cầm linh dược. Có sư phụ, thật tốt, Triệu Bân cười hà hà, sư phụ cho, mau cất đi thôi. Bớt gây chuyện với sư phụ lại, đó chính là sự hiếu kính lớn nhất, Vân Yên khẽ nói. Có câu này, Đồ Nhi đã muốn hỏi từ rất sớm, Triệu Bân vừa nghiên cứu linh dược vừa hỏi. Nói, nếu có người muốn giết Vân Phượng, sư phụ sẽ làm gì? Triệu Bân lên tiếng, hỏi Vân Yên. Tỷ muội sinh đôi, tỷ tỷ giết người muội muội yêu nhất, đó là thù hận. Vấn đề là, huyết mạch tương liên. Rất lâu sau đó vẫn không thấy Vân Yên lên tiếng, không biết phải trả lời thế nào. Triệu Bân không cố gắng truy hồi đến cùng, Vân Yên trả lời thế nào cũng không thể thay đổi chấp niệm giết Vân Phượng của hắn, có cả từ y hâu, trước linh vị của phụ thân phải có đầu lâu của hắn ta, dù ai cản trở cũng không có tác dụng. Mau nghỉ ngơi đi. Vân Yên để lại một câu, đột nhiên xoay người. Đi xa rất xa rồi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại Triệu Bân. Đồ đệ cô ta hôm nay hỏi những câu hết sức khó hiểu. Ánh mắt của đồ đệ cô ta hôm nay cũng khiến Vân Yên cảm thấy xa lạ. Triệu Bân cũng đi, đến thăm Long Phi, rồi lặng lẽ rời khỏi đỉnh Ngọc Linh. Ấy, Cơ Ngân. Xuống đỉnh Ngọc Linh, có đệ tử đi ngang qua thấy Triệu Bân thì chợt ngạc nhiên, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, có người tiếc nuối, cũng có kẻ khinh thường, tiếc là vì Cơ Ngân quá yêu nghiệt, là một mầm non tốt mà lại không thể có được thành tựu vì tổn hại căn cơ. Còn kẻ khinh thường tất nhiên là những người ghen tị, không muốn thấy người ta sống yên, Cơ Ngân không thể thành thúc chủ cửu vĩ, trong lòng họ lại bất giác vui sướng khi người gặp họa. Triệu Bân chỉ nghe tai này lọt qua tai kia rồi thôi. Vẫn là câu đó, hắn nghĩ rất thoáng. Cửu vĩ hồ vốn không phải là của hắn, có cưỡng cầu cũng thế mà thôi. Nhưng nghĩ thoáng là nghĩ thoáng, ngơ ngác bị người ta đâm cho một đao, thù này phải báo. Đụng đến hắn thì đừng hòng sống yên. Dọc đường trở lại đỉnh Thanh Vũ, hắn nhìn trái ngó phải không chỉ một lần, nay Thiên Tông đại hạ xuất hiện khá nhiều gương mặt xa lạ, có trưởng lão và cũng có đệ tử, trưởng lão có tu vi không thấp, các đệ tử cũng rất nổi tiếng. Vừa mới nhận thêm người mới à, Triệu Bân nói thầm trong lòng. Đều do cấp trên gửi tới, không biết Tô Vũ từ đâu xông ra, bên cạnh còn có cả Kiếm Nam và Lăng Phi, có lẽ họ đang đến Thiên Các tu luyện, trùng hợp gặp được. Bên trên, Triệu Bân nhíu mày. Tất nhiên là Quỷ Minh, Lão Tổ U Huyền, Phô Mi Đạo Nhân, Tư Không Kiếm Nam nói xong vẫn không quên quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, khi còn bóp bóp cánh tay Triệu Công Tử, ngủ suốt một tháng, thế mà chỉ tu luyện vài ngày trong lôi chỉ thôi tên này đã vui tươi trở lại rồi, xem khí huyết này, hùng hổ như trâu, cả lực sinh mệnh cũng tràn đầy, chẳng giống một người hao tổn căn cơ chút nào cả. Người của ba cảnh giới thiên võ, Triệu Bân thì thầm. Đâu chỉ Thiên Tông, cả triều đình và biên quan cũng có rất nhiều người được họ đưa vào. Họ muốn đoạt quyền ư, Triệu Bân lại nhíu mày. Chuyện rành rành ra đó mà, Tổ Vũ hít một hơi thật sâu, Lão Tổ Hồng Uyên bị thương nặng, lực chiến giảm sút, Lão Tổ Hồng Tước không thể gánh vác nổi, hoàng tộc đã suy yếu từ bên trong, nếu Tam Đại Thiên Võ đứng ra gây khó dễ, ai có thể chống lại được, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là màn dạo đầu. Triệu Bân không nói gì. Hắn cũng đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Trong lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi đến đỉnh Thanh Vũ. Trên núi, khói bếp lượn lờ, bọn Xích Hiên đang bận rộn trong bếp. Thấy Triệu Bân, ai cũng cười khẽ. Để mừng Triệu Bân xuất quan, nhóm bạn thân còn mang rượu ngon tới. Bầu không khí hết sức hài hòa. Cơ Ngân có ở đây không? Được 3 tuần rượu thì chợt thấy một người lên núi. Đó là một thanh niên mặc tử bào. Dáng vẻ đạo mạo đoan chính, chỉ là gương mặt ấy cứ âm u thế nào ấy, cũng là một kẻ âm hiểm giả dối, cùng với độ cong bên khóe môi khiến con người ta không thể thích nổi. Người đó Triệu Bân đã từng gặp, nhưng không thể nhớ nổi tên.
ngày mai trên diễn võ đài, chờ ngươi đến chiến. Thanh niên tử vào cười âm u, tiện tay ném chiến thư. Tất nhiên không phải là hắn ta khiêu chiến. Triệu Bân nhìn lại mới biết là thư khiêu chiến của tinh hồn. Hạng ba nội môn, sắp bước lên thiên võ, cũng là một tên không chịu yên phận, ngày xưa còn ở ngoại môn từng gặp hắn ta một hồi, trời sinh thần lực, là một kẻ tàn nhẫn hàng thật giá thật. Sợ thua thì có thể không đến. Thanh niên tử bào nhếch môi mỉm cười, phất tay áo bỏ đi. Mọi người nghe xong bèn bĩu môi, Ngao Diệt bị đánh thế rồi vẫn có người muốn tìm kích thích à? Được không vậy, Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân. Mọi người đều nhìn về phía hắn, căn cơ của cơ ngân bị tổn hại, hắn còn có bệnh, không thể dồn hết lực chiến, đánh với tinh hồn, e là thắng bại khó đoán, có khi bất cẩn lại bị đánh cho tàn phế cũng nên. Không vấn đề, Triệu Bân tiện tay cất thư đi. Đừng dây dưa với hắn ta làm gì, một chiêu thuấn thân tuyệt sát là xong mà, Lăng Phi vỗ vỗ Triệu Bân. Thuấn thân với hắn là vô dụng, người lên tiếng là tiểu vô niệm. Hắn ta có thể đuổi kịp tốc độ thuấn thân chắc, Lâm Tà nói. Thứ không thể so sánh được chính là tài năng thiên bẩm từ huyết mạch của hắn. Tài năng thiên bẩm gì? Trong bán kính trăm trượng, bí thuật không có hiệu quả, vô niệm lau miệng. Bí thuật, không có hiệu quả, mọi người có mặt ở đó giật mình hoảng hốt. Trong điển tịch nhà ta có ghi lại, vô niệm lại nói, đó là một loại huyết mạch thất truyền, cực kỳ quỷ dị, truyền thừa có rất nhiều tài năng thiên bẩm, trong đó có một cái, chính là bát cực cấm phong trong truyền thuyết. Tài năng thiên bẩm đó được quyết định bằng tu vi, với cảnh giới huyền dương tầng cao nhất của tinh hồn thì có thể khởi động bát cực cấm phong trong bán kính cả trăm trượng. Trong phạm vi đó, tấn công không có hiệu quả, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả bí thuật thiên nhãn, nhưng đòn tấn công của tinh hồn, dù là tấn công phép hay vật lý gì thì cũng có hiệu quả. Có cả thứ huyết mạch đó ư, mọi người hết sức ngạc nhiên. Thế nên mới nói hắn ta chính là người tốt nhất cho những người chuyên hỗ trợ. Nói thế tức là muốn đánh bại hắn thì phải dùng đến tấn công vật lý ư. Nói thế cũng không sai. Rốt cuộc lão tổ Hồng Tước đã nhặt được thứ yêu nghiệt gì thế không biết, mọi người đều thổn thức, ai cũng biết được lai lịch của tinh hồn, đó là kẻ Hồng Tước nhặt được trong một di tích, vì huyết mạch nên tên đó mãi vẫn không thể lớn nổi. Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân chắp tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thế giới rộng lớn. Đúng là có nhiều điều bất ngờ. Nhưng hắn cũng không phải kẻ chỉ có hư danh. Đánh, có người đưa tiền, tất nhiên là hắn vui vẻ lấy, chủ yếu là hắn cũng muốn xem thử bát cực cấm phong có kỳ diệu như những gì người ta đồn đãi hay không, nếu có thể học trộm thì tất nhiên là không gì bằng. Sau khi ăn xong, mọi người đều chia nhau ai về nhà nấy. Sau khi ăn xong, lại có người bị đè ra đánh. Đó chính là Tô Vũ cùng Kiếm Nam bị Triệu Bân đánh. Dám búng tiểu huynh đệ của ta, các ngươi phản hết rồi. Vì thế, Triệu Tuyết lại mắng cho Triệu Bân một trận. Đánh thì đánh, tại sao lại đánh ở đó? Chưa đánh cho hắn thành thái giám là đã nể mặt cô lắm rồi, Triệu Bân trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý, đúng là hắn đang ngủ say nhưng vẫn có thể cảm nhận được lờ mờ có hai tên búng tiểu huynh đệ của mình. Một đêm không một ai nói chuyện, đảo mắt trời đã sáng. Cái gì, tinh hồn muốn khiêu chiến cơ ngân? Còn là giả được chắc, thư khiêu chiến cũng đã gửi đi rồi. Có kịch hay để xem rồi. Các đệ tử không tập trung tu luyện thì nhìn đâu cũng thấy, sau khi nghe thấy tin tức đã nhanh chóng chạy đến diễn võ đài, hạng tư nội môn đánh với hạng ba nội môn, sẽ là một trận quyết đấu đầy phấn khích, chỉ không biết là cơ ngân bị tổn hại căn cơ có thể lấy ra bao nhiêu lực chiến, tinh hồn không phải là đệ tử bình thường, một kẻ tàn nhẫn có thể nghiền nát Ngao Diệt cũng không phải là người đơn giản như thế. Dưới ánh nắng mặt trời, diễn võ đài tập trung đầy người. Mấy người chạy tới hóng hớt đứng đông như dạ, ai cũng chọn cho mình một chỗ ngồi, cả các trưởng lão đang nhàn rỗi cũng tìm một đỉnh núi, chọn vị trí thoải mái ngồi xuống, tiện tay cầm tẩu hút thuốc, hút xoẹt xoẹt, trong làn sương khói lượn lờ, trông họ như tiên nhân. Đánh chết luôn càng tốt. Bọn Ngô Khởi cũng chạy tới, đứng đó nghiến răng nghiến lợi. Theo cùng họ chính là Ngao Diệt. Hắn ta luôn muốn lấy lại huyền giáp của mình, hôm nay đó chính là một cơ hội, tìm tinh hồn thương lượng một chút, nếu có thể lấy lại huyền giáp, hắn ta sẽ trả một cái giá rất cao. Đến rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ngoài cổng diễn võ đài, một bóng người nhỏ bé đang đi từng bước tới đây. Đó chính là tinh hồn, đầu bạc mắt vàng.
huyết mạch của hắn ta thật sự rất quỷ dị, quanh người hắn có thứ sức mạnh lượn lờ, có dị tượng xen lẫn, những huyết mạch đặc biệt khác đứng trước mặt hắn ta cũng thấy cực kỳ áp lực, đó chính là áp chế tử huyết mạch, đôi mắt màu vàng của hắn ta không phải là đồng tử bình thường, nhìn thế nào cũng giống hai mặt trời nhỏ, đặt trong mắt hắn ta lóe ra ánh sáng, trông cực kỳ chói mắt. Ra mắt sư huynh, mọi người đều tránh ra một con đường, lời bàn tán không hề ít. Tinh hồn cực kỳ kiêu ngạo, không liếc lấy một cái, đáp lời lại càng không, mỗi một bước đi đều có khí uẩn lan tràn, khi đáp xuống đài chiến đấu còn tạo thành tiếng bịch, những vết rạn nứt lan ra tận bìa võ đài. 100 vạn, phế hắn. Ngô Khởi nhanh chóng lên tiếng, tất nhiên là nói với tinh hồn. Ngượng ngùng là tinh hồn hoàn toàn không hề quan tâm, tinh thần cực kỳ tốt và muốn nói rằng lão tử đến đây để đánh nhau, không rảnh quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi, còn nữa, muốn xem ta như mũi tên bắn người hả, ngươi là cái thá gì? Ngươi, sắc mặt Ngô Khởi trở nên dữ tợn. Tinh hồn chỉ lẳng lặng đứng đó, có thể thấy hắn ta hoàn toàn không xem ai vào mắt, Ngô Khởi có người chống lưng thì hắn ta cũng có, là Hồng Tước nhặt hắn ta về đấy, Hồng Tước chính là người chống lưng cho hắn ta, người khác, hắn không quan tâm tới. Giúp ta lấy lại huyền giáp, giá cả có thể bàn, Ngô Khởi quệt mũi, Ngao Diệt đã lên tiếng, hắn ta cũng là kẻ kiêu ngạo, chẳng mấy khi để mình lộ vẻ yếu thế, nhưng vì huyền giáp, hắn ta cam tâm cúi đầu trước tinh hồn. Đáng tiếc, tinh hồn cũng không nể mặt. Vẻ mặt Ngao Diệt cũng cực kỳ khó coi. Nhiều người như thế mà lại không chịu nể nang gì, vả vào mặt lão tử như thế ư. Còn ở đó mè nheo dây dưa nữa, lão tử đạp ngươi chết tươi. Đó sẽ là câu trả lời của tinh hồn, lão tử có người chống lưng to, ta thích tùy hứng vậy đấy. Các đệ tử ở đó đều ho khan. Nói thẳng ra, tác phong hành xử của tinh hồn là kiểu dầu muối không vào, người như thế, trong đầu chỉ có một cọng gân, rất khó lăn lộn, bởi vì có thể đắc tội với người ta bất kỳ lúc nào. Hết cách rồi, ai bảo huyết mạch của hắn ta bá đạo cơ chứ? Hơn nữa, còn có một người chống lưng rất mạnh. Đệ tử cả thiên tông này, e là chỉ có mình hạng nhất Long Phi, hạng hai Thiên Vũ mới có thể khiến hắn ta ngoan ngoãn cúi đầu, thế giới nắm đấm là to nhất này, đừng nói đạo lý làm gì cho mệt. Vấn đề là, Long Phi đang ngủ say, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Vấn đề là, Thiên Vũ đang ở biên quan, cũng không thể trở về ngay được. Thế thì bây giờ tinh hồn chính là hạng nhất thiên tông, nói thế cũng không đúng, người có thể đánh nhau với hắn ta cũng không nhiều, ngày xưa Ngao Diệt có huyền giáp còn đánh được một vài hiệp, bây giờ ấy à? Thua kém quá xa. Đến rồi. Trong tiếng xì xào bàn tán ấy, lại có người gào to. Triệu Bân đến rồi, hắn sải bước chân đi tới. Thấy hắn, các nữ đệ tử lại bắt đầu sáng rỡ hai mắt. Tên nhóc này thật sự rất đáng yêu. Cơ Ngân. Sắc mặt bọn Ngô Khởi lại bắt đầu khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Về phần các đệ tử khác thì đều mang vẻ mặt kính sợ, uy danh của Cơ Ngân đều trải qua những trận đánh mà thành, điểm này không phục cũng không được, dù không phải là túc chủ của Cửu Vĩ thì vẫn là một yêu nghiệt nghịch thiên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân sải bước lên đài. Khoảnh khắc đó, hắn còn so chiều cao với tinh hồn. Tinh hồn vẫn cao hơn. Nói cách khác, đệ tử ở thiên tông này nhiều như thế, chọn bừa người nào cũng cao hơn hắn. Cơ Ngân, lại gặp nhau rồi, tinh hồn cười lạnh. Đã gửi cả chiến thư rồi, ta có thể không đến ư, Triệu Bân nói xong bèn cúi đầu nhìn đài chiến đấu, tinh hồn không ngốc, sợ hắn dùng thuấn thân nên đã khởi động bát cực cấm phong, chẳng qua là người ngoài rất khó nhìn thấy, hắn có thiên nhãn nên mới biết có một loại sức mạnh thần bí đã khắc vào đài chiến đấu, trong phạm vi trăm trượng. Ai đứng trên đó đều có cảm giác buồn nôn. Cực kỳ áp lực. 500 vạn, có giỏi thì cứ lấy. Tinh hồn không nói nhiều lời vô nghĩa, một sấp ngân phiếu được đặt lên đài. Sư huynh rộng rãi thật, Triệu Bân chuyển tầm mắt, nhìn sấp ngân phiếu. Đệ tử dưới đài cũng sáng mắt lên. Tiền là một thứ rất tốt, ngoài những kẻ gia đại nghiệp đại, làm gì có ai không thiếu tiền. Nói chính xác hơn là thiếu tài nguyên tu luyện. Đến đi. Tinh hồn hét to, khí thế ngút trời. Triệu Bân không hề e sợ, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Đột nhiên, chân nguyên và khí huy hừng hực của hắn bỗng chốc biến mất như tan vào mây. Khói, nói chính xác hơn là bị bát cực cấm phong hóa giải, hơn nữa còn hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Thú vị, Triệu Bân thì thào nói. Thảo nào vô niệm lại nói tấn công phép không có hiệu quả với tinh hồn,
một khi chân nguyên ra khỏi cơ thể đều sẽ bị hóa giải, muốn đánh bại tinh hôn, e là chỉ có thể tấn công bằng vật lý, TM. Cũng có thể nói là dùng cơ thể để đánh. Triệu Bân thầm kinh ngạc, tia sét của hắn ta không phải là tia sét thật sự, nó có chứa đồng lực. Cũng đúng, nhìn vào mắt tinh hồn, có thể thấy đó không phải là đồng tử bình thường, chắc chắn cũng được truyền thừa loại bí pháp nào đó, chúng hai tia sét, cảm giác không hề tốt một chút nào, lôi tức len lỏi vào trong khí lực, tác loạn khắp nơi. Soạt, không chờ hắn kịp thở ra một hơi thì tinh hồn đã lao tới. Triệu Bân rút kiếm đánh lên, tuy là không dùng đến chân nguyên nhưng vẫn cực kỳ mãnh liệt. Ầm, ầm, tiếng gầm rú liên tục vang lên, ánh lửa lóe lên hết lần này đến lần khác. Ánh mắt mọi người cứ đưa lên rồi lại cúi xuống, tốc độ của hai người quá nhanh, có lúc còn không thể bắt kịp, chỉ thấy hai người đánh rất dữ dội, mỗi lần va chạm đều có tiếng nổ vang, còn có vầng sáng lan ra. Khỏi phải nói, hiệu quả hình ảnh cực kỳ bắt mắt. Triệu Bân cải lão hoàn đồng, trông như một hai tuổi, tròn vo béo núc ních. Tinh hồn cũng là trạng thái con nít, chừng 5-6 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn. Hai người bọn họ đánh nhau, ai cũng nghĩ là trẻ con đang tranh cãi. Đứa nhóc này cũng không hề đơn giản. Man Đằng ngồi khoanh chân dưới đất, dù ngồi nhưng vẫn cao hơn Tô Vũ cái đầu. Lời hắn ta nói đều là sự thật, dáng vẻ không phải là vấn đề, như Triệu Bân, cũng như tinh hồn, tên nào cũng hung hãn, đúng là người không thể nhìn bề ngoài. Hai tên này đánh lên, có thể thấy là ai tới cũng đánh. Mọi người đều dâng trào cảm xúc, những người từng bị hai người họ đánh vẫn còn đứng đó chửi má nó kia kìa. Đánh thế này, sớm muộn gì cũng tàn phế. Kiếm Nam chắp tay, chủ yếu là nhìn mà thấy ấm ức trong lòng. Từ khi bắt đầu đến nay, Triệu Bân không thể dùng đến bí pháp, chỉ dùng cơ thể đỡ, không đánh ra được đòn nào đủ mạnh, dù chúng mục tiêu nhưng cũng khó phá được chân nguyên hộ thể của tinh hồn. Hắn ta thì ngược lại, đòn nào cũng hết sức bá đạo. Đã bảo mà, hạng ba nội môn là một nhân tài. Đánh, cứ đánh chết hết đi, Ngô Khởi xem rất hào hứng. Cả hai mắt ngao diệt, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung cũng lóe lên tia sang hung ác. Ầm, rầm. Trên đài nổ vang, tiếng nổ ngày càng mạnh mẽ. Cũng không khó để nhận ra Triệu Bân đang ở thế hạ phong. Đã thế rồi mà vẫn chiếm được thế thượng phong thì đúng là đáng sợ. So với hắn, tinh hồn càng đánh càng hung hăng. Sức mạnh cứ quanh quẩn, mắt thường có thể trông thấy rất rõ, khí huyết tinh khiết, sức mạnh mênh mông, lực huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc là loại huyết mạch gì, Lăng Phi chọc chọc Vô Niệm. Thể thiên diệt, Vô Niệm nói, trong bí tịch nhà ta ghi lại như thế. Nói thế thì, vẫn còn thể địa diệt nữa ư, Lâm Tà hỏi. Có, Vô Niệm cho câu trả lời chắc chắn. Ngại quá, Lăng Phi cúi đầu xuống. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn bên cạnh cũng cười gượng. Thế gian đa dạng huyết mạch, cũng chia thành những cấp bậc khác nhau, dù bọn họ đều có huyết mạch đặc biệt nhưng so với tinh hồn thì vẫn còn thua xa, lực huyết mạch có áp chế, từng đó thôi là đủ để tạo áp lực với họ rồi. Không so sánh sẽ không có đau thương. Bát Cực Cấm Phong đúng là danh bất hư truyền. Trong khi họ nói chuyện thì một bóng hình xinh đẹp tiến vào khi vực diễn võ đài. Đó chính là Sở Vô Xương. Cô ta có nhãn giới khá tốt nên có thể trông thấy Bát Cực Cấm Phong, tài năng thiên bẩm từ huyết mạch đúng là quỷ dị thật, nếu cô ta lên đài, có lẽ cũng không khá hơn là bao, có 5 loại thuộc tính thì sao chứ, vẫn không thể đánh được một đòn nào, những bí pháp cần đến chân nguyên đều không có hiệu quả. Rầm. Đài chiến đấu đang hừng hực lửa nóng, tiếng ầm ầm cứ vang mãi không thôi. Dưới dài, hai mắt của mọi người sáng rỡ, hạng nhất Tân Tông với hạng ba nội môn, người không cao. Lực chiến lại không thấp, đều là những nhân tài chói mắt, mỗi trận chiến của bọn họ đều cực kỳ phấn khích. Chìm trong bát cấm mà vẫn không thể đánh ngã ư. Người tưởng lực tái sinh là hàng trưng bày chắc. Tiếng bàn tán xôn xao không hề ít, nhiều người dựng ngón tay cái lên với Triệu Bân, tên đó chịu đòn ghê thật, đúng là một tấm khiên thịt người. Người như thế mà để đằng trước làm lá chắn thì chắc sẽ đứng sừng sững không bao giờ ngã, không thể dùng chân nguyên đã mạnh như thế rồi. Nếu không có Bát Cực Cấm Phong thì chắc hắn lật trời rồi quá. Phụt. Trong khi họ đang nói chuyện thì Triệu Bân lại đẫm máu, bị tinh hồn chọc thủng vai, may là hắn trốn kịp, nếu chỉ chậm một nhịp thôi, có lẽ nơi bị đánh trúng sẽ là mệnh môn, nhưng tinh hồn cũng đã phải trả một cái giá khá đắt cho việc đó, cho Triệu Bân một vết thương, hắn ta cũng trúng một đấm từ hắn, lực đủ mạnh thì cảm giác đó vẫn không vui tí nào.
ầm, rầm. Lại là một đòn đối đầu nhau, hai người đều bị đẩy lùi. Thứ quái thai gì thế này? Hai mắt tinh hồn sáng như đuốc, nhìn Triệu Bân như nhìn quái vật, khí huyết của tên này không phải là dạng nhiều bình thường đâu, lực sinh mệnh cũng dồi dào không kém, đúng là con rắn đánh mãi không chết, cả lực tái sinh kia cũng quá đáng ghét, rõ ràng đã đánh cho vết thương đầy thời rồi nhưng lại chẳng hề hấn gì. Hạng ba nội môn đúng là một hán tử. Triệu Bân cũng rất ngạc nhiên, dù không thể dùng chân nguyên bí pháp nhưng tư chất của hắn vẫn còn đó. Tinh hồn chúng nhiều đòn của hắn như vậy vẫn còn yêu đời vui vẻ như thế, cộng thêm bát cực cấm phong biến hóa kỳ ảo, hắn nhìn mãi vẫn không tìm thấy huyền cơ, nên không biết phải phá giải thế nào. Có nó, hắn bị hạn chế đủ điều, đánh thế này rất ấm ức. Mệt thì nghỉ một lát đi, Tô Vũ khoanh tay nói. Ta cũng không tin. Tô Vũ còn chưa dứt lời thì tinh hồn đã lao tới, như một bóng ma xẹt qua tấn công, đưa tay đánh ra một chưởng, khí thế lan rộng. Giữa những ngón tay có phủ văn chữ triệt, đó chính là lực huyết mạch thêm vào, uy thế của cực kỳ hung hãn và bá đạo, còn mạnh hơn cả hám sơn quyền của vô niệm. Triệu Bân cũng rất mạnh, nhanh chóng xông lên. Tên đó mà ngang ngược thì lục thân cũng không nhận, một chưởng của tinh hồn được hắn đưa thân ra đỡ. Vì thế hắn cũng cho tinh hồn một đại chiêu. Cái gọi là đại chiêu đó chính là đá đũng quần. Răng rắc, ba âm thanh đó vang lên liên tiếp và cực kỳ đều đặn, đừng thấy chân Triệu Bân không to mà lầm, sức mạnh cực kỳ khủng bố, một chân đá nát chân nguyên hộ thể, sau đó dùng chân tiếp xúc thân mật với tiểu huynh đệ của tinh hồn. Chắc là, đau lắm. Các nam tử đều thấy đũng quần chợt lạnh, cả người cứ khó chịu thế ảo ấy, nhất là cái chỗ kia, cứ thấy nó ẩn ẩn đau, có lẽ là đồng cảm, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Các nữ tử thấy thế đều ho khan. Có đau hay không thì họ chẳng biết, chỉ biết tinh hồn hét lên cực kỳ thảm thiết, đầy thô bạo. Nó đã nhỏ rồi, đừng để bị đá mất luôn đấy. Kiếm nam hít sâu một hơi, có chút muốn lên đài, lại có chút muốn lột. Phải vạch quần trong của tinh hồn ra dòm ngó xem có phải bên trong đã vỡ nát rồi hay không. Nếu trùng hợp phát hiện đúng lúc thì có thể vào nội cung đạt được một chuyện tốt. Ngươi, mẹ kiếp! Tinh hồn dùng hai tay bụng lấy đũng quần, lảo đảo suýt té. Hai mắt rưng rưng, rên rỉ từng tiếng, chủ yếu là đau quá. Đau tới mức muốn khóc luôn. Lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta bị đá vào cậu nhỏ, cảm giác sao mà vừa đau vừa sướng. Triệu công tử lại vờ như không nghe thấy, nét mặt đã nói lên tất cả, thể diện có tác dụng gì. Trẻ con dễ dậy, Nguyệt thần cảm thấy lòng mình rất được an ủi. Nếu như ngày nào đó mà dùng tinh thần bất khuất này vào công cuộc cô gái thì chắc có được một chuỗi rồi. Về việc này, Triệu Đại Tẩu là ví dụ cực tốt, là câu chuyện xưa về một con heo húc cải trắng. Cơ ngân. Tinh hồn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới mức suýt bốc hỏa. Nện chết ngươi. Triệu Bân dùng giọng non chuệt gào to, nghe khá buồn cười. Người không biết xấu hổ thường là trời sinh. Giống như Triệu Bân, hắn chính diện xông lên, lôi điện khắp toàn thân biến thành mũi nhọn. Có câu nói rất hay là, nhân lúc người yếu, diệt cỏ tận gốc. Tinh hồn vừa cử động, toàn thân đau đớn. Không cho hắn ta kịp thở, Triệu Bân đã lao tới, đấu chiến thánh pháp đánh tới trước mặt. Tay, bàn chân, chân, đầu gối, có vẻ đã biến thành vũ khí, cả một mảng điên cuồng bắn phá. Pháp công không có hiệu quả thì dùng công kích vật lý vậy. Đấu chiến thánh pháp là quan niệm mặt dày mày dạn. Mà Triệu Bân đã phát huy quan niệm này tới cực hạn, đánh ra một đòn nhanh hơn, mạnh hơn. Dù đã bị đẩy lùi thì hắn cũng sẽ như thuốc cao bôi trên da chó, ban đầu là dính sát, chiến ý bá đạo vô cùng, máu tươi toàn thân thiêu đốt như lửa cháy, làm màu gì đó cũng rơi vào cảnh đẹp theo hắn ta. Bùm, bốp, tinh hồn thảm rồi, bị đập tới mức không ngóc đầu lên nổi. Mỗi khi hắn ta muốn phản công thì đều bị đánh lui, có đôi lúc, tinh thần còn trở nên lơ mơ, luôn có cảm giác kẻ đánh mình không phải một người mà là một con sư tử mạnh mẽ, một con sư tử đang cuồng loạn. Hai thằng nhóc đùa nhau, trông thú vị phết. Kiếm Nam và Tô Vũ ở hai bên trái phải, một người cầm tinh thạch ký ức, lưu giữ hình ảnh quý báu này vào, mang về để đầu giường, không chỉ trừ tà, không chừng còn có thể tránh thai thì sao? Trên bát cực cấm phong của mình mà bị đánh tới mức đứng không vững, thế này cũng quá, có đệ tử tặc lưỡi. Người bị đá một cái thử xem, không ít người liếc sang đệ tử này. Đạo lý thì không sai nhưng thử cậu nhỏ bị đá xem.
còn khó chịu hơn bị đánh bằng đại chiêu nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, như loại yếu đuối giống Cơ Ngân kia cũng không thể đánh ra uy lực cỡ này. Kiểu đánh cận chiến biến hóa kỳ lạ kia, dù người nào đánh với hắn, không ai cảm thấy dễ chịu cả. Đối với điều này, những kẻ từng đánh với Cơ Ngân đều hiểu khá rõ. Sự thật đúng là như vậy, ví như Ngô Khởi, Ngao Diệt, như Sở Vô Xương đó, khi họ thấy bí pháp này thì đều cảm giác bị ám ảnh, một khi tên kia áp sát thì sẽ đánh liền tù tì, đánh đến vô tận. A! À, trong tiếng bàn tán của mọi người, tinh hồn gào lên một tiếng. Âm thanh còn chưa dứt thì một tầng hào quang với hắn ta làm trung điểm phóng mạnh ra, nhìn hình dáng thì có chút giống thiên cang hộ thể nhưng vẫn có điểm khác, thiên cang hộ thể dùng cương khí để rèn luyện thành, còn hào quang này lại là sức mạnh huyết thống ngưng tụ thành. Phụt! Triệu Bân vội vàng không kịp đề phòng nên bị hất ngã. Thế công của đấu chiến thánh pháp đến bây giờ mới tạm ngừng, ngừng một chút. Cơ Ngân, hôm nay không đánh người tàn phế thì không xong đâu. Tinh hồn nổi đóa, trong mắt màu vàng như nắng chói chang, mái tóc vốn mang màu trắng biến thành màu vàng, hắn ta đã dừng cấm pháp nào đó để gia tăng chiến lực. Nơi ấn đường còn hiện lên một ký hiệu cổ, đó là biểu tượng của thể thiên diệt. Khí huyết hắn ta càng thêm cuồng loạn. Cơ thể bé nhỏ càng thêm nặng nề, nghiền nát làm đài chiến đấu vỡ vụn. Bớt dọa dẫm nhau đi. Triệu Bân lại chẳng nao núng, đột ngột mở ra ma đạo kỳ lân. Nhưng xét về khí thế, hắn còn kém hơn tinh hồn, dù sao cũng không dùng đến chân nguyên. Bùm, ầm. Đại chiến lại tiếp diễn, chỉ khác là càng thêm huyết tinh. Triệu Bân đổ máu rất nhiều, vì bên trong huyết mạch thiên diệt có chứa một sức mạnh thần bí. Vết thương do nó tạo ra, ngay cả năng lực tái sinh cũng khó có thể khép lại. Một khi nó xâm nhập vào khí lực thì sẽ ăn mòn căn cơ, ngoài ra còn có thiên nhãn màu vàng của tinh hồn cũng không thể nhìn thẳng. Tiếp tục đánh nữa, không quỳ sấp mới lạ đó. Lâm Tà lôi hồ lô rượu ra, Triệu Bân bị đánh quá thảm. Trong dự đoán, Lăng Phi vuốt cằm, tỏ vẻ thâm trầm. Lời này đúng như suy nghĩ của mọi người. Nói thật thì so với trận đấu này, họ càng tò mò về Thiên Vũ. Đánh bại tinh hồn như thế nào? Trong đám đệ tử cũ, ai cũng có may mắn xem trận chiến ấy rồi, có thể đánh bại tinh hồn trong bát cấm, trừ Long Phi, trong đám cùng thế hệ không có mấy ai đâu. Cực pháp, hạo thiên tinh thần. Tinh hồn lại hét một tiếng, hắn ta lại dùng một bí thuật đáng sợ. Hắn ta vừa dứt lời, vòm trời rung lên, thời gian vốn là ban ngày nhưng bầu trời bỗng đen kịt, một ngôi sao màu vàng xuất hiện, lấp lóe ánh sáng chói mắt trong tinh không vô ngần, mênh mông mà thâm thúy. Đừng nói người khác, chính Sở Vô Xương cũng cảm thấy hoảng hốt. Cách này vô dụng với ta. Triệu Bân quát lạnh một tiếng, thuận tay kéo cung bá vương ra. Thiên lôi xé rách, hắn dương cánh cung như trăng rằm, mũi tên nghịch thiên mà đi, một viên ngôi sao bị bắn vỡ. Chưa hết, khi hàng này dương cung thì sẽ liên tục không dứt, mũi tên nối tiếp nhau, lần lượt bắn ra làm nổ tung những ngôi sao. Phụt, vụt, trên người hắn cũng tỏa ra hào quang màu máu sáng chói. Bí pháp hạo thiên tinh thần vẫn khá lợi hại, từng tia ánh sao chém giết tới thân thể và linh hồn tới mức máu chảy đầm đìa. Cũng là sức mạnh huyết mạch nhưng năng lực tái sinh khó có thể giúp Triệu Bân phục hồi như cũ. Ta cũng muốn xem thử người có thể chống đỡ được bao lâu. Tinh hồn lại hét lón, tay đang ấn quyết lại thay đổi. Bất chợt, bầu trời đêm lại run lên, từng ánh sao dần hiện ra, hơn nữa, ánh sáng càng thêm chói, hào quang cực nóng, uy lực càng bá đạo, bổ chè Triệu Bân máu thịt ti si tung. Sáng SSSS, những người xem đều hít một hơi lạnh. Hạo thiên tinh thần thực sự có khả năng sát thương vô song, cũng may người bị trúng đòn là Cơ Ngân chứ nếu là bọn họ thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đại chiêu thiên diệt thân thể quả nhiên không phải chuyện đùa, một khi thi triển thì nhất định sẽ có máu phải đổ. Được lắm, người rất ghê gớm. Triệu Bân ho khan một tiếng rồi thu bá vương cung lại. Ở đây có quá nhiều nguồn sáng, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ chói mắt, có thể bắn chúng mới là lạ. So với cách này thì hắn có một cách trực tiếp hơn để phá vỡ cục diện. Ngay sau khi thu cung về, hắn liền đi thẳng đến chỗ tinh hồn, biện pháp tốt nhất lúc này là phải đánh gục được kẻ thi thuật. Ta chỉ sợ ngươi không dám đến. Tinh hồn cười lạnh nói, đầu ngón tay tỏa ra kim quang chọc tới phía trước. Triệu Bân biết một đòn này rất đáng sợ nhưng hắn vẫn không né tránh. Tuy nhiên, hắn đã triệu hồi huyền giáp.
Từ khi khai chiến tới giờ hắn vẫn chưa động tới huyền giáp. Hiện giờ hắn đã bị rơi xuống thế hạ phong, nên tất nhiên là hắn muốn cho tinh hồn nếm thử cảm giác bất lực khi huyền giáp của hắn có thể tự động hấp thu thương tổn cùng năng lực phản thương. Phụt, phụt. Hai tia máu bắn ra trên không trung, đỏ tươi chói mắt. Triệu Bân đổ máu, tinh hồn cũng đổ máu. Chuyện này, đám người đứng xem đều kinh ngạc. Là phản giáp. Một số đệ tử có nhãn giới cao thâm liền cau mày lại. Trong số đó, kẻ có ánh mắt khó tin nhất chính là Ngao Diệt. Hắn ta tuyệt đối không nhìn nhầm, đó chính là huyền giáp của hắn ta. Sở dĩ hắn ta không thể tin được là bởi vì cấm chế trên huyền giáp đã bị cơ ngân luyện diệt, cho nên huyền giáp đã trở thành vật của cơ ngân. Từ khi cơ ngân có được huyền giáp này tới bây giờ chỉ mới trải qua có vài ngày, hắn chỉ là một võ tu cảnh giới huyền dương, làm sao có thể luyện hóa cấm chế trên huyền giáp? Chẳng lẽ lại có cường giả giúp đỡ cơ ngân? Ngao Diệt càng nghĩ lại càng cảm thấy phẫn nộ, sắc mặt càng lúc càng lộ ra vẻ dữ tợn. Nó được luyện hóa xong khi nào vậy? Mấy người Tô Vũ cũng sửng sốt nhìn nhau, đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng đều bất ngờ. Sở dĩ huyền giáp mạnh mẽ là bởi vì cấm chế, người bình thường chắc chắn không thể nào luyện diệt được cấm chế bên trong huyền giáp chứ đừng nói đến một võ tu cảnh giới huyền dương. Thậm chí thời gian hắn có được bộ huyền giáp này chỉ mới 1-2 tháng. Ngươi, thật sự là một nhân tài. Tinh hồn giận dữ cười gằn, vừa rồi hắn ta đã mất cảnh giác. Ngao Diệt đã thua huyền giáp vào tay cơ ngân, hắn ta cũng biết điều đó. Tuy nhiên, điều khiến cho hắn ta cảm thấy bất ngờ chính là cơ ngân lại có thể luyện hóa được huyền giáp. Hắn ta lại càng không ngờ cơ ngân lại có thể sử dụng được nó. Đang chiến đấu mà dám lơ đãng sao? Trong chớp mắt, Triệu Bân lại phóng về phía trước. Mũi chân tinh hồn đáp đất, từng bước phi thân ra phía sau chạy trốn. Hắn ta phải ổn định lại khí tức của mình thì mới có thể tiếp tục chiến đấu được. Đến đây, để ta tặng cho ngươi một bảo bối. Triệu Bân nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng nhởn. Không hiểu sao nhìn thấy Triệu Bân cười như vậy thì tinh hồn lại có một dự cảm không lành, không chỉ hắn ta mà những người có mặt. Bao gồm cả những trưởng lão xung quanh cũng đều có cảm giác kỳ quái như vậy. Vèo. Triệu Bân phóng tới nhanh như chớp, một tay xé huyền giáp ra. Xong việc hắn lại mặc huyền giáp lên người tinh hồn. Nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi người đang đứng xem đều giật giật khóe miệng. Huyền giáp là bảo bối, vừa có thể hấp thu thương tổn vừa có thể phản thương công phạt. Nhưng chuyện đó cũng còn tùy thuộc vào ai đang mặc nó. Nếu là chủ nhân của huyền giáp mặc thì tất nhiên là không có chuyện gì. Nhưng nếu như là người ngoài mặc nó vào thì sẽ rất khó chịu. Bên trong huyền giáp có cấm chế, người ngoài mặc thì bên trong huyền giáp sẽ mọc ra gai. Hơn nữa huyền giáp còn có thể co rút lại, nếu như không tháo ra thì người mặc nó sẽ bị siết đến chết. Ngày trước khi Triệu Bân còn chưa biết gì mà mặc huyền giáp vào thì hắn đã được trải qua cảm giác xúc động đó. Tinh hồn chợt biến sắc. Nhận ra bản thân đang nằm trong một cái bẫy lớn. Con mợ nó, còn có cách đánh này sao? Cảnh tượng tiếp theo vô cùng đẫm máu. Huyền giáp sinh ra gai nhọn cắm vào trên người tinh hồn, chọc ra mười mấy lỗ máu, chẳng những vậy nó còn đang co rút lại khiến cho hắn ta vô cùng khó chịu, da thịt rách toát, kinh mạch xương cốt gần như cũng đứt gãy. Bởi vì hắn ta bị thương quá nặng cho nên hạo thiên tinh thần cũng ầm ầm băng diệt. Sự thật đã chứng minh rằng phương pháp đánh gục kẻ thi thuật của Triệu Bân thật sự rất nhanh gọn hiệu quả. Người xưa có câu, chuyện tốt thì đến thành đôi. Không chỉ có hạo thiên tinh thần băng diệt, ngay cả tám cấm chế cũng đã mất đi năng lực. Đó chính là một loại bí thuật đáng sợ nhưng cũng làm tiêu hao rất nhiều khí lực của kẻ thi thuật, Triệu Bân sớm đã nhìn rõ được điều này. Giờ phút này chân nguyên của tinh hồn đã không thể nào chống đỡ được tám cấm chế kia nữa, chính bởi vì huyền giáp đã khiến cho hắn ta bị thương rất nặng. Thật thú vị. Lăng Phi nhìn thấy cảnh này thì chợt ngộ ra. Những người có mặt cũng đều ngộ ra, đánh nhau lâu như vậy, cơ ngân đã khiến cho tinh hồn tiêu hao rất nhiều khí lực, khiến cho hắn ta khó có thể chống đỡ được tám cấm chế kia, mà cơ ngân lựa chọn thời cơ cũng vừa chính xác. Vèo. Tinh hồn cũng là một nhân tài, rất nhanh đã tìm ra được huyền cơ. Tinh hồn ngay lập tức xé toạc huyền giáp, từng bước lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Lúc trước khi chiến đấu với Ngao Diệt thì tinh hồn luôn biết chắc chắn hắn ta sẽ sử dụng huyền giáp cho nên luôn có sẵn phương án phòng bị, nhưng ngày hôm nay khi cơ ngân dùng huyền giáp thì hắn ta lại bị bất ngờ tới mức trở tay không kịp,
chỉ dùng một bộ huyền giáp mà đã khiến cho hắn ta phải sống dở chết dở. Chậc chậc chậc, khắp nơi vang lên tiếng tặc lưỡi thổn thức không dứt. Thê thảm, tình hồn lúc này thật sự rất thê thảm, trên người đã bị khoét ra cả chục lỗ, máu ở trên người vẫn còn đang trào ra giàn giụa, nhìn kỹ còn có thể thấy xương cốt và khí lực của hắn ta cũng đang xuống dốc không phanh. Kể từ sau trận chiến cùng Thiên Vũ thì đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tinh hồn lâm vào cảnh thê thảm như vậy. Các đệ tử lâu năm của tông môn đều thổn thức trong lòng. Tinh hồn là đệ tử mạnh thứ ba của nội môn, thế mà ở đây lại biến thành cái bộ dạng này. Cơ Ngân, ngươi giỏi lắm. Sắc mặt tinh hồn lạnh như băng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Không có trói buộc, cảm giác thật tốt. Triệu Bân vừa lắc lắc cổ tay vừa cười nói vui vẻ. Đánh lâu như vậy, nghẹn khuất lâu như vậy. Bây giờ đã không còn tám cấm chế kia nữa, đã đến lúc dạy cho tinh hồn một bài học. Ta vừa bấm ngón tay tính toán, hắn sắp đập người rồi đấy. Hơn 90% những người nhìn thấy Triệu Bân khởi động cổ tay thì đều thốt ra câu đó. Khởi động cổ tay là động tác đặc trưng của ai đó, chứng tỏ đối thủ của hắn sắp sửa được tiếp xúc thân thiết với mặt đất rồi. Còn về việc đầu hôn đất trước hay chân chạm đất trước thì phải xem tâm trạng của Cơ Ngân thế nào. Đáng đời! Bọn Ngô Khởi cười ác ý, phải nói là rất sung sướng. Trước đó không lâu, tinh hồn không chịu nể mặt hắn ta nên bây giờ, khi thấy tinh hồn bị trọng thương thì hắn ta càng thấy đã mắt hơn. Đập chết hắn đi! Ngao Diệt thầm nghiến răng nghiến lợi, tên này cũng ôm cả cục tức trong bụng. Nếu có thể thì hắn ta cũng muốn cho Cơ Ngân một cục tiền để tên đó đập chết tinh hồn. Tinh hồn bật ngửa, lùi về sau một bước. Nói thật lòng, hắn ta đã thấy hơi sợ rồi, cả tám cấm chế đều đã bị phá, còn bị huyền giáp làm cho thành nửa tàn phế. Với trạng thái lúc này thì làm sao hắn có thể đánh lại Cơ Ngân được, không nói những thứ khác, chỉ nói đến tuyệt chiêu thiên nhãn và thuấn thân tuyệt sát, nhiều đó đã đủ cho hắn ta no đòn rồi. Nghĩ đến đấy, tinh hồn đột nhiên đứng chững lại. Chỉ trong chớp mắt, khí thế đang phân tán của hắn ta đã bị ép ngưng tụ hết lại. Được lắm, đàn ông đấy. Kiếm Nam thốt lên, những người đứng xem cũng đầy cảm xúc. Nhìn đi, người đứng thứ ba của nội môn cũng là một người cao ngạo, dù cho chân nguyên đã cạn kiệt, bị thương rất nặng nhưng hắn ta vẫn muốn tiếp tục đánh, dù sao cũng không thể tỏ ra hèn nhát, phải kiên trì cố gắng đánh cho xong trận này. Vì ngươi giỏi chịu đòn nên đập liền chín phát khỏi thương lượng nhé. Triệu Bân bước lên hai ba bước, rồi xông thẳng về phía tinh hồn. Đánh! Tinh hồn hét lên, âm thanh cứng rắn và đầy sức mạnh. Sau đó hắn ta đã quay đầu bỏ chạy, nhảy xuống khỏi sàn đấu và mất hút. Triệu Bân tiến tới một bước, ngây mặt ra. Đâu chỉ có hắn, tất cả các thanh niên có mặt ở đó cũng như các trưởng lão ở bên ngoài cũng đều ngây ra. Im lặng, cả hội trường đều im lặng, phần lớn đều nhếch miệng. Tên đó chạy mất rồi à? 4-5 giây sau mới có người lên tiếng. Hình như là đã chạy rồi. Có không ít người phải hít sâu một hơi để bớt ngỡ ngàng. Đến chạy mà cũng nhanh đến thế, có phong cách của ta đấy. Tô Vũ nói với vẻ đầy cảm xúc, vốn dĩ hắn ta định mắng nhưng nghĩ lại thì thôi, Nguyệt Linh đang ở gần đó, hắn ta cần phải giữ hình tượng thật tốt, còn mấy việc cần kỹ thuật như mắng nhiếc đó thì chỉ cần để cho ai kia làm là được rồi. Bà nội ngươi, đã nói là đánh mà. Tên nhỏ con Lăng Phi đó búng người lên cao đến ba trượng, nói mắng là mắng ngay. Các khán giả đứng xem ở đó cũng có cùng tâm trạng, ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý xem trò hay rồi, vậy mà ngươi lại chạy mất. Đường đường là đệ tử đứng thứ ba nội môn, ngươi cũng không thấy xấu hổ khi bỏ chạy sao? Không chạy thì ở đó đợi bị đập à? Đấy sẽ là câu trả lời của tinh hồn. Lúc Hồng Tước đưa hắn ta về thì đã dạy cho hắn ta một đạo lý, đánh lại được thì đánh, nếu đánh không lại thì chạy. Có giữ được thể diện hay không không quan trọng là tư thế. Dù cho có bỏ chạy thì cũng phải có khí thế của bá vương. Và hắn ta đã thấm nhuần được tư tưởng đó rồi. Ta thật không biết ngươi còn có điểm đáng yêu đến thế. Triệu Bân suýt xoa, hắn luôn tưởng rằng tinh hồn rất gan lì, cuối cùng hóa ra là Hồng Tước đã nhặt về được một ngôi sao màn bạc, đến cả vua điện ảnh như hắn mà cũng không nhìn ra được sơ hở, ai mà ngờ cái tên này lại bỏ chạy. Nói thật thì không thú vị gì cả. Các khán giả ở dưới sàn đấu cũng cụt hứng. Xem Cơ Ngân đập người, có xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Còn tinh hồn, chắc đây là người đầu tiên trong số những người hẹn lên đài đánh nhau với Cơ Ngân mà không bị đập. Con người ấy à,
lành trí một chút vẫn tốt hơn. Như tinh hồn, bỏ chạy là lựa chọn cực kỳ chính xác. Bên này, Triệu Bân đã thu lại khí thế, và tiện tay lấy đi lốc ngân phiếu. Tiện thể hắn còn đảo mắt nhìn quanh dưới sàn đấu một lượt. Ánh mắt đó rõ ràng là đang muốn nói, còn có ai muốn hẹn đánh nhau nữa không? Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy ai nói gì, đến cả tinh hồn cũng đã chạy mất rồi, còn ai rảnh rỗi tìm cảm giác kích thích nữa chứ? E là ngoài Long Phi và Thiên Vũ ra thì không còn ai dám tìm ngươi đánh nhau nữa đâu, không phải là không thể chịu thua, chủ yếu là đau quá. Ngầu vậy, Kiếm Nam thấy tất cả mọi người đều rụt cổ thì chậc lưỡi. Không phải nói dóc chứ, nếu lúc này mà hắn nói ta là thiên hạ vô địch thì chắc cũng không có ai phản đối. Hẹn gặp lại. Triệu Bân bước xuống khỏi sàn đấu, sải những bước chân kiêu ngạo và chậm chậm rời khỏi đó. Đằng sau hắn, tất cả đều lặng thinh. Huyền giáp của ta. Ngao Diệt ôm ngực, vô cùng đau lòng. Khổ nỗi không đủ thực lực nên không thể giành lại được. Vẫn chưa xong đâu, bọn Ngô Khởi rất tức giận. Ngao Diệt đã thất bại. Tinh hồn cũng đã thất bại. Tất cả đều không quan trọng, đằng sau vẫn còn một nhân vật đáng sợ hơn nữa. Đương nhiên là Ân Minh cháu trai của Đại Tế Ti, đến nằm mơ, hắn ta cũng muốn giết chết Cơ Ngân. Kịch hay không còn, ai về nhà nấy. Lúc rời khỏi thì ai nấy cũng đầy tâm trạng. Còn có rất nhiều người muốn đi tìm tinh hồn để nói chuyện. Nói quỷ gì? Tận trong núi sâu, tinh hồn chống một tay lên lưng, bước đi khập khiễng. Hắn ta phải tìm chỗ nấp thôi, trong thời gian ngắn không tiện lang thang bên ngoài, cũng không tiện ra ngoài huênh hoang. Huyền giáp này cũng tốt thật. Trên đường về, Tô Vũ và Kiếm Nam, mỗi người một bên, nhìn quanh Triệu Bân. Huyền giáp là bảo bối là chuyện đương nhiên. Trong trận chiến này, nếu như không có huyền giáp tấn công bất ngờ thì Triệu Bân cũng no đòn. Có thể mặc nó lên người cảnh giới chuẩn thiên không, Lăng Phi chọt nhẹ Triệu Bân. Khó lắm, Triệu Bân uống một ngụm rượu. Đấy là lời thật lòng. Không khó để phá giải nếu mặc huyền giáp lên người. Chỉ cần tìm ra được huyền cơ bên trong là có thể cởi được nó, cách còn lại là phải có sức mạnh tuyệt đối. Với sức mạnh của cấp chuẩn thiên thì có thể làm cho nổ tung huyền giáp chỉ trong tích tắc. Sau khi về đến đỉnh Thanh Vũ thì Triệu Bân liền khóa chặt cửa phòng. Hắn đã luyện hóa được huyền giáp, giờ phải luyện hóa luôn ô kim tiên võng. Sau này hắn sẽ dùng nó để bắt Phương Dương. Mọi người đều không làm ồn, ai làm việc của người nấy. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, lôi điện không ngừng kêu sèn sẹt, Triệu Bân vẫn đang cắm cụi luyện. Cùng là bảo bối nhưng ô kim tiên võng này cao cấp hơn huyền giáp nhiều, nó có thêm chữ tiên đâu phải chỉ để trưng thôi đâu, đến giờ vẫn chưa tra ra được nguyên liệu tạo thành nó. Hắn cũng đã từng tìm các trưởng lão hỏi thăm nhưng không có ai biết cả, còn có cả dấu ấn cấm chế bên trên đó nữa, cũng chắc hơn tưởng tượng của hắn. Bóng đêm sâu thẳm, hắn mới ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại. Cũng là đêm khuya như nhau nhưng ở địa cung của Đại Tế Ti thì lại không hề yên tĩnh. Không yên tĩnh là vì có thú gầm thét, nói đúng hơn là tiếng gào thét của cửu vĩ tiên hồ không ngừng truyền ra từ trong người Ân Minh. Còn Ân Minh thì vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, lặng lẽ kết hợp với sức mạnh cửu vĩ, dù đang ngủ say nhưng hắn ta cũng không thể nào giấu được sự phấn khích trên khuôn mặt, ngoài ra còn có cả vẻ hung dữ và tàn ác. Đại Tế Ti cũng có mặt ở đó. Lão ta cũng rất chăm chú. Không ngừng truyền chân nguyên, giúp Ân Minh kết hợp với sức mạnh cửu vĩ. Đấy là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, lão ta sẽ làm chuyên nghiệp hơn Hồng Nguyên, vì con cửu vĩ tiên hồ đáng sợ này mà không biết lão ta đã phải tiêu tốn mất bao nhiêu năm tâm huyết. Mỗi lĩnh vực đều có thế mạnh riêng. Nói đến bàng môn tà đạo thì Hồng Nguyên còn kém lão ta rất xa. Tối đó nên để cho cửu vĩ làm Hồng Nguyên và Hồng Tước kiệt sức chết cho rồi. Kim Sơn lão quỷ chậm rãi nói. Rồi sao nữa, Đại Tế Ti lạnh lùng nói. Đánh đổ hoàng tộc ngay lập tức. Đánh đổ hoàng tộc thì đã sao? Ngươi cho rằng ba người quỷ minh là vật trang trí à? Vậy thì cho ba người quỷ minh cũng chết luôn. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Đại Tế Ti liếc Kim Sơn một cái rồi nói tiếp. Cảnh giới thiên võ của đại hạ đều chết hết. Nếu tám vương triều lớn bắt tay nhau tấn công thì ngươi đứng ra chống đỡ à? Lão tổ Kim Sơn tằng hắng, cứng họng, không biết nói gì. Là do lão ta không nhìn xa, không nghĩ được nhiều như thế. Không vội, thứ ta có là thời gian. Đại Tế Ti cười nguy hiểm, ánh mắt thoáng vẻ gian tà. Gào.
Cửu Vĩ lại gào lên, kéo lão ta về lại với cảm xúc thực tại. Lão ta lại giơ tay lên, rót một bình linh dịch vào người Ân Minh, Cửu Vĩ đang sao động lập tức im lặng, hơn nữa còn có chút mệt mỏi dã rời, dần chìm vào giấc ngủ, biểu cảm của hồ ly còn bạo ngược hơn cả Ân Minh. Sáng sớm, Triệu Bân mệt mỏi ra khỏi phòng. Hắn luyện cả đêm mà cũng không thể làm dao động cấm chế và ấn ký của tiên võng. Sau bữa cơm, hắn đến đỉnh Ngọc Linh. Trên đỉnh Ngọc Linh lại có thêm rất nhiều hộ vệ. Triệu Bân không hề thấy bất ngờ về chuyện này. Mấy ngày nay đã có rất nhiều tay chân của ba người Quỷ Minh vào trong Thiên Tông, còn cả thám tử của nước khác nữa, ai cũng có mục đích riêng, vật chủ của Cửu Vĩ không thể nào gặp sự cố nữa. Hắn thăm Long Phi xong thì mới đến Lôi Trì. Mấy ngày sau đó, Thiên Tông vô cùng yên tĩnh. Đương nhiên, yên tĩnh ở đây là đang chỉ các đệ tử nội môn, mấy tên thích kiếm chuyện đều đã ngoan ngoãn rồi. Còn về phần các trưởng lão, nội bộ đang âm thầm dậy sóng, quá nhiều trưởng lão mới đến, đương nhiên không ai chịu an phận. Dương Huyền Tông rất đau đầu. Hoàng tộc suy sút, dù có giận thì cũng phải cố nhịn. Tối nay, ánh trăng trong vắt, sao trải đầy trời. Trong Lôi Trì, Triệu Bân tĩnh tâm ngồi thiền, hấp thụ tinh túy của Lôi Trì. Nhờ có Lôi Trì mà uy lực của thiên lôi đã mạnh lên không ít. Chỉ là không biết, Long Phi lấy bản nguyên của lôi ở đâu ra để tạo ra Lôi Trì. Ta cũng có thể tạo ra, Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Ở thành Thiên Thu, hắn cũng có thể dẫn ra lôi điện, kết hợp với linh dịch để tạo ra Lôi Trì. Thế thì người nhà hắn đều có thể vào đó để tôi luyện cơ thể, sức chiến đấu lại có thể nâng cao thêm được một bậc. Vỡ rồi. Lần này thì trứng của đại ca sắp vỡ thật rồi. Lúc Triệu Bân đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên thốt lên trong đầu. Là phân thân của hắn, phân thân ở thành Thiên Thu. Triệu Bân không nói gì, vội vã liên kết với tầm nhìn của phân thân. Đập vào mắt hắn là dị tượng trong hư không, hiện lên trên cả bầu trời, giữa rừng núi, cây cối, sông dài ngang dọc với ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, một con kỳ lân ảo ảnh đang chạy nhảy và gầm rú. Kỳ lân sắp xuất thế sao? Mắt Triệu Bân sáng lên, hắn vội vã nhìn sang đỉnh núi. Nứt rồi, quả trứng kỳ lân màu vàng kim đó đã nứt ra rồi. Trứng vỡ rồi nhưng hắn vẫn không nhìn rõ được vì cả đỉnh núi đều bị mây mù và lửa che khuất, dù cố hết sức nhìn thì vẫn không thể nhìn rõ được có gì bên trong, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy dị tượng kỳ lân. Nếu không thì sao lại gọi là thánh thú chứ? Đại trưởng lão nhà họ Ma chậc lưỡi, lão ta đang đứng đấy dụi mắt. Những trưởng lão khác, bao gồm cả Ma Tử và Phượng Vũ cũng đều dụi mắt. Phần lớn trong số họ đều không tin, cố gắng nhìn kỹ nhưng ai cũng bị lóa mắt, đặc biệt Ma Tử là thảm nhất, tia sáng trong đôi mắt Ma Luân tự dưng vụt tắt, đến cả khả năng nhìn bình thường cũng mất hẳn. Khả năng chống nhìn lén đó thật sự không tầm thường. Một lúc lâu sau mọi người mới mở mắt ra, ai cũng thấy đom đóm. Có điều, những gì diễn ra rất phù hợp với thánh thú, mặc dù trứng đã vỡ nhưng bên trong vẫn còn có càn khôn khác. Phần lớn những loại thú khác đều không có khả năng che mắt này, đến cả cảnh giới chuẩn thiên mà cũng không nhìn thấu được thì phải biết là lợi hại đến mức nào rồi. Đấy là kỳ lân sao? Ngân Sơn lão quỷ vẫn còn đang bị treo trên cây ngây mặt ra. Lão ta cũng đã tỉnh lại được mấy ngày rồi, những gì lão ta nghe thấy và nhìn thấy đã vượt xa những gì mà đầu óc có thể nghĩ đến. Trời mới biết trong núi Bất Tử còn có một tiên thành, trong thành có người nhà họ Ma cũng có người nhà họ Triệu, mẹ nó. Hèn gì bên ngoài không tìm được họ, không ngờ là trốn ở đây, lão ta muốn phá được huyền cơ ở đây cũng rất khó. Điều làm lão ta kinh ngạc nhất là kỳ lân. Thần thú đấy, không ngờ ở đây lại có một thần thú. Soạt. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi Lôi Trì và xuống núi Ngọc Linh. Không lâu nữa kỳ lân sẽ xuất thế, hắn phải đến thành Thiên Thu, phải chứng kiến tận mắt. Sau này phải nhờ ngươi phô trương thanh thế đấy. Triệu Ba thầm cười he he, hắn đã liên tưởng đi rất xa. Thử nghĩ xem, trên trời có đại bàng cánh vàng, dưới đất có thánh thú kỳ lân, vậy thì sẽ uy phong đến mức nào chứ? Dưới ánh sao, Triệu Bân lén ra khỏi Thiên Tông. Để tránh bị người xấu theo dấu, hắn đi nửa đường thì vào đế đô, hơn nữa còn cải trang, cho cải trang của hắn chính là dán bùa che mắt khắp người để che giấu khí tức, sau đó hắn còn bôi đen khuôn mặt nhỏ của mình nữa. Nhưng dù cho có thay đổi thế nào thì vóc dáng vẫn không sao cao lên được. Có nghe nói tinh hồn cũng đã bị cơ ngân đánh bại rồi không? Giờ ngươi mới biết à?
Nửa đời qua của hắn có thể nói đã là truyền kỳ. Dưới ánh trăng, đế đô vô cùng nhộn nhịp, mấy chỗ tập trung đông người như quán trà, quán rượu là náo nhiệt nhất, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân, giọng điệu gì cũng có người suýt xoa, chậc lưỡi, có người than thở, chê cười, mỗi lần bàn luận thì lại lôi mấy kỳ tích của Cơ Ngân ra kể hết lại một lượt. Nghe xong thì thấy đúng thật là truyền kỳ. Đáng tiếc là, Cơ Ngân vốn dĩ có thể vật chủ của Cửu Vĩ nhưng lại bị Cửu Vĩ phát tác. Một hạt giống tốt như thế mà lại hỏng giữa chừng. Triệu Bân không quan tâm, len lỏi qua đám đông, đi về phía lầu xanh. Đây là con cái nhà ai thế này? Lúc Triệu Bân vào trong lầu xanh, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không chỉ có khách làng chơi mà đến cả các cô gái trong lầu xanh cũng chau mày, ánh mắt vô cùng khác lạ. Nói thử mà xem, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đến lầu xanh, ngoài uống sữa ra thì còn có thể làm được gì? Kệ ta chứ. Triệu Bân sải đôi chân nhỏ, đi thẳng lên tầng cao nhất. Vẫn là căn phòng đó, đập vào mắt hắn là cảnh Đao Vô Ngân đang cầm kính viễn vọng quan sát hình tháp. Triệu Bân không làm phiền, dùng bùa lơ lửng bay lên không trung và cũng nhìn về hình tháp. Vận may của hắn không tồi, hắn đã tìm được hình bóng của mẹ mình. Một lát sau, Đao Vô Ngân thu kính viễn vọng lại vì tầng thứ 7 của hình tháp đã tắt nến. Ông ta đã liếc nhìn sang Triệu Bân, chuyện Cơ Ngân cải lão hoàn đồng ra nổi như cồn, đương nhiên là ông ta cũng đã nghe nói, cảnh giới địa tạng như ông ta cũng không tìm ra được lý do, không biết vì sao mà Cơ Ngân lại trở nên như thế này. Một hạt giống tốt biết bao nhiêu. Đao Vô Ngân thầm nói trong bụng, ông ta cũng đã nghe nói đến chuyện vật chủ của Cửu Vĩ, vì Cửu Vĩ phát tác mà căn cơ của Cơ Ngân đã bị tổn thương. Nếu như không có được cơ duyên thì thành tựu cao nhất sau này của Cơ Ngân sẽ không thể vượt qua cảnh giới chuẩn thiên. Ông ta đã rời đi. Trước khi đi ông ta còn để lại một hộp ngọc. Trong hộp có một viên đan dược, là đan bốn vân, có tác dụng hỗ trợ phục hồi nền móng căn cơ. Đương nhiên là dành cho Triệu Bân. Một lúc sau, Triệu Bân nhìn lại và thấy hơi bất ngờ với chiếc hộp, Đao Vô Ngân hào phóng thật, viên đan tứ văn thế này mà nói tặng là tặng ngay. Có lẽ là vì cùng chung cảnh ngộ nên mới khiến họ như đã trở thành tri kỷ của nhau từ lâu. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân thầm cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn ra khỏi đế đô thì đến thẳng núi Bất Tử. Chỉ trong một, hai ngày này thôi. Nhất thời, hắn liên tục lẩm bẩm, mắt được kết nối với tầm nhìn của phân thân, không ngừng theo dõi đỉnh núi. Trứng vàng đã nứt, khói lửa che kín một khoảng trên đỉnh núi khiến hắn không thể nhìn rõ được thật giả. Chỉ có thể nhìn thấy dị tượng kỳ lân đang diễn ra. Ngoài ra, những tiếng giống nối tiếp nhau của kỳ lân cũng khiến tim hắn như run lên. Đã đến chưa, Ma Tử dụi mắt và hỏi. Kỳ lân sắp xuất thế, đấy là một sự kiện lớn, nếu không đến kịp thì sẽ rất đáng tiếc. Triệu Bân không trả lời, chỉ khẽ chau mày vì hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn luôn có cảm giác có một cặp mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình, cũng vì vậy mà hắn thấy lạnh cả người. Cảm giác của hắn không sai chút nào. Trong bóng tối, có một ánh sáng kiếm chém ra, kiếm uy vô cùng mạnh. Cảnh giới chuẩn thiên. Mặt Triệu Bân lập tức biến sắc, cảnh giới địa tạng không thể đánh ra được kiếm uy như thế. Hắn tự cho rằng bản thân rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị người ta theo dõi. Chỉ là không biết là cao thủ nhà nào, là La Sinh Môn sao. Đi thôi. Chỉ trong tích tắc, hắn cho đại bằng bay đi. Lúc đó hắn cũng bỏ trốn. Cầm theo kiếm Long Uyên trên tay, chạy phía trước. Keng! Ánh sáng kiếm phóng đến, chuẩn xác chém lên Long Uyên. Long Uyên rất khá, lửa từ trên thân kiếm tóe ra bốn phía nhưng kiếm vẫn không gãy. Ọc! Triệu Bân nôn ra máu, hắn bị chém bay ra xa, tông vào một đỉnh núi khiến nó đổ sập một cái ầm. Đá vụn và máu bay tứ tung, rất đáng sợ. Cơ Ngân, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Tiếng cười nham hiểm vang lên. Một người bước ra từ trong bóng tối, trùm áo đen từ trên xuống dưới, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt với ánh sáng màu xanh lá sáng lóe lên giống như một con quỷ. Đường đường là cấp chuẩn thiên mà cũng đánh lén hậu bối à, Triệu Bân loạng choạng một lúc rồi mới đứng vững lại được. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Người áo đen cười nham hiểm. Không định cho ta được chết một cách rõ ràng sao, Triệu Bân ho ra máu. Ta không nỡ giết ngươi đâu. Người áo đen hơi nhếch môi, bước đến từng bước, Cơ Ngân không phải người bình thường, cả người đều là bảo bối, không nói thứ gì khác, chỉ nói đến năng lực tái sinh và thanh kiếm đó thì cũng đủ để người đời phải phát cuồng lên rồi.
và tên này cũng là một trong số những người như thế. Người như Cơ Ngân thì phải bắt đem về từ từ nghiên cứu. Bà nội ngươi đó, Triệu Bân lên tiếng mắng rồi quay đầu bỏ chạy, sắc mặt không chỉ khó coi mà còn tối sầm, thời thế hỗn loạn, đi đến đâu cũng bị chặn đánh, lần trước thì đánh với Ngân Sơn lão quỷ, lần này thì lại thêm một tên đáng sợ hơn nữa, đến giờ vẫn không biết là thần thánh phương nào. Chỉ là một cấp huyền dương còn con, ngươi chạy mà được chắc. Người áo đen cười lạnh lùng, đột ngột giơ tay lên, xòe năm ngón tay ra và hướng về phía Triệu Bân. Bỗng dưng, một lực hút đáng sợ xuất hiện, Triệu Bân mới vừa chạy chưa được 3-4 trượng đã bị hút ngược trở lại. Chạy! Triệu Bân thầm hét lên trong bụng, hắn dùng thiên nhãn và thuấn thân tuyệt sát. Trong thời khắc quan trọng thì bí pháp này rất hữu dụng, điểm yếu của nó là khoảng cách quá gần. Với tu vi hiện giờ của hắn thì với một chiêu thuấn thân tuyệt sát cũng không thể chạy được quá 20 mấy trượng. Đối với cảnh giới chuẩn thiên mà nói thì khoảng cách đó chỉ đáng 1-2 bước. Hay cho thiên nhãn. Người áo đen cười châm biếm, thật sự chỉ cần 1-2 bước là đuổi theo kịp, vung một tấm lưới bùa ra. Triệu Bân thấy vậy thì liền độn thổ, né tấm lưới lớn. Người áo đen không thèm nhìn, giẫm mạnh lên mặt đất, làm hắn bị chấn động đến hộc máu, phải ngoi lên. Nổ chết ngươi này. Triệu Bân hét lên, rác ra một loạt bùa nổ, ngoài ra còn rác thêm bùa lôi quang, cấp độ của tất cả đều phát nổ, số bùa nổ và bùa lôi quang đó cùng không phải dạng vừa, quan trọng nhất vẫn là số lượng đủ lớn, dù người áo đen là cấp chuẩn thiên thì cũng bị lóa mắt trong vài giây. Soạt. Trong giây phút quý giá đó, Triệu Bân đã dùng bùa lơ lửng, phóng thẳng lên trời. Cũng nhiều thủ đoạn đấy. Người áo đen hừm lên lạnh lùng, bấm ấn quyết bằng một tay. Ngay lập tức, mặt đất liền nứt ra, những dây leo nối đuôi nhau chui ra khỏi mặt đất, quấn lấy nhau, vươn lên trời. Khi được cảnh giới chuẩn thiên thi triển thì bí pháp một tuần bình thường cũng trở nên vô cùng đáng sợ, mặc dù dẻo dai nhưng lại cứng như sắt thép. Vẫn chưa hết. Ngoài việc bên dưới mọc lên dây leo ra thì bầu trời trên đầu Triệu Bân cũng rung chuyển. Một mặt trời xuất hiện, chiếu sáng khắp nơi, hơn nữa còn có uy thế rất lớn, giống như núi Thái Sơn đang đè trên đầu. Triệu Bân đang xông lên cũng phải lảo đảo bởi uy lực đó, hắn vẫn chưa kịp đứng vững thì dây leo đã lao đến, trói chặt tay và chân của hắn, kéo hắn xuống trở lại. Phá, phá cho ta. Triệu Bân nghiến chặt răng, liên tục dùng kiếm chém. Đáng tiếc là, kiếm của hắn vốn không thể chém đứt được dây leo, chỉ có tia lửa phóng ra thôi. Không phải vì hắn không đủ mạnh mà là vì người áo đen quá đáng sợ, cũng là cảnh giới chuẩn thiên nhưng tên này lại mạnh hơn Ngân Sơn nhiều. Nếu như cảnh giới chuẩn thiên mà thẳng tay thì e là có thể tiến hắn đến Tây Thiên chỉ trong tích tắc. Ầm. Theo sau tiếng nổ, Triệu Bân bị rơi xuống đất. Đến giờ thì dây leo vẫn còn quấn chặt lấy hắn, đến cả thiên cang hộ thể và thần long vẫy đuôi cũng không thể phá nát nó, đến cả huyền giáp cũng chẳng khác gì vật trang trí. Sự cách biệt quá lớn về sức mạnh khiến hắn bị áp đảo hoàn toàn. Nhóc con, sao không chạy nữa hả? Người áo đen mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ỷ lớn hiếp nhỏ thì có gì hay ho đâu. Khóe miệng Triệu Bân không ngừng chảy máu. Miệng lưỡi lắm. Làm một cuộc giao dịch đi, thế nào hả? Hử. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi thả cho ta đi. Triệu Bân lập tức nói, khi gặp phải một tên cảnh giới chuẩn thiên thì chắc chắc hắn không thể nào đánh lại được. Phải dụ dỗ đối phương, nếu được thì cứ nhử đến núi bất tử. Sau đó thì dễ xử lý rồi. Nhưng vấn đề là người áo đen phải mắc bẫy thì mới được. Ngươi không có quyền bàn điều kiện ở đây. Người áo đen nhếch môi, cười nham hiểm. Tên này đã giơ tay lên, lòng bàn tay còn phát ra sức mạnh kỳ lạ, lục lọi ký ức của ngươi chẳng phải nhanh hơn sao? Tiền bối đúng thật là rất tài tình. Triệu Bân thất vọng, không ngờ tên này cũng biết soát hồn. Vậy thì không dễ gì dụ dỗ rồi, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng lười không muốn nói. Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi. Người áo đen lại cười. Hàm răng trắng bóc lộ hết ra, bàn tay với sức mạnh kỳ lạ đã phóng đến đầu của Triệu Bân, có bí mật gì thì chỉ cần soát một cái là biết ngay, hắn rất thông thạo kỹ thuật này. Người của Thiên Tông Đại Hạ mà cũng dám động đến, ai cho ngươi lá gan đó thế? Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi phát ra từ trong bóng tối, đấy là giọng một phụ nữ, trong trẻo, thần thánh, hay như một khúc nhạc tiên. Ai đấy? Người áo đen lập tức quay lại, đôi mắt già nua cũng nheo lại theo. Tên này rất bất ngờ, kinh ngạc vì còn có một người khác ở đó,
với khả năng cảm nhận của cảnh giới chuẩn thiên mà lại không biết câu nói đó phát ra từ đâu, từ đó có thể thấy, đối phương đáng sợ đến mức không thể nào lường được. Yêu chết đi được. Triệu Bân nghe thấy thì mắt liền sáng rỡ lên. Người áo đen không nhận ra được là ai nhưng hắn thì lại nhận ra, thật sự rất cảm động khi có thể gặp được ở đây. Ai đó? Người áo đen hừ lên lạnh lùng và lại hét lên một lần nữa. Ông ta vừa dứt lời thì liền có một bóng người từ trong bóng tối bước ra, dáng vẻ thướt tha. Dưới ánh trăng trong vắt, cảnh tượng cứ như trong mơ, giống như một nàng tiên, không vướng bụi trần. Hoàng Phi Vũ Linh. Người áo đen nhìn thấy thì giật lùi về sau một bước. Cảnh giới chuẩn thiên cũng có phân cao thấp, mặc dù cùng cấp bậc nhưng ông ta lại kém xa so với Hoàng Phi. Mạnh cỡ Tử Y Hầu mà cũng còn không phải là đối thủ của Hoàng Phi thì nói gì đến ông ta, nhưng kỳ lạ, sao Hoàng Phi lại ở đây? Không chỉ hắn thấy kỳ lạ, Triệu Bân cũng cảm thấy kỳ lạ. Sao Hoàng Phi lại đến vùng núi hoang vu hẻo lánh này? Ngươi là ai? Hoàng Phi khẽ hỏi. Không thể nói. Người áo đen hừ lạnh lùng rồi quay đầu bỏ chạy. Tên này còn tiện tay kéo theo cả Triệu Bân. Đáng tiếc, Hoàng Phi đã nhanh hơn. Không chỉ đuổi kịp mà còn vòng ra phía trước, chặn đường đối phương lại. Kẻ áo đen vẫn chưa kịp phản ứng thì một luồng kiếm khí của Hoàng Phi đã chém đến, chặt đứt cánh tay. Tất cả đều diễn ra chỉ trong tích tắc. Người áo đen mất một cánh tay và cũng đánh mất cả Triệu Bân. Mạnh đến vậy sao, Triệu Bân giật mình. Lần đầu tiên thấy Hoàng Phi ra tay, thật sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Người áo đen rất đau đớn, ông ta bị chém mất một cánh tay. Máu văng ra khắp nơi, liên tục lùi về sau. Từ lâu trong lòng ông ta đã có sẵn một danh sách, những ai có thể đụng đến, nhưng ai không thể, tất cả được liệt kê rất rõ ràng, mà Hoàng Phi Vũ Linh là người tàn nhẫn đầu tiên không thể đụng đến ngoài 5 người giỏi nhất cảnh giới thiên võ. Ngươi là ai? Hoàng Phi lại lặp lại câu hỏi ban nãy. Từ đầu đến cuối thần thái của bà ấy vẫn không hề thay đổi. Đấy chính là sự tự tin của kẻ mạnh. Ở Đại Hạ, ngoài 5 người cảnh giới thiên võ ra thì bà ấy không sợ ai khác. Không thể nói. Người áo đen hét lên, không có suy nghĩ đánh lại mà chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Hoàng Phi cũng lười chẳng muốn hỏi thêm nữa, bước lên một bước và đuổi theo ngay. Mặt người áo đen biến sắc, tốc độ của Hoàng Phi quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, ông ta đột ngột quay lại, liều mạng tấn công, tung ra một chưởng. Vừa đúng lúc Hoàng Phi ra tay, cũng là một chưởng. Bàn tay trắng nõn còn phát ra ánh sáng. Ọc! Sau đòn tấn công trực diện, người áo đen đã bị chưởng bay lộn nhào ra xa. Ông ta vẫn chưa đứng vững lại thì Hoàng Phi đã đến bên cạnh nhanh như một bóng ma, không thèm nhiều lời mà đưa tay ra chưởng thêm một chưởng nữa khiến ông ta bay vèo ra mười mấy trượng. Ông ta chưa kịp thở thì Hoàng Phi lại phóng đến như một cái bóng. Ọc! Ọc! Cảnh tượng sau đó cực kỳ đáng sợ. Hoàng Phi Vũ Linh quá đáng sợ. Đánh liên tục hết chưởng này đến chưởng khác, đánh đến mức người áo đen không ngóc đầu lên nổi. Dưới ánh trăng, máu đỏ văng khắp nơi, tất cả đều là của người áo đen, ông ta đã bị đập đến mức máu me bê bết. Ực ực, Triệu Bân nhìn thấy cảnh đó thì thầm nuốt nước bọt. Hoàng Phi của Đại Hạ đúng thật là một nhân vật đáng gờm, lúc đánh nhau với người áo đen thì không hề dùng đến bí pháp mà chỉ chưởng liên tiếp hết chưởng này đến chưởng khác, vậy mà vẫn có thể khiến cho một võ tu cảnh giới chuẩn thiên phải tâm phục khẩu phục. Một người đáng sợ như vậy mà sao lại bị hoàng đế cưa đổ được nhỉ? Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong bụng, không ngờ hắn lại nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này. Ọc! Lúc hắn đang lẩm bẩm thì người áo đen lại thổ huyết. Trong lúc bay ngược về sau, ông ta đã nện sập cả một ngọn núi. Đến lúc này Hoàng Phi mới dừng tay. Người áo đen đã bị đánh đến ngu người và ngất lịm đi, trên mặt vẫn còn vẻ khủng hoảng, ngoài ra còn có cả vẻ đau đớn. Ông ta bị Hoàng Phi đánh đến mức đó, khắp người trên dưới đều thấy đau. Soạt! Hoàng Phi giơ tay lên, vạch tấm vải đen che mặt của người áo đen ra. Là ngươi à? Hoàng Phi hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, dường như bà ấy đã nhận ra đối phương. Chính vì nhận ra nên bà ấy mới không thể không chau mày. Đa tạ Hoàng Phi đã cứu giúp. Triệu Bân chạy đến, cung kính hành lễ. Không ngoan ngoãn ở trong thiên tông mà chạy đến đây làm gì hả? Hoàng Phi liếc mắt. Buồn bực quá nên ra ngoài hóng gió chút thôi. Triệu Bân vừa nói vừa thò đầu qua nhìn người áo đen. Mạng che mặt của ông ta đã bị vạch ra, đã có thể nhìn được khuôn mặt của ông ta,
nhưng đáng tiếc là hắn chưa từng gặp cái tên cảnh giới chuẩn thiên này. Hoàng Phi không nói gì, chỉ liếc Triệu Bân một cái. Linh Lung đã nói tên này nói dối không đỏ mặt. Ông ta là người của ai thế? Triệu Bân hỏi. Đại đệ tử của lão tổ U Tuyền, Hoàng Phi không giấu giếm. Triệu Bân nghe xong thì bất giác chau mày, hèn gì người áo đen này lại mạnh đến thế, dễ gì mà nhận ra được Hoàng Phi Vũ Linh. Thì ra là đệ tử của U Tuyền, hắn tự thấy mình không có ân oán gì với lão tổ U Tuyền, không ngờ ông ta lại phái người đến bắt hắn. Có điều, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Ai bảo trên người hắn lại có nhiều thứ quý giá vậy làm gì? Sắc mặt của Hoàng Phi rất khó coi. Vì cửu vĩ mà Hồng Uyên đã bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, sức uy hiếp với các thế lực bên ngoài cũng giảm đi không ít. Rõ ràng là lão tổ U Tuyền đang chuẩn bị đoạt quyền, Quỷ Minh và Vô Mi đạo nhân chắc cũng có ý định tương tự. Mấy ngày gần đây, triều đình, biên quan và thiên tông đều không được bình lặng. Thậm chí đến cả các thành cũng dậy sóng ngầm. E rằng khó tránh khỏi một trận chiến đẫm máu. Ta sẽ ghi nhớ món nợ này. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Triệu công tử lên tiếng mắng. Hắn không sinh sự không có nghĩa là hắn sợ có chuyện. Hoàng Phi nghe thấy câu nói đó thì lại liếc mắt nhìn Triệu Bân, cái tên nhóc này cũng gan thật, nói vậy là có ý gì? Còn muốn tìm U Tuyền tính sổ sao? Có biết ông ta là cảnh giới thiên võ không? Quác, quác! Dưới ánh trăng, một con hạc trắng bay ngang bầu trời. Đó chính là thú cưỡi của Hoàng Phi, trong cơ thể của nó tiềm tàng thiên lực, Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng. Thú cưỡi quý hiếm bậc này sợ là trên toàn cõi đại hạ cũng không tìm thấy con thứ hai, quả thực rất xứng với thân phận cao quý của Hoàng Phi Vũ Linh. Con hạc trắng đang bay về đế đô. Trong thời gian này Triệu Bân đã mấy lần muốn chuồn đi. Tuy nhiên lần nào hắn cũng bị Hoàng Phi sách trở về. Lý do cũng rất đơn giản, hắn phải trở về Thiên Tông đợi. Triệu Bân ngồi khoanh chân lại, ủ rũ không nói lên lời. Đêm nay đáng ra hắn không nên ra ngoài, suýt chút nữa là mất luôn cái mạng nhỏ. Trong lúc này hắn cũng liên tục liếc mắt trộm nhìn Hoàng Phi rồi suy tư. Người phụ nữ này cũng toát ra điều gì đó rất thần bí. Hoàng Phi nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa thiền định, cả đoạn đường không nói một lời nào. Hoàng Phi tĩnh tọa thiền định vững như núi Thái Sơn, nhưng trạng thái của Triệu Bân thì không được tốt cho lắm. Hắn liên tục nhìn trộm Hoàng Phi, nhưng mỗi một lần nhìn trộm đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không phải ai cũng có thể nhìn trộm Hoàng hậu của Đại Hạ, nếu như tinh thần không vững thì kẻ nhìn trộm sẽ rơi vào một vòng xoáy vô định. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói cho người khác biết. Hoàng Phi đột ngột lên tiếng, lời nói rất uy nghiêm. Triệu Bân vừa dụi dụi mắt vừa gật đầu, cho dù Hoàng Phi không căn dặn thì hắn cũng sẽ không đem chuyện này đi nói với người khác. Lỡ như lão tổ U Tuyền thẹn quá hóa giận thì nói không chừng hắn sẽ bị làm khó dễ, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Sau một cuộc đối thoại đơn giản, cả hai lại im lặng. Triệu Bân không còn dám nhịn trộm bà ấy nữa, trong cái đầu nhỏ của hắn cũng không biết đang suy tính điều gì. Thử nói xem, đường đường là hoàng hậu của Triều Long Đại Hạ, một cường giả cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, thế mà nửa đêm không ở trong cung lại chạy ra ngoài làm gì, chẳng lẽ lại chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Nếu vậy thì hoàng đế phải cô đơn biết bao. Lúc này, Hoàng Phi đột nhiên mở mắt ra liếc nhìn hắn. Trong chớp mắt Triệu Bân liền cảm thấy run rẩy. Hắn quên rằng người trước mặt mình có khả năng đọc tâm ngữ. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Triệu công tử lau máu mũi rồi ngồi thẳng dậy. Hắn luôn luôn chảy máu mũi không đúng lúc, việc lập khế ước cộng sinh đã khiến cho hắn có thể thấy được ký ức của Long Phi, nhưng bên trong ký ức đó lại có rất nhiều hình ảnh hết sức tươi mát thoát tục. Bây giờ, mỗi khi hắn nhìn thấy Hoàng Phi thì sẽ không tự giác mà cảm thấy miên man bất định, đây đúng là một bệnh khó trị. Vèo! Con hạc trắng bay đi với tốc độ cực nhanh, không lâu sau thì bọn họ đã đến đế đô. Trời đã về khuya, trong đế đô phồn hoa lúc này cũng có rất ít người qua lại. Mau chóng quay về tông môn. Hoàng Phi thả Triệu Bân xuống, còn mình thì trở về Hoàng Cung. Bà ấy đã đi rất xa nhưng vẫn truyền lại một lời nói, người nợ ta một mạng, sau này phải nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ. Triệu Bân nói xong lại chạy ra khỏi đế đô. Tất nhiên là hắn không chạy về Thiên Tông mà là chạy đến núi Bất Tử. Lần này hắn đã biết khôn. Để phân thân đi trước, tạo nên một trận pháp khắc chế ở phía trước. Nếu như gặp nguy hiểm thêm một lần nữa thì hắn có thể sử dụng thuật triệu hồi ngược để thoát thân.
May cho hắn, trên đường đi sóng yên biển lặng. Đến gần sáng thì hắn mới tới núi Bất Tử. Để nghênh đón hắn, các nhân tài của Ma gia cũng đặc biệt xếp hàng chờ đợi, chủ yếu là vì muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Cả ngày ở đây nhìn phân thân cũng không có gì thú vị, phải nhìn bản chính thì mới thú vị, chắc chắn là trông rất vừa mắt. Chậc chậc chậc, mấy lão già tặc lưỡi liên tục, vây chặt Triệu Bân ngay tại chỗ. Ánh mắt của ai nhìn hắn cũng giống như là đang nhìn khỉ. Con khỉ Triệu Bân này quả nhiên trông rất vừa mắt, có mấy lão già không đứng đắn thỉnh thoảng còn đưa tay ra nắn bóp chân tay nhỏ của Triệu Bân. Cảm giác thật tốt, nếu như có thể búng vào tiểu kê kê của hắn thì cảm giác chắc còn tốt hơn nữa. So với người của Ma gia thì người của Triệu gia rất lo lắng. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị cải lão hoàn đồng. Uống sữa không, Ma Tử nhếch miệng cười hỏi. Nói mãi không chán à, Triệu Bân liếc Ma Tử một cái rồi nhấc chân đi vào trong thành. Vẫn là thành Thiên Thu an toàn nhất. Sao lại cải lão hoàn đồng? Trên suốt đoạn đường hắn bước lên núi thì mấy trưởng lão đều ngoái đầu nhìn đi nhìn lại. Bọn họ đang xem xét bệnh tình của Triệu Bân, nhưng có xem cỡ nào thì cũng không xem ra nguyên do. Ngay cả ngũ đại thiên võ còn không tìm ra nguyên do căn bệnh của hắn thì đừng nói tới bọn họ. Nếu muốn giết ân minh lần nữa thì khó lắm. Một trưởng lão hít sâu một hơi, nói xong còn nhìn thoáng qua Phượng Vũ. Phượng Vũ chỉ im lặng không nói lời nào nhưng đôi mắt đã toát ra sát khí, làm ký chủ của cửu vĩ thì chắc chắn sẽ rất khó để giết chết, nhưng cô ta cũng sẽ không bỏ cuộc, chấp niệm tiêu diệt ân minh cô ta đã có từ rất lâu, khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, cô ta nhất định sẽ đem đầu ân minh đặt trước phần mộ của ca ca. Không tồi. Triệu Bân hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, giống như một trưởng lão đang đi kiểm tra tiến độ công việc. Bây giờ thành Thiên Thu đã thay đổi rất nhiều, đã có nhiều lầu các và cửa hàng hơn. Người của Ma gia cũng hết sức bận rộn, có nhóm vẽ bùa, có nhóm lắp ráp xe nỏ, trông ai cũng tràn đầy năng lượng. Sức mạnh chiến đấu tổng thể của bọn họ đang dần dần được cải thiện. Trong lúc hắn vừa đi vừa suy nghĩ thì mọi người đã lên đến đỉnh núi. Nói là đỉnh núi thì cũng không chính xác. Đỉnh cao nhất của ngọn núi này đã không ai có thể tới gần, hỏa vân đã bao phủ toàn bộ ngọn núi, mà mãnh liệt nhất là ở đỉnh núi. Khiến cho ngay cả đại trưởng lão cảnh giới chuẩn thiên cũng không thể lên đó. Triệu Bân cũng đã thử, nhưng không thành công. Chắc là mẹ Kỳ Lân đang bảo vệ tiểu Kỳ Lân cho tới khi nó được nở ra, đại trưởng lão vuốt râu nói, Kỳ Lân chưa xuất thế thì lớp bảo vệ cũng sẽ không tản đi, ta cũng không có cách tới gần. Thánh thú quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Bân hít sâu một hơi, vẫn nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi. Hỏa vân mãnh liệt quay cuồng tạo ra làn sóng nhiệt kinh khủng. Ở nơi sâu nhất của hỏa vân hiện ra hình ảnh của một con kỳ lân, càng nhìn gần càng cảm thấy bất phàm, áp lực mà dị tượng đó bộc phát ra khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy rất khó thở. Con người còn như thế thì đừng nói đến linh thú, một đám linh thú đều đang ngồi phủ phục chờ đợi thánh thú giáng thế. Thật là một cảm giác kỳ lạ, Triệu Bân lẩm bẩm. Cái gọi là cảm giác kỳ quái mà hắn cảm thấy chính là cảm giác thân thiết. Hắn là người duy nhất có cảm giác này. Theo lời của Nguyệt Thần thì bởi vì quả trứng kỳ lân vàng đã hấp thụ một giọt máu của Triệu Bân cho nên đã hình thành liên kết với Triệu Bân. Có thể nói sự xuất thế của kỳ lân cũng có phần Triệu Bân góp sức. Gầm. Từ bên trong hỏa vân lại truyền ra tiếng gầm giống. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy hỏa vân càng lúc càng mãnh liệt quay cuồng, khí thế của làn sóng nhiệt càng lúc càng trở nên đáng sợ, lấy đỉnh núi làm trung tâm, lan tràn ra tứ phía. Những người đứng gần đỉnh núi bất luận là cảnh giới huyền dương, cảnh giới địa tạng hay cảnh giới chuẩn thiên cũng đều bị chấn động đến mức không đứng vững, mà đám linh thú dưới núi cũng đều đã đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất. Trong mắt của bọn chúng, kỳ lân chính là vua. Hành động của đám linh thú chính là đang quỳ lạy đức vua. Chuyện này không liên quan gì đến tu vi mà liên quan đến huyết mạch áp chế. Đợi đến khi mọi người đứng vững thì họ lại nhìn thấy một tia sáng phóng thẳng lên bầu trời. Hư không run lên tạo thành một mảnh dị tượng hết sức khổng lồ. Bên trong dị tượng có núi cao san sát, có sông suối ngang dọc, có kỳ hoa dị thảo, mà đặc biệt nhất là còn có hình ảnh hư ảo của một con kỳ lân đang phi nước đại, vừa chạy vừa gầm giống. Kỳ lân sắp xuất thế rồi, đại trưởng lão kích động nói. Tất cả mọi người trong thành Thiên Thu đều ngước mắt nhìn lên trời. Hỏa vân đã co rút đến cực điểm. Hoặc là nói, nó đã dần dần bị hấp thụ. Bị chính tiểu kỳ lân sắp xuất thế kia hấp thụ. Trên đỉnh núi lúc này,
hào quang rạng ngời đang tỏa ra bốn phía. Ánh mắt của Triệu Bân sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tất cả mọi người ở đây đang được đích thân chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Kỳ lân xuất thế. Chỉ có điều khung cảnh này hoàn toàn không giống như những gì họ tưởng tượng. Trong tưởng tượng của bọn họ, thánh thú kỳ lân xuất thế chắc chắc sẽ hết sức bạo ngược khí phách. Trên thực tế, nó chỉ là một con kỳ lân nhỏ, không hề toát ra khí thế bạo ngược khí phách. Ngao, ngao. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hỏa vân dần dần tan biến. Trên đỉnh núi lúc này đã xuất hiện bóng của một vật nhỏ, đó chính là tiểu kỳ lân vừa xuất thế. Trông nó chỉ to hơn vò rượu một chút, nó đang kêu lên ngao ngao bằng cái giọng non nớt của mình. Kia, chính là kỳ lân sao, Ma Tử sững sờ hỏi. Nó hơi khác so với những gì ta nghĩ, Phượng Vũ cũng bàng hoàng nói. Nhìn qua có chút giống chó con, mấy trưởng lão cũng giật giật khóe miệng nói. Không tồi, hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Đây chỉ là một con kỳ lân con mới chào đời, các người còn muốn nó lớn tới cỡ nào nữa? Ngao, ngao. Trong khi mọi người đang quan sát thì tiểu kỳ lân đã nhảy xuống núi. Đừng nhìn kích thước của nó nhỏ bé mà khinh thường, khí tức của nó toát ra rất bất phàm, toàn thân hừng hực lửa, huyết mạch cực kỳ bá đạo, còn có đôi mắt to tròn như bao trùm cả bầu trời sao rộng lớn đang lóe ra tinh quang. Cường giả cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão mà khi nhìn thấy nó thì tinh thần cũng cảm thấy chấn động, bởi vì bên trong cơ thể của tiểu kỳ lân có tiềm tàng một nguồn năng lượng cổ xưa thần bí đáng sợ. Tất cả đừng nhúc nhích, để lão phu ôm trước một cái. Đại trưởng lão phất tay áo, là người đầu tiên đứng dậy. Để tạo ấn tượng tốt với tiểu kỳ lân, lão ta còn cố ý nở nụ cười thật tươi, nhưng nụ cười của lão không được thân thiện như lão nghĩ, hơn nữa lại trông có vẻ gian tà như một đại thúc xấu xa đang muốn vồ lấy một tiểu cô nương. Ngao hú! Tiểu kỳ lân khựng lại ngay lập tức rồi giống lên với lão ta. Không chỉ có vậy. Trong mắt tiểu kỳ lân còn hiện lên hung quang. Nói thật, khi nghe thấy tiếng kêu của nó thì Triệu Bân cũng cảm thấy có chút lộn xộn, nghe cứ như tiếng chó con sủa, tốt xấu gì thì nó cũng là thánh thú kỳ lân nhưng bộ dáng lại không toát ra chút vương khí nào, ngay cả tiếng kêu cũng chọc cho người ta cười. Tên nhóc này tính tình thật không tốt, đại trưởng lão ho khan nói. Ngao hú! Nào, đến lượt ta, nhị trưởng lão cũng tiến lên. Ngao hú! Nhóc con! Lại đây, tam trưởng lão xoa xoa hai bàn tay gọi tiểu kỳ lân. Ngao hú. Tình hình đột nhiên trở nên lúng túng. Có rất nhiều người tiến lên muốn ôm nó, có nam có nữ, có tiền bối cũng có hậu bối, nhưng tiểu kỳ lân tựa hồ như rất cảnh giác, bộ dáng của nó còn giống như rất muốn nhảy lên cắn người một cái. Thực tế thì nó cũng đã làm như vậy. Ma Tử vừa mới bước lên, còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị nó bổ nhào vào người. Sau đó một tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, bả vai của Ma Tử đã bị cắn nát, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Ta chọc giận gì ngươi, Ma Tử nhe răng trợn mắt nói. Tiểu kỳ lân không quan tâm, vừa tóm được hắn ta là đã ra sức cắn. Cũng may nó chỉ cắn vào bả vai của hắn ta, chứ nếu như cắn vào tiểu Ma Tử thì thánh tử Ma gia đã có thể trà trộn vào trong cung làm việc rồi. Tiểu kỳ lân này dường như lục thân không nhận. Một khi đã cắn ai thì nhất quyết không chịu nhả ra. Này nhóc con! Triệu Bân ngồi xổm xuống, ngập ngừng gọi một tiếng. Nó không được cắn nữa, nếu như còn cắn nữa thì Ma Tử chắc chắn sẽ tiêu tùng. Tiếng gọi của Triệu Bân quả nhiên có hiệu quả. Tiểu kỳ lân còn đang cắn Ma Tử nhưng vừa nghe thấy Triệu Bân gọi thì hai mắt đã sáng lên, đá Ma Tử qua một bên mà tung tăng chạy về phía Triệu Bân, cái đầu nhỏ cọ cọ vào người Triệu Bân rất vui vẻ. Sau đó nó còn thè lưỡi ra liếm liếm bàn tay nhỏ của Triệu Bân. Chuyện này, khi mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều nhướng mày. Tiểu kỳ lân này cũng thật kỳ quái, đối với những người khác thì đều bày ra dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng đối với Triệu Bân thì lại ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ đây là vấn đề nhân phẩm hay sao, hay là nó cũng cảm thấy bộ dạng nhỏ nhắn của Triệu Bân rất đáng yêu? Kỳ thực, chuyện này không liên quan gì đến nhân phẩm hay bộ dạng bé nhỏ của Triệu Bân. Nguyên nhân chính là bởi vì trước khi kỳ lân xuất thế đã hấp thụ một giọt máu của Triệu Bân cho nên đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ với Triệu Bân, vì vậy nó cũng chỉ có thể thân thiết với một mình Triệu Bân giống như người thân của nó vậy, mà chính Triệu Bân cũng tự động có cảm giác thân thiết này. Ngao, ngao! Tiếng gầm giống tức giận của tiểu kỳ lân vang vọng trên đỉnh núi. Ngoại trừ Triệu Bân, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra ánh mắt kỳ quái.
Con thánh thú kỳ lân này hoàn toàn không giống những gì mọi người tưởng tượng. Nó nhỏ xinh lanh lợi, ánh mắt ngây ngô, không có một chút gì khí phách bá đạo, hơn nữa tính tình còn không tốt, đối với mọi người đều tràn đầy địch ý. Chỉ có duy nhất ở trước mặt Triệu Bân thì nó mới thè lưỡi vẩy đuôi giống như một con chó con ngoan ngoãn đáng yêu. Không sao, rồi nó sẽ lớn lên thôi. Tam trưởng lão ma ra mỉm cười vuốt râu. Các trưởng lão khác cũng miên man bất định, tưởng tượng về hình dáng của tiểu kỳ lân sau khi lớn lên. Chắc chắn nó sẽ to lớn như núi, bá đạo kinh người, chỉ cần một giống cũng đủ khiến cho đất trời sụp đổ, khi đó mới thật sự là khí phách. Ngươi nói nó đi, đừng để nó cắn ta nữa. Ma tử ôm lấy bả vai bị cắn nát của mình rồi nhe răng trợn mắt nói. Tên nhóc này nhỏ xíu nhưng tính tình thì lại rất hung dữ. Ngao hú. Hắn ta không lên tiếng thì không sao, ngay khi hắn ta vừa mở miệng thì tiểu kỳ lân lại giống lên, trong mắt của nó lộ ra hung quang, sẵn sàng trong tư thế vồ tới khiến cho ma tử phải ho khan lùi lại từng bước. Bọn họ, đều là người trong nhà. Triệu Bân cười nói, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu kỳ lân. Lời nói của hắn rất có tác dụng. Tiểu kỳ lân có thể nghe hiểu tiếng người, nghe xong Triệu Bân nói thì liền không còn gầm giống nữa, hung quang trong mắt cũng biến mất. Đôi mắt to tròn chỉ tràn đầy sự tò mò. Đúng rồi. Ma tử lại bước tới, một tay nhấc tiểu kỳ lân lên. Trong chớp mắt, sống lưng của hắn ta trở nên thẳng tắp, cảm thấy bản thân mình rất oai phong. Đây là thánh thú kỳ lân, thứ mà ta đang ôm trong tay chính là thánh thú kỳ lân. Chuyện này đến tận 800 năm nữa hắn ta vẫn có thể đem đi khoác lác. Nào, để ông ôm một cái. Người quang minh chính đại không nói lòng vòng. Mau để lão phu nhìn nhóc con này một chút. Để lại một chút máu. Mấy lão già không đứng đắn súng lại, líu ra líu díu xem tiểu kỳ lân như là một tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ mới lần đầu tiên được nhìn thấy thánh thú huyền thoại, tất nhiên là sẽ cảm thấy mới lạ, cho nên liên tục sờ soạn thân hình nhỏ nhắn của tiểu kỳ lân. Đây đúng là bảo bối, nếu như đem nó hầm lên thì chắc chắn sẽ trở thành một loại thuốc đại bổ. Gầm. Tiểu kỳ lân rất không thích. Liền há mồm gầm giống. Một giống này quả thực có khí phách kinh người, tạo ra làn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Hơn phân nửa lão nhân đều bị giống tới hoa mắt chóng mặt, đầu óc ù ù. Những lão nhân yếu hơn còn bị chấn động đến mức hôn mê không dậy nổi, cẩn thận xem xét lại thì mọi người mới phát hiện ra tên nhóc này chỉ là một con kỳ lân con nhưng bên trong cơ thể đã có võ hồn. Mới sinh mà đã có võ hồn rồi sao, đại trưởng lão kinh ngạc. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Thật không hổ là thánh thú, vừa sinh đã tự mang võ hồn. Ngoài kinh ngạc khiếp sợ, bọn họ lại càng cảm thấy xấu hổ. Mấy lão già ở đây sống cả đời cũng chưa thể ngưng tụ ra võ hồn, so với tiểu kỳ lân mới sinh này quả là một trời một vực. Cho nên mới nói, đầu thai đúng chỗ cũng chính là một kỹ thuật. Không phải võ hồn, Triệu Bân nhẹ giọng lẩm bẩm. Quả thực đó không phải võ hồn. Nếu như lúc này Nguyệt Thần có thể nói thì cô ta sẽ nói cho hắn biết, thứ bên trong cơ thể tiểu kỳ lân là nguyên thần hàng thật giá thật. Chẳng qua nơi đây là phàm giới, ở phàm giới có áp chế càn khôn đại biến cho nên nguyên thần của tiểu kỳ lân mới bị áp chế thành hình thái võ hồn, nếu như mang tiểu kỳ lân đến tiên giới hoặc thần giới thì chỉ trong chớp mắt liền có thể lột xác thành nguyên thần. Ngao, ngao. Trong khi mọi người còn đang quan sát thì tiểu kỳ lân đã nhảy lên không trung. Ngay sau đó nó liền nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Ánh mắt của mấy lão già này không bình thường chút nào, khiến cho nó cảm thấy sợ hãi, phải tìm nơi ẩn nấp. Trong số rất nhiều người ở đây chỉ có một mình Triệu Bân khiến cho nó cảm thấy thân thiết. Triệu Bân sửng sốt. Mọi người cũng sửng sốt. Rồi ngay sau đó, Triệu Bân kêu rên lên một tiếng, bên trong cơ thể cảm giác nóng như bị thiêu đốt. Sau khi Triệu Bân xé áo ra thì mới thấy. Trên thân thể của hắn lúc này đã có khắc ký hiệu của thánh thú kỳ lân. Chính xác mà nói thì phải là tiểu kỳ lân, hiện giờ nó đang ở trạng thái ký hiệu nằm trên cơ thể của Triệu Bân, bộ dáng mặc dù không khí phách nhưng trong huyết mạch tiềm tàng thần lực, lại có khí thế bá liệt cộng minh cùng với khí huyết của Triệu Bân khiến cho khí huyết của Triệu Bân cũng trở nên bá đạo không ít. Vèo. Trong chớp mắt, ký hiệu tiểu kỳ lân liền tan biến, trở nên vô hình. Ngay cả cường giả cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão cũng không thể nhìn thấy nó. Xem đi, mặc dù tiểu kỳ lân đã xuất thế nhưng vẫn được thần thức của mẹ nó bảo vệ, không ai có thể nhìn lén được. Ngươi cảm thấy thế nào, mà tử chọc vào người Triệu Bân hỏi. Nóng, Triệu Bân chỉ đáp lại một chữ.
Đây là sự thật, hắn đang cảm thấy rất nóng. Đây là một con hỏa kỳ lân, toàn thân hừng hực lửa cháy. Sau khi nó nhảy vào trong cơ thể của hắn thì hỏa tức mãnh liệt cũng lưu chuyển bên trong cơ thể hắn. Cảm giác của hắn lúc này giống như vừa bị ném vào trong hỏa lò nung khô vậy. Trừ điều đó ra thì hắn còn cảm thấy tâm ý tương thông với tiểu kỳ lân. Hắn có thể cảm nhận được tiểu kỳ lân một cách rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng thân thiết. Không biết đến lúc nào thì mọi người mới tản đi. Trước khi đi thì bọn họ đều vỗ vai Triệu Bân, ý bảo ngươi hãy chăm chỉ nghiên cứu, sau đó quay lại nói cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thật ra nguyên do chỉ bởi vì ở đây có quá nhiều người, mà tiểu kỳ lân mới sinh lại có chút nhút nhát cho nên mới trốn vào trong cơ thể của Triệu Bân. Nếu như muốn Triệu Bân nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu kỳ lân thì bọn họ phải tạm lánh đi. Mọi người đi rồi, ra ngoài đi. Sau khi mọi người rời đi hết thì Triệu Bân mới tươi cười gọi một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì ký hiệu kỳ lân trên thân của hắn lại hóa thành tiểu kỳ lân nhảy ra ngoài, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào người của hắn, sau đó còn thè lưỡi liếm liếm tay chân nhỏ của hắn. Đôi mắt nó mở to tràn ngập tinh tú, thân thể hừng hực lửa, khí tức bá liệt bất phàm khiến cho không gian xung quanh nó cũng bị làn sóng nhiệt kinh khủng làm biến dạng. Đến đây, Triệu Bân vươn tay ôm tiểu kỳ lân. Nói thật ra, bộ dáng của Triệu công tử lúc này cũng chỉ là đứa bé 1-2 tuổi, ôm trong người một tiểu kỳ lân to bằng vò rượu, hình nãy này trông vẫn thực đẹp mắt. Triệu Bân mở thiên nhãn, âm thầm nhìn trộm. Nhưng hắn nhìn thật lâu cũng không nhìn thấy được điều gì. Hoặc là nói, tiểu kỳ lân đã được thần thức của mẹ che chở, những gì mà hắn nhìn thấy được cũng chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn ra được điểm gì ảo diệu, thậm chí ngay cả thiên nhãn của hắn còn bị bôi đen. Do hắn không biết tự lượng sức, dám nhìn trộm thánh thú kỳ lân cho nên mới bị phản phệ. Khí huyết hùng mạnh quá. Triệu Bân lẩm bẩm, tuy rằng tiểu kỳ lân vẫn còn nhỏ nhưng khí huyết lại vô cùng hùng mạnh, sinh mệnh linh khí dâng trào cuồn cuộn lạ thường, bây giờ nó chỉ vừa mới sinh ra, đợi đến khi nó lớn lên thì khí huyết cùng sinh mệnh linh khí của nó chắc chắn sẽ bao la như trời biển. Vèo. Triệu Bân nhẹ phất tay, từ trong cơ thể của tiểu kỳ lân lấy ra một giọt máu. Treo lơ lửng trong lòng bàn tay rồi tĩnh tâm nghiên cứu, máu huyết của thánh thú kỳ lân quả nhiên bất phàm, có lưu hà bao phủ, quang hoa nở rộ, so với máu rồng mà trước kia hắn dùng còn bá đạo hơn. Huyết mạch của hỏa kỳ lân còn có thể sóng vai cùng thần thú. Kể từ bây giờ cho dù đối thủ của Triệu Bân có huyết mạch bá đạo như thế nào thì ở trước mặt hắn cũng sẽ trở nên tầm thường, cho dù là thiên linh thể hay là thiên diệt thể thì căn bản cũng không cùng đẳng cấp với hắn và tiểu kỳ lân. Ngao. Ngao! Trong khi hắn còn đang xem xét thì tiểu kỳ lân lại kêu lên. Tiếng kêu này Triệu Bân có thể hiểu được, chắc chắn là nó đang đói bụng. Hắn liền trả lại giọt máu cho tiểu kỳ lân, sau đó phất tay biến ra hơn chục linh quả, hai mắt tiểu kỳ lân sáng ngời, nó nhảy nhót vui sướng, ăn rất ngon miệng, chẳng những vậy mà nó còn ăn rất nhiều, điểm này rất giống với Triệu Bân. Sau đó, Triệu Bân lại tiếp tục nghiên cứu một phen. Tiểu kỳ lân tuy nhỏ nhưng lại giống như một tòa bảo tàng, toàn thân đều là bảo bối, ẩn chứa vô số những điều thần bí, những gì mà hắn có thể nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cho dù đích thân Hồng Uyên có đến đây thì chắc ông ta cũng không thể nhìn ra được huyền cơ gì, nguyên nhân không phải vì tu vi mà là vì nhãn giới bị hạn chế, nếu như có Nguyệt Thần ở đây thì mọi chuyện đã khác. Dưới chân núi, mấy người ma tử đều đang ngửa đầu nhìn lên. Thật tốt! Hai chữ này mọi người không biết đã nói bao nhiêu lần. Có thánh thú kỳ lân áp trận thì bọn họ còn sợ cái quái gì nữa. 3 ngày sau Triệu Bân mới xuống núi. Tiểu kỳ lân tung tăng nhảy nhót ngay bên cạnh hắn, có lúc đuổi hoa bắt bướm, có lúc lăn lộn trong thảm cỏ, giống như một con tiểu tinh linh, hai mắt mở to, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ. Thật thú vị quá. Ma tử nhìn thấy vậy thì thổn thức tặc lưỡi. Một đứa trẻ 2 tuổi dẫn theo một con tiểu kỳ lân trông thật là ngộ nghĩnh. Cả hai đều có bộ dáng nhỏ xíu. Trong đó lại có một đứa rất sôi nổi, đối với thứ gì cũng hết sức tò mò. Bước chân nhỏ trông vô cùng kiêu ngạo oai phong, như muốn nói với tất cả mọi người, ông đây là đệ nhất thiên hạ. Đó đúng là kỳ lân sao? Nó, hơi khác so với những gì ta tưởng tượng. Chà, trông cứ như chó con vậy. Tất cả người dân trong thành đều tập trung lại xem, ánh mắt của ai cũng sáng lên, trước nay bọn họ đều chưa từng có vinh hạnh được nhìn thấy thánh thú kỳ lân, đây chính là thánh thú trong truyền thuyết,
nhưng thứ mà bọn họ nhìn thấy lúc này lại là một tên nhóc rất vui vẻ đáng yêu, khiến cho ai cũng muốn chạm vào. Có rất nhiều linh thú cũng chạy tới, nhưng đều nằm phủ phục trên mặt đất. Người mạnh mẽ lên chút có được không? Ma tử liếc mắt nhìn liệt diễm kim ưng bên cạnh rồi nói. Thánh thú kỳ lân xuất thế là một sự kiện lớn, vì vậy hắn ta mới cố ý triệu hồi liệt diễm kim ưng về đây, nhưng thú cưỡi của hắn ta có vẻ hơi nhát gan, mặc dù ngày thường nó rất kiêu ngạo, nhưng vừa nhìn thấy tiểu kỳ lân kia thì lại nằm phủ phục an phận, không dám nhúc nhích. Nhát gan thì sao, nhát gan thì mới được an toàn. Liệt diễm kim ưng tuy không biết nói nhưng thần thái đã đại biểu cho tất cả. Không hiểu sao khi nó vừa nhìn thấy tiểu kỳ lân thì liền cảm thấy toàn thân khó chịu, ở linh giới, kỳ lân không ít lần đánh nó cho nên đã tạo cho nó bóng ma tâm lý, lúc này thậm chí chỉ là một con tiểu kỳ lân cũng có thể khiến cho nó khiếp sợ. Ngoài ra nó cũng chịu ảnh hưởng bởi huyết mạch áp chế. Thánh thú kỳ lân không chung cấp bậc với nó. Mà tiểu kỳ lân này cũng chẳng phải là thánh thú bình thường, huyết mạch của nó chính là huyết mạch của hoàng tộc. Phượng Vũ cũng ho khan. Liệt diễm kim ưng quả thật rất nhát gan, nhưng xích diễm loan tước của cô ta cũng không khá hơn là bao. Đối với linh thú đồng cấp, ngoại trừ tứ đại thần thú thì làm gì có linh thú nào dám gây sự với kỳ lân. Quác! Kim sĩ đại bằng cũng đang ở đó, kêu lên mấy tiếng. Kim sĩ đại bằng vẫn còn mạnh mẽ hơn liệt diễm kim ưng cùng xích diễm loan tước, tuy ký ức và huyết mạch của nó bị phong ấn nhưng khí thế của nó vẫn còn đó, nó là một linh thú không sợ trời không sợ đất. Vừa nhìn thấy tiểu kỳ lân thì đã muốn nhảy lên đánh một trận. Bốn tên nhóc này chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Ba con chim lớn ngồi xổm ngay ngắn. Mà tiểu kỳ lân thì đang bị vây vào giữa, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn, cảm thấy ba con chim lớn trông rất quen, bởi vì huyết thống cho nên nó cũng được truyền thừa ký ức, tất nhiên có thể nhận ra các loại linh thú. Đánh nó một chút không? Liệt diễm kim ưng liếc mắt nhìn loan tước cùng đại bằng. Hiếm khi mới có thể gặp được kỳ lân, hơn nữa còn là một con tiểu kỳ lân, sao không nhân cơ hội này mà giáo huấn nó một chút. Bọn ta không bắt nạt con nít. Đại bằng cùng loan tước đáp lại, rất có khí phách. Nhưng cũng không biết là do bọn chúng không muốn bắt nạt con nít, hay là do không dám bắt nạt. Trong tay đã có kim sĩ đại bằng, bây giờ lại có thêm một thánh thú kỳ lân, tên nhóc này thật sự sắp phi thăng rồi, mấy lão già vừa nghĩ quay đầu lại nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này hôm nay trông rất kiêu ngạo, chỉ mới đứng đây có một chút mà đã hất tóc ra phía sau hơn chục lần rồi. Chỉ có điều hắn đúng là có căn cứ để kiêu ngạo. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một con chim bồ câu từ trên trời đã đáp xuống cánh tay của ma tử. Đây là chim bồ câu đưa tin tình báo. Ma tử lấy thư ra, vừa liếc mắt xem một cái thì hai mắt đã sáng lên. Đã tìm được tung tích của ma quật. Đánh! Tin tức đã lan ra khắp nơi, tiếng quát vang vọng thành thiên thu, người ma gia đều lên tinh thần, bao nhiêu năm nay họ bị ma quật đuổi giết nên phải trốn đông trốn tây, uất ức không sao tả nổi, đã muốn vung tay làm một trận từ lâu rồi, ánh trăng đêm nay rất đẹp, thích hợp để kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đi! Đại trưởng lão đi trước làm gương, cao thủ ma gia cũng nhanh chóng đuổi theo. Đội hình không hề nhỏ một chút nào. Ngoài ma tử và Triệu Bân cùng với ba cảnh giới chuẩn thiên thì tất cả đều là cảnh giới địa tạng, thời gian qua, nhờ lực đại địa nên không chỉ mình nhị trưởng lão mà cả tam trưởng lão cũng đã thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên, thêm vào đó là rất nhiều cảnh giới huyền dương tầng cao nhất cũng đã thăng cấp lên cảnh giới địa tạng. Tính lại thì cũng đã có hơn 300 cảnh giới địa tạng rồi. Trong đó có một nửa là địa tạng tầng cao nhất, có thể nói là người ngựa hùng mạnh. Quan trọng là, họ được trang bị rất hoàn hảo. Cái gọi là trang bị hoàn hảo đó chính là xe nỏ. Họ đã có bản thiết kế, người ma gia cũng cực kỳ cẩn thận, sản xuất số lượng nhiều, bây giờ con số hết sức khách quan, có thể dễ dàng san bằng một ngọn núi, không phải là nói đùa, một phen điên cuồng oanh tạc là xong, còn lại, gặp tên nào giết tên đó. Tin tình báo có nhắc đến Vương Dương không? Triệu Bân hỏi. Trong đó chỉ rõ vị trí, còn tình hình bên trong đó thế nào thì vẫn chưa nắm chắc, ma tử nói. Mong là hắn ta ở đó, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, hắn nằm mơ cũng mơ thấy cảnh giết chết tên khốn đó. Éc, éc, thú cưỡi bay lướt qua phần phật, ra khỏi núi bất tử. Mặt đất cũng không hề yên tĩnh, một đàn thú cưỡi chạy qua, đa số là sư tử và báo đen được nuôi từ trước đó khá lâu, để tránh tạo thành động tĩnh quá lớn làm kinh động khắp nơi,
vừa ra khỏi núi Bất Tử họ đã chia quân thành ba đường, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão mỗi người dẫn một đội, đi đường vòng để tiến đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Tiểu tử kia ăn mau chóng lớn lên đi nhé. Ma tử cứ nhìn Tiểu Kỳ Lân hết lần này đến lần khác, nó cũng có mặt ở đây, đang ngồi bên cạnh Triệu Bân, đôi mắt to tròn cứ nhìn ngó khắp nơi, tò mò với tất cả mọi thứ, thi thoảng lại nhìn Xích Diễm Loan Tước và Đại Bằng Cánh Vàng, mỗi lần nó ngước lên, hai con thú lại bắt đầu thấy luống cuống. Trưởng thành rồi có thể đánh chết Thái Thượng Hung Hổ. Vài phút sau, Ma tử lại bổ sung thêm một câu. Thái Thượng Hung Hổ cực kỳ hung hãn, còn hung dữ hơn cả Cửu Vĩ Tiên Hồ, cần Kỳ Lân đến để giải quyết, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ quá, cái cơ thể bé tí đó còn chưa đủ cho hung hổ vồ một cái, lớn lên sẽ tốt hơn, trong bí tịch ma gia có nói, Kỳ Lân trưởng thành còn khổng lồ hơn cả ngọn núi, nghĩ tới hình ảnh đó lại thấy rung động, Cửu Vĩ Tiên Hồ gì gì đó, Thái Thượng Hung Hổ gì gì đó, gặp Kỳ Lân trưởng thành thì cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống, không chịu ngoan ngoãn thì đánh cho quỳ luôn. Trông chờ vào ngươi đấy. Triệu Bân cũng cười, cho Tiểu Kỳ Lân ăn một viên linh quả, đừng thấy nó còn nhỏ mà lầm, ăn nhiều lắm, một rổ linh quả cũng không đủ nhét kẽ răng, cái này thì nó bá đạo hơn hắn nhiều. Ngao, ngao, Tiểu Kỳ Lân chẳng biết mô tê gì, chỉ lo cắn nuốt linh quả. Trong một thoáng, nó đột nhiên ngước đầu lên, trong miệng còn nhai một viên linh quả, nhìn Triệu Bân, nói chính xác hơn là nhìn vào đan hải dưới bụng Triệu Bân. Hai mắt nó sáng như sao. Dường như có thể nhìn thấy mầm tạo hóa. Cũng vì thấy được nên nó mới hào hứng đến lạ, thích thú chui vào đan hải Triệu Bân, đi vòng quanh mầm tạo hóa, cứ đi qua đi lại, khi lại chạy tới hít hà, thích thú ngửi ngửi, mầm tạo hoa có linh tính nên cứ run lên, trông như đang nhảy múa. Không tệ. Triệu Bân nhìn vào đan hải thì cũng chợt hiểu ra, Tiểu Kỳ Lân đang hút khí sinh linh từ mầm tạo hóa cũng đang bổ sung khí huyết cho nó. Hai bên đều truyền lại một phần tinh hoa cho Triệu Bân. Hắn lại hưởng lợi, chân nguyên dồi dào hơn rất nhiều. Không biết thời gian trôi qua bao lâu bọn họ mới dừng lại. Trước mắt là một dãy núi, bàn về số đỉnh núi thì nó không bằng núi Bất Tử. Lãnh thổ đại hạ mở mang rất rộng, có khá nhiều dãy núi, cũng vì thế nên mới rất khó tìm kiếm tung tích ma quật. Chúng cứ chọn bừa một ngọn núi nào đó nấp vào, tìm đến chết cũng không thấy. Mạng lưới tình báo của ma gia rộng khắp bốn phương mà họ còn phải tìm đến nỗi chảy ra chóc vảy, có thể thấy ma quật ẩn nấp rất sâu. Biết chọn chỗ thật đấy, nhị trưởng lão nhìn quanh bốn phía. Nhiều ngọn núi như vậy, cũng không dễ tìm chút nào, tam trưởng lão vuốt râu. Triệu Bân cũng quan sát, rất nhiều đỉnh núi, thảm thực vật cũng phong phú và đa dạng, đúng là rất dễ ẩn nấp. Trong lúc nói chuyện, thám tử của ma gia đã xuất hiện. Có chắc là ngọn núi này không? Ma tử hỏi. Chắc chắn 100%, thám tử ma gia chỉ vào ngọn núi đằng xa, trung tâm dãy núi này có một tòa thành cổ, thuộc hạ vừa mới điều tra, nơi đó không phải là hang ổ của bọn ma quật, chỉ là một cứ điểm mà thôi. Đội hình thế nào? Đại trưởng lão thản nhiên hỏi. Có một cảnh giới chuẩn thiên chấn giữ, thám tử ma gia vội vàng nói, có lẽ là lục trưởng lão của ma quật, về phần cảnh giới địa tạng và huyền dương thì không rõ lắm. Theo thuộc hạ thấy, có vẻ là không ít. Có thể đánh được, các trưởng lão suy nghĩ nói. Che giấu hơi thở, tự chọn cho mình một vị trí đi. Đại trưởng lão nói xong bèn trùm một chiếc hắc bào lên người, đi thẳng vào sâu bên trong. Mọi người cũng không hề nhàn rỗi, dùng bùa ẩn nấp lén lút đi vào. Hơi tiếc đấy. Ma tử và Triệu Bân đi cùng nhau, than thở. Những lời của hắn ta cũng giống với suy nghĩ trong đầu Triệu Bân. Nếu Vương Dương có ở đó thì quá là hoàn hảo. Đêm không trăng không sao, gió nhẹ lên cao. Cao thủ ma gia ẩn nấp vào trong rừng. Sau đó đi lên một ngọn núi. Nơi này là được. Triệu Bân và ma tử lên đỉnh núi, lấy kính viễn vọng ra. Có thể thấy bên dưới chính là một tòa thành cổ, xung quanh thành cổ là rất nhiều sương mù, có thể thấy đó là trận pháp, chỉ để che giấu huyền cơ, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết bên trong ẩn giấu điều gì. Đỉnh núi mà hai người chọn cách tòa thành không xa, nằm trong tầm bắn của xe nỏ. Bắn chết các ngươi. Các trưởng lão khác cũng đã chọn cho mình một vị trí và sắp xếp xe nỏ. Nhìn lên trời, lấy ngọn núi đó làm trung tâm, bốn phía đều có bóng người lét qua, tầng chiếc xe nẻ được đặt hết sức tinh tế, mỗi một cây nỏ đều được sắp lên xe. Đại trưởng lão cầm kính viễn vọng nhìn quanh, thấy người bên mình đã chuẩn bị xong xuôi bèn giơ một lá cờ nhỏ lên,
ý nghĩa của nó là đinh vội vàng hành động, nghe theo mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Advertisement. Các trưởng lão đều cười nói, ai cũng ngắm về phía tòa thành. Ngẫm lại càng thấy hưng phấn, bao nhiêu năm rồi, họ bị ma quật đánh không thể ngóc đầu lên nổi. Không ngờ đến một ngày họ có thể lén lút đánh trả, còn có cả xe nỏ mạnh mẽ thế này, cẩn thận chế tạo bao lâu như thế, cuối cùng cũng phát huy tác dụng, bắn đi cùng một lúc sẽ đẹp đến mức nào cơ chứ. Đây không phải là chiến tranh. Nhưng đêm hôm nay bọn họ lại đánh như đang trong một trận chiến. Số lượng xe nỏ thế này, nếu không phải là chiến tranh thì chắc sẽ không thể thấy được. Đánh! Advertisement! Đại trưởng lão lạnh lùng ra lệnh, nhanh chóng vung cờ. Sau khi nhận lệnh, các trưởng lão cùng tháo bỏ cấm chú trên xe nỏ. Ầm, ầm! Tiếng ầm ầm chợt vang lên, từng cây nỏ được bắn ra, lao vụt qua vòm trời bắn về phía tòa thành cổ, như một cơn mưa muộn xám cả vùng trời, tiếng vụt vụt kéo dài mãi không dứt, nghe thôi cũng thấy rung động trong lòng rồi. Ầm, ầm, ầm! Những tiếng va chạm sau đó mới là thứ âm thanh êm tai nhất. Xe nỏ là vũ khí trong chiến tranh với cấu tạo kỳ diệu, thật sự rất tốt, chúng tất cả mục tiêu và không có một ngoại lệ nào, dù có thì bùa nổ cũng sẽ được kích hoạt trong nháy mắt, châm độc bên trên cũng sẽ bắn ra khắp nơi, chắc chắn sẽ tấn công hết tất cả mọi thứ trong phạm vi tầm bắn. Một tòa thành đang yên đang lành bỗng chốc ánh lửa ngập trời. Nhìn lại thì những tòa lầu các, cung điện, thậm chí là cổng thành và tường thành đều đổ sập, mái gói, gạch, đá vụn, đình nghỉ mát. Thành mảnh vụn bay đầy trời, nhất thời hỗn loạn không sao tả nổi. A, êm tai hơn những âm thanh đó nữa chính là tiếng kêu la thảm thiết. Advertisement. Có rất nhiều người ma quật bị nổ bay đầy trời, cũng có rất nhiều người ma quật đang ngủ say thì bị phế tích vùi lấp, mặt ngơ ngác, đang ngủ ngon, ai chơi ném bùa nổ thế này. Kẻ địch tập kích. Tiếng hô hoán vang vọng khắp thành cổ. Đáp lại bọn họ chính là một mảnh cường nỏ điên cuồng oanh tạc, vũ khí chiến tranh có lực sát thương rất mạnh, những cao thủ địa tạng tầng cao nhất cũng bị phá vỡ chân nguyên hộ thể trong một đòn, không biết bao nhiêu người ma quật bị xuyên thủng, sau đó nổ tan xương nát thịt, né được cường nỏ nhưng không tránh nổi bùa nổ, lại càng không thoát nổi châm độc, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rên la, hô hào. Vang vọng. Một lần nữa. Đại trưởng lão hét to. Lại vung lá cờ lên một lần nữa. Khỏi cần phải nói, các trưởng lão cũng cực kỳ chuyên nghiệp, cường nỏ lao đi hết đợt này đến đợt khác. Chậc chậc chậc, ma tử cầm kính viễn vọng, thổn thức chậc lưỡi. Đẹp mắt, hình ảnh đó thật sự rất đẹp mắt, một tòa thành cổ không hề nhỏ bị nổ thành một đống hỗn độn, xem tình hình này, có lẽ san bằng tòa thành cổ thành bình địa không phải là chuyện đùa. Là ai? Tiếng hét to vang vọng như sấm, một bóng người xuất hiện trên tường thành. Một ông lão mặc mãng bào xuất hiện, đó chính là lục trưởng lão ma quật, là cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, đêm chặn giết người Triệu gia hôm đó cũng có mặt lão ta, so với những người ma quật khá thì lão ta vẫn ổn hơn rất nhiều, ít nhất là không thấy vết thương nào, nhưng cường nỏ oanh tạc vẫn khiến lão ta trông khá là nhếch nhác. Ông nội nhà ngươi, trưởng lão ma gia cực kỳ đồng thanh đáp lời. Còn chưa dứt lời thì lại là một loạt cường nỏ khác nhắm thẳng về phía tường thành. Thấy thế, trưởng lão ma quật biến sắc, cường nỏ không phải là thứ để đùa, một hai cây cũng chẳng sao cả nhưng nếu số lượng nhiều hơn thì sẽ rất khó chơi, thứ đáng sợ không phải là bùa nổ cùng châm độc mà là lực xuyên thủng của nó, nếu như chân nguyên hộ thể bị phá thì sẽ thành tấm bia sống. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lão ta phi thân bỏ chạy. Dù lão ta đi rồi nhưng tường thành lại bị bắn nát, người trên tường thành cũng nổ bay đầy trời, còn chưa kịp rơi xuống thì đã thấy châm độc thành mảng. Thậm chí là lập tức tan xương nát thịt. Là ai? Lục trưởng lão ma quật tức giận gào lên, sát ý ngập trời. Cao thủ ma quật cũng nhảy ra. Nhưng khi nhìn thấy cường nỏ ùn ùn kéo tới thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Suy cho cùng thì cường nỏ cũng chỉ là công cụ vũ khí, nhưng khi nó mạnh đến một mức độ nào đó thì cũng rất đáng sợ. Lực sát thương và xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ, ví như một cao thủ võ lâm, có lẽ đánh nhau sẽ rất trâu bò. Nhưng hỏi thử xem người đó có dám đỡ một viên đạn không? Ầm, ầm, ầm. Trong màn đêm u ám, tiếng ầm ầm cứ vang vọng khắp những ngọn núi. Chim chóc muông thú trong núi đều giật mình. Tiếng kêu la thảm thiết trong thành mới là thứ thê lương nhất, có trời mới biết có bao nhiêu người nổ chết, một tòa thành nhanh chóng bị nổ thành một đống phế tích, bên trên có rất nhiều người thất tha thất thểu, có người bị nổ,
cũng có kẻ gặp phải châm độc, nhe răng trợn mắt, bóng người đầy ắp, nơi nào cũng thấy. Giết! Tốc chiến tốc thắng! Vẫn là đại trưởng lão ma ra đi trước làm gương. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng đuổi theo, ba người thành một đội, trực tiếp tấn công lục trưởng lão ma quật, chỉ có một cảnh giới chuẩn thiên là lão ta, thế thì cùng hợp sức giết, còn những người khác cứ giao cho cao thủ ma ra là được. Phần nửa số đó đã bị nổ đến mức không phân biệt đông tây nam bắc rồi, đánh rất dễ. Ngươi, các ngươi, thấy ba cảnh giới chuẩn thiên, lục trưởng lão ma quật chợt biến sắc. Hay có thể nói là lão ta không thể tin nổi, nhiều ngày không thể dò la được tin tức của ma gia, không ngờ tối nay kẻ tấn công cứ điểm ma quật lại chính là ma gia, cả ba trưởng lão này nữa, không ngờ lại thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên. Mấy tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ma gia lại có thêm ba cảnh giới chuẩn thiên thế này? Thù mới hận cũ, cùng thanh toán một thể. Đại trưởng lão ma gia hét to, không một lời vô nghĩa, giơ đao lập tức chém. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng không đứng yên, ra tay điên cuồng tấn công. Rầm. Đại chiến của cảnh giới chuẩn thiên nhanh chóng diễn ra. Đội hình 3-1, lục trưởng lão ma quật nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Chủ yếu là lo lắng không ngừng cộng thêm sự hoảng sợ khiến lão ta không thể tập trung vào trận chiến, từ khi trận chiến bắt đầu đã một lòng một dạ muốn bỏ chạy. Vấn đề ấy à, đó là ba trưởng lão tấn công quá dữ dội, bỏ chạy lần nào lại bị chặn lại lần đó. Giết! Cao thủ ma ra hét to, vọt lên. Người ma quật cũng như lục trưởng lão, hai mắt đầy khiếp sợ, đây mà ma ra mà bọn họ biết ư. Đội hình lớn thế này ư, cả xe nỏ nữa. Thứ chỉ có trong chiến tranh đó ở đâu ra thế này. Máu bắn ra khắp nơi. Đại chiến nghiêng hẳn về một phía, rất nhiều người ma quật bị giết. Trên thực tế, bọn họ cũng có chút lực chiến. Đáng tiếc, ma gia bắt đầu bằng rất nhiều cường nỏ, liên tục oanh tạc, phần nửa người ma quật đều bị đánh thành tàn phế, lực chiến tuột dốc không phanh, cộng thêm mối thù với ma quật khiến ý chí chiến đấu tăng cao, họ mới chiếm hết thế thượng phong như vậy. Chạy! Định chạy đi đâu? Triệu Bân đang cầm cung bá vương kiểm tra xem có con cá nào lọt lưới trốn thoát hay không. Advertisement. Khá nhiều người ma quật trốn ra được, phần lớn là cảnh giới huyền dương, hắn bắn ra hết mũi tên này đến mũi tên khác, ai chạy ra sẽ bắn người đó, ma tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi, tay cầm ma kiếm chọn một cảnh giới huyền dương ra tay. Phụt, phụt, đại chiến đầy máu tanh. Mùi máu lan ra khắp cả núi rừng. Ma gia chiếm hết thế thượng phong, một đường đánh tới. Cùng là truyền thừa của đất ma, sao cứ phải sống chết với nhau như thế, lục trưởng lão ma quật gào lên. Khi giết người của ma gia, các ngươi có từng nghĩ đến cái ngày này hay không? Đại trưởng lão hừ lạnh, sát khí lạnh như băng, ánh mắt ngân ngấn nước, thê tử hài nhi của lão ta đã chết trong tay lục trưởng lão ma quật. Liều sống liều chết. Tối nay... không có người nằm xuống sẽ không dừng. Advertisement. Ngắm cho chuẩn, Triệu Bân rút kiếm lao lên. Tất nhiên, ma tử bên cạnh cũng dùng thiên nhãn nhìn lục trưởng lão ma quật, với tu vi của hắn ta và Triệu Bân hiện nay, chỉ cần phá vỡ lớp phòng vệ của cảnh giới chuẩn thiên thì có thể khiến kẻ đó bị thương nặng. Mở. Ma tử lạnh lùng lên tiếng, mở ma luân huyết tế. Cùng lúc đó, mi tâm lục trưởng lão ma quật chợt hiện lên ngọn lửa đen ngòm. Lục trưởng lão ma quật biến sắc, vội vàng lột ra. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân quát to, hóa ra rất nhiều phân thân, mỗi phân thân đều ngưng tụ một lượng sức mạnh nhập vào người hắn trong nháy mắt, ngoài ra còn có thiên lôi cùng với khí huyền hoàng tăng thêm kiếm uy. Keng! Một kiếm đầy sức mạnh nghiền nát. Phụt! Mi tâm lục trưởng lão ma quật bị một kiếm xuyên thủng. Advertisement! Tiếc là một kiếm đó không thể tuyệt sát. Chuyện này thì Triệu Bân cũng đã đoán trước, cảnh giới chuẩn thiên đâu có dễ giết như thế được. Thế nhưng hắn và ma tử hợp tác với nhau quả thật có thể đánh lục trưởng lão bị thương nặng. Giam! Ba cảnh giới chuẩn thiên của ma gia cùng khởi động cấm pháp. Đó là một trận pháp cổ xưa, truyền thừa từ bất diệt ma quân, cần ít nhất ba cảnh giới chuẩn thiên mới có thể thực hiện được, vì thế ba trưởng lão đã luyện tập với nhau rất nhiều lần, tất nhiên là có sự ăn ý với nhau, sức mạnh cũng cực kỳ bá đạo. Lục trưởng lão ma quật vừa đứng vững thì đã bị giam cầm. A! À, lục trưởng lão ma quật gào to, vùng vẫy thật mạnh. Nhưng phong ấn đã rơi xuống, từng phù văn hiện lên khắc vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của lão ta, cả đan điền cũng bị phong ấn,
đều là truyền thừa của đất ma, lão ta biết phong ấn được kết hợp bởi ba cảnh giới chuẩn thiên là thứ không thể thoát ra nổi. Động đi, vùng vẫy nữa đi. Tam trưởng lão hừ lạnh, vung tay cho lão ta một bạt tai. Mấy năm nay, người ma gia chết trong tay lục trưởng lão ma quật không đến 1000 cũng phải 800, trong đó có cả thê tử và hài nhi của đại trưởng lão. Sở dĩ lão ta không dùng một trưởng đập cho lão già ấy chết tươi là vì muốn moi ra những bí mật từ miệng lục trưởng lão, chẳng hạn như hang ổ của ma quật, không tìm thấy thì mò ra vài cứ điểm cũng được, tiêu diệt từng chút một, bọn họ cũng không ngại phiền. Ma quật sẽ không tha cho các ngươi. Lục trưởng lão ma quật kêu gào, nổi điên lên như một con chó dại. Với tiếng gào đó, tam trưởng lão ma ra hết sức trực tiếp giơ tay. Lại là một bạt tai đánh cho lục trưởng lão ma quật miệng đầy máu tươi, mấy cái răng cũng văng ra ngoài. Lần này lão ta đã đổi đối tượng. Cái gọi là đối tượng đó chính là Triệu công tử. Lão ta đã nhận ra, đó là cơ ngân của Thiên Tông, nếu không có thuấn thân tuyệt sát và ma luân huyết tế phối hợp khiến lão ta bị thương nặng thì lão ta đã chẳng bị phong ấn dễ dàng như thế, nói không chừng còn có thể trốn thoát. Tức giận chiếm phần lớn nhưng lão ta cũng khá là bất ngờ và không dám tin. Cơ ngân lại đi cùng với ma gia, nếu không tận mắt nhìn thấy thì quỷ cũng không tin. Triệu Bân im lặng không nói gì, Long Uyên trong tay cứ run lên ong ong, đêm đó lục trưởng lão ma quật có mặt trong đội hình đuổi giết người Triệu gia, nói thẳng ra, hắn rất muốn một kiếm chém chết lão già này, nhưng ngẫm lại vẫn thôi, trưởng lão ma quật cảnh giới chuẩn thiên sẽ biết rất nhiều bí mật, hắn muốn giết người nhưng không phải là hôm nay. Đánh nhanh thắng nhanh, đại trưởng lão ma gia hừ lạnh, cưỡng chế sát khí lao lên đánh. Lát nữa lại tính sổ với ngươi sau. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão mắng, cũng rút kiếm tấn công. Phía sau, Triệu Bân và ma tử một trái một phải lao lên, chọn cảnh giới huyền dương ra tay. Phụt, phụt. Ba cảnh giới chuẩn thiên tham gia vào trận chiến khiến nó lại càng máu me hơn. Thế cục vốn đã nghiêng về một bên nhanh chóng biến thành đơn phương giết chóc. Ma quật thất bại thảm hại. Không thể chống lại thế công của ma gia, tháo chạy bốn phương tám hướng, cả lục trưởng lão trấn giữ tòa thành cũng đã bị phong ấn thì còn đánh cái quái gì nữa, có thể thấy ma gia đã chuẩn bị trước, một khi đã đánh, thì phải đánh cho chết. Chạy đi đâu? Cao thủ ma gia bám sát không rời, hóa thành thần chết gặt hái sinh mệnh. Tiếng kêu la thảm thiết lại vang vọng màn đêm đen, bị giết đến nỗi xác nằm la liệt. Không biết đến khi nào tiếng nổ mới dần tan đi. Ma gia lại toàn thắng. Về phần ma quật, ngoài số ít chạy thoát thì còn lại đều bị diệt cỏ tận gốc. Chắc chắn có bảo tàng. Tìm, nhị trưởng lão lập tức nói ngay. Nhận lệnh, cao thủ ma gia nhanh chóng quay về thành cổ, nói là thành cổ thì chi bằng bảo là một đống hoang tàn, bị cường nỏ san bằng, phế tích nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ giống một hiện trường tàn sát đẫm máu. Mấy kỹ năng sống như dọn dẹp chiến trường các thứ thì người ma gia cực kỳ chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp đến mức nào ư? Một đám người ma quật không chỉ bị càn quét hết bảo bối mà cả quần áo cũng bị lột sạch, còn mỗi cái quần cộc họa tiết hoa. Có giỏi thì giết lão phu đi. Cách đó không xa, lục trưởng lão ma quật lại kêu gào. Tên này cũng khá là kiên cường, biết chạy trời không khỏi nắng nên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy dữ tợn, tóc tai bù xù, thật sự rất giống ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Đừng vội, người sẽ được tận hứng. Ba cảnh giới chuẩn thiên của ma gia lạnh lùng nói, thực hiện bí pháp. Bí pháp gì ư, thuật soát hồn, lục trưởng lão ma quật quá kín miệng nên dùng thuật soát hồn là cách trực tiếp nhất, bí thuật này cực kỳ huyền ảo, rất ít người biết, may mà Triệu Bân có biết nên truyền lại cho bọn họ. Lục trưởng lão ma quật kêu rên, đau đến nỗi mặt mũi vặn vẹo. Sắc mặt ba trưởng lão không chút thay đổi, cưỡng ép soát hồn. Liệu có bảo tàng không nhỉ? Bên này. Ma tử mang theo ma kiếm đi đến đâu gõ đến đó. Triệu Bân cởi giày, mang chân trần đi qua đi lại, trong lòng thầm niệm quyết, dùng đại địa linh chú để cảm nhận, nếu dưới nền đất có càn khôn hay cất giấu một tòa địa cung thì sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Buộc lòng phải nói, đại địa linh chú thật sự rất tốt. Chẳng mấy chốc đã thấy hắn dừng lại, đứng trước một đống hoang tàn. Đây, Triệu Bân vừa nói xong đã dùng hám sơn quyền đánh tới. Cùng với tiếng ầm vang là mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hay có thể nói là một đường hầm nối thẳng xuống lòng đất, đã bảo mà. Trong cứ điểm của ma quật chắc chắn sẽ có một địa cung, có lẽ là nơi chất chứa tiền tài châu báu gom góp được, hơn nữa số lượng còn rất nhiều.
mọi người lao vọt lên, cùng nhau xuống đường hầm. Advertisement! Advertisement! Đi đến cuối đường thì bị một cánh cửa đá cản lại, bị tứ trưởng lão tung một trưởng đánh mở. Cửa đá vỡ tan, có tia sáng lóe lên. Thật sự là một địa cung, dưới địa cung thật sự có bảo tàng, thỏi vàng, miếng bạc, bảo thạch, linh châu, ngân phiếu, vũ khí, sách cổ. Cần gì có đó, số lượng khổng lồ, có trời mới biết rốt cuộc ma quật đã cướp đoạt được bao nhiêu tài bảo, nhưng tất cả cũng chỉ để dâng lên cho ma gia mà thôi. Chậc chậc chậc. Triệu Bân sải bước đi vào trong quan sát trái phải. Cảm nhận một phen nhưng không phát hiện ra bảo bối gì đặc biệt. Nhìn cái gì thế, gom đồ đi. Advertisement. Lục trưởng lão ma gia đứng trên đài cao gọi một tiếng. Nghe thế, cao thủ ma gia đều xắn tay áo lên, thấy tiền còn thân thiết hơn cả mẫu thân mình, ma quật cũng bá đạo thật, chỉ một cứ điểm thôi đã gom được nhiều vàng bạc bảo bối thế này, chắc cũng phải mấy ngàn vạn. Triệu Bân nhìn quanh, sau đó theo ma tử ra khỏi địa cung. So với vàng bạc châu máu trong địa cung thì họ muốn nghe được bí mật từ miệng lục trưởng lão ma quật hơn, chẳng hạn như hang ổ của ma quật này, hành tung của Vương Dương này, cứ để tên khốn đó thoải mái tăng cường sức mạnh của mình thì ma lực sẽ tăng vọt, cũng sẽ có rất nhiều người vô tội nằm xuống. Bọn họ không phải là đấng cứu thế, nhưng tâm hướng thiện thì vẫn còn. Thánh tử, bên kia có một địa lao. Vừa ra khỏi địa cung đã thấy một trưởng lão ma ra đi tới. Có giam giữ người nào không? Ma tử hỏi một câu, như thể đã đoán được từ trước. Đã là cứ điểm ma quật thì chắc chắn sẽ có địa lao, không phải để giam giữ tội phạm gì, phần lớn là những người ma quật bắt về để Vương Dương hút cạn sinh mệnh, bất diệt ma thân quyết tà ác, không phải chỉ là máu me bình thường thôi đâu. Có, còn có rất nhiều nữa, trưởng lão ma ra nói. Advertisement. Khỏi phải nói, Triệu Bân và ma tử cũng đã trông thấy. Cách đó không xa là một đám người quần áo tả tơi được mang ra từ nhà giam dưới lòng đất, nam nữ già trẻ gì cũng có, quần áo nát bươm, xanh xao vàng vọt, e là đã bị bỏ đói từ khi bị bắt đến nay, trong đó có rất nhiều người bị thương khắp nơi, thấy người ma ra đều hoảng sợ, chủ yếu là do số lượng, khoảng hơn mấy ngàn người đều bị giam bên dưới, nếu không chắc đã bị sức mạnh của cường nỏ khiến cho tan xương nát thịt, thế thì đã tạo nghiệt lớn rồi. Tha mạng, tha mạng. Mấy ngàn người luôn miệng cầu xin, sợ đến nỗi cơ thể phát run. Trong đó có cả tiểu hài tử nấp trong vòng tay mẫu thân khóc oe oe, người ma gia thấy mà lòng chợt xúc động, cách đây không lâu, họ cũng bị đuổi giết phải trốn đông trốn tây như dân chạy nạn, hèn mọn không sao tả nổi. Bỏ lại quá khứ, tha cho bọn họ đi thôi, ma tử hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, cao thủ ma gia cũng đang làm việc đó. Những người này không phải võ tu. Có lẽ dùng một giọt phong tình thủy là đủ, họ muốn cứu giúp nhưng số lượng quá nhiều, vẫn là câu nói đó, bọn họ không phải đấng cứu thế nên những việc có thể làm cũng bị giới hạn. Dừng lại. Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, nhanh chóng đi tới trước mặt một người. Đó là một nữ tử, khác với những người chạy nạn kia, cô ta mặc chiếc giá y trên người, cũng vì lẽ đó nên mới chói mắt đến lạ, hấp dẫn ánh mắt Triệu Bân, giá y cô ta cực kỳ cũ nát, mái tóc rối bời. Thậm chí còn che khuất hai má. Triệu Bân giơ tay lên theo bản năng, vén mái tóc rối bời kia ra. Thấy dáng vẻ cô ta, hắn chợt lặng người đi, Diệu. Diệu ngữ. Diệu ngữ. Ma tử nghe thế thì chợt nhíu mày, đúng là chưa nghe tới bao giờ. Cao thủ ma gia cũng chẳng hiểu mô tê gì. Sao lại như thế được? Triệu Bân cau mày, đôi mắt cứ chợt sáng rồi lại thoạt tối. Người ma gia không biết Diệu ngữ nhưng hắn thì lại biết. Đêm đó khi hắn và Thanh Giao bị mụ dạ xoa kia bắt đi, mang xuống phần mộ dưới lòng đất thực hiện minh hôn, mụ ta bắt Thanh Giao phải gả cho nhi tử đã chết của mình, hắn thì phải cưới nữ nhi đã qua đời của mụ ta, cũng chính là Diệu ngữ, nếu không có sát thủ La Sinh Môn đột nhập, phá hủy minh hôn thì hắn và Thanh Giao đã nằm lại trong phần mộ đó rồi. Chuyện này ngoài hắn và Thanh Giao, thì không có ai biết. Nhưng Diệu ngữ. Rõ ràng đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhận nhầm người ư? Triệu Bân đi đến gần theo bản năng, quan sát từ trên xuống dưới. Dường như tinh thần Diệu ngữ không được ổn định lắm, hai mắt vô hồn, chỉ căm căm cúi đầu, ai lướt qua không biết lại tưởng cô ta lại tượng gỗ ấy chứ. Nhưng cô ta thật sự có hơi thở, là người sống. Chắc chắn là cô ta. Triệu Bân lại thì thào, nhưng đó là chuyện không thể. Diệu ngữ đã chết đi rất lâu rồi,
sao có thể sống lại được? Chẳng lẽ, có người dùng thuật chiêu hồn để mang Diệu Ngữ về dương gian? Sao thế, người quen à? Ma Tử chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân khẽ gật đầu, thật sự không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Ừm, là một mỹ nhân, Ma Tử vuốt cằm, quan sát từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ quái. Người nói xem cô nương xinh đẹp như thế, tại sao lại trông như tượng gỗ thế này? Không thấy sức sống. Ánh mắt tiểu tử nhà ngươi cũng được đấy. Vài phút sau Ma Tử mới vỗ vai Triệu Bân. Có thôi đi không? Triệu Bân lại liếc mắt nhìn hắn ta. Họ đang nói chuyện với nhau thì Diệu Ngữ lại ngước mặt lên, cứng ngắc xoay xoay cổ, không nhìn ai cả, chỉ nhìn mỗi Triệu Bân, đôi mắt trống rỗng chợt hiện lên cảm xúc. Cô ta không biết Triệu Bân, nhưng hơi thở của Triệu Bân cho cô ta cảm giác quen thuộc, giọng nói đó cũng cực kỳ quen. Tướng công! Cô ta khẽ hé môi, nhỏ giọng gọi. Nghe thế, Ma Tử cũng sửng sốt. Tiếng tướng công đó không dành cho hắn ta, mà là gọi Triệu Bân. Không chỉ mình hắn ta, trưởng lão ma gia xung quanh cũng chẳng hiểu mô tê gì. Ngạc nhiên nhất là Triệu Bân, mặt cứ nở cả ra. Tướng công! Bầu không khí trở nên yên tĩnh, lại bị giọng nói của Diệu Ngữ phá tan. Tất cả mọi người đều liếc sang nhìn Triệu Bân với ánh mắt kỳ quái, tiểu tử nhà ngươi đó. Tấm lòng bao la bác ái ghê, ngoài Liễu Tâm như ở nhà ra, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu thê tử. Đừng nói bậy. Triệu Bân cười gượng, minh hôn không tính. Ý gì thế, xuống giường không nhận người nữa à, Ma Tử nhíu mày. Ngươi thấy ta với cô ta lên giường khi nào thế, Triệu Bân mắng. Người ta đã gọi ngươi là tướng công rồi kia kìa. Ta gọi ngươi một tiếng tướng công thì ta với ngươi từng lên giường với nhau à? Ta thích nữ từ. Hai người nói qua nói lại, cứ như đang hát tuông. Các trưởng lão có mặt ở đó đều lắc đầu bùi ngùi nói, hai tên này tấu hề quá. Tướng công. Diệu Ngữ lại mở miệng, vẫn là hai chữ đó. Triệu công từ hơi bối rối, chuyện Diệu Ngữ sống lại còn chưa kịp hiểu thì tiếng tướng công đó đã khiến hắn không kịp trở tay, vô duyên vô có thêm một thế tử, vui ghê. Advertisement.